chương 1020, thanh danh đại phóng. Tiếng chuông khoan thai phiêu nhiên, để cho người ta nghe có một ít thất thần, ô giao nhi nghe được Linh đang âm thanh, cảm giác trong lòng nổi lên một cỗ dị thường bực bội cảm giác, thần thức hoảng hốt, hoa mắt chóng mặt. Thừa này cơ hội tốt, vương trường sinh bỗng nhiên quay người, khí thức tăng vọt, từ nguyên anh sơ kỳ cấp tốc tăng lên tới nguyên anh trung kỳ. Song quyền của hắn mang lên trên vàng óng ánh cái bẫy, mặt ngoài trải rộng gai nhọn, hai nắm đấm đều cầm hai viên định hải châu, hướng phía ô giao nhi cao ngất ngực đập tới. Ô giao nhi nhìn thấy vương trường sinh quay người, ngọc dung đại biến, cao ngất trên ngực hạ chập trùng, tiếng sấm vang lớn, nàng bên ngoài thân sáng lên vô số ngân sắc hồ quang điện, hóa thành một kiện ngân quang lóng lánh hộ giáp, bảo vệ toàn thân, đồng thời một mảng lớn ngân sắc hồ quang điện hướng phía vương trường sinh cánh tay dũng mãnh lao tới. Một mặt lớn chừng bàn tay ngân sắc tấm chắn bay ra, trong nháy mắt phồng lớn, ngăn tại ô giao nhi trước người. Phốc phốc, ô giao nhi gương mặt xinh đẹp tái đi, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như là cỏ dại, bay rớt ra ngoài, ngân sắc tấm chắn mặt ngoài có hai cái có thể thấy rõ ràng quyền ảnh, có thể nhìn thấy đại lượng nhỏ bé vết rách. Lít nha lít nhít ngân sắc hồ quang điện đánh vào vương trường sinh trên cánh tay, vương trường sinh chỉ cảm thấy hai tay tê dần, mơ hồ có thể thấy được một chút máu tươi. Ô giao nhi còn chưa rơi xuống đất, vương trường sinh khí tức cấp tốc huệ hoài xuống tới, uông như yên khí tức tăng vọt, một cỗ rồn dập tiếng đàn vang lên, một cỗ vô hình sóng âm bắn ra, tốc độ thật nhanh. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên phối hợp qua nhiều lần, rất có ăn ý. Ô Giao Nhi lại dám cận thân công kích bọn hắn, quả thực là muốn chết. Vương Trường Sinh tay áo lắc một cái, chín khỏa định hải châu hóa thành chín đạo lam quang, hướng phía Ô Giao Nhi đập tới. Đã xuất thủ, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đương nhiên sẽ không lưu thủ. Một đạo có chút quái dị tiếng gào thét từ đáy biển truyền đến, một đạo thô to vô cùng cột nước từ đáy biển bay ra, đánh về phía vô hình sóng âm. Ầm ầm, cột nước bị đánh trúng vỡ nát, vô hình sóng âm tiếp tục hướng phía ô giao nhi đánh tới. Một đạo hồng sắc độn quang bay lượn mà qua, cuốn lên ô giao nhi, tránh đi vô hình sóng âm. Vô hình sóng âm lướt qua ngân sắc tấm chắn, ngân sắc tấm chắn tốc độ bay nổ tung, hóa thành một đống nhỏ bé mảnh gỗ vụn, chui vào đàn yêu thú bên trong, một mảng lớn đê dài yêu thú phát ra một trận kêu thảm, ngã xuống, bên ngoài thân không có vết thương nào, ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị chấn nát. Hồng quang lóe lên, hiện ra ô nguyệt thân ảnh, ánh mắt của nàng âm trầm, nhìn qua trong ngực thoi thóp ô giao nhi, mắt phượng bên trong tràn đầy sát ý. Thể tu, ô giao nhi tay phải chỉ hướng vương trường sinh, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, ngất đi. Vương trường sinh pháp lực tăng lên tới Nguyên Anh Trung Kỳ, lại có định hải châu gia trì, tăng thêm quyền sáo pháp bảo tăng phúc, nếu không phải kia mặt ngân sắc tấm chắn ngăn trở không ít tổn thương, nàng đã chết. Ô Nguyệt vội vàng lấy ra một viên màu xanh dược hoàn, đút cho ô giao nhi ăn vào. Ô Nguyệt cưỡng chế sát ý trong lòng, nhìn về phía Lý Thiên Dương, lạnh lùng nói ra, Lý Đạo Hiếu, ta nhìn chúng ta hôm nay tựu đánh tới nơi này đi. Ngươi cứ nói đi, thanh hạc bỏ mình, ô giao nhi trọng thương, tiếp tục đánh xuống, bọn hắn ăn thiệt thòi, trọng yếu nhất chính là, nàng cần lập tức cho ô giao nhi chữa thương. ầm ầm, mặt biển kịch liệt lăn lộn, một đầu hơn 50 trượng dài ngân sắc xa ngư trồi lên mặt biển, ngân sắc xa ngư trên đầu có một trương giữ tợn nam tử gương mặt, nhìn khí thức hiển nhiên là một đầu tứ dài yêu thú. Mặt người cá mập, Lý Thiên Dương hơi kinh ngạc, sắc mặt một trận âm tình bất định, trước mắt tình thế tốt đẹp, hắn không đành lòng từ bỏ, bất quá nhìn ô nguyệt ngữ khí, nếu là Lý Thiên Dương không đáp ứng, sợ rằng sẽ diễn biến quyết chiến, Lý Thiên Dương còn chưa làm tốt quyết chiến chuẩn bị, trọng yếu nhất chính là, ô nguyệt cũng là nguyên anh hậu kỳ, ai biết nàng còn có bao nhiêu chỉ tứ gia yêu thú, tiếp tục đánh xuống, cho dù nhân tộc có thể thủ thắng, cũng sẽ tổn thất nặng nề, giết địch một ngàn tự tổn tám trăm. Không đáng, tốt kha hôm nay liền đến nơi này lý thiên dương do dự mãi đáp ứng ô nguyệt trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm ý vị thâm trường nhìn vương trường sinh cùng uông như yên một chút trong miệng phát ra một tiếng quái dị đến cực điểm phượng gáy rất nhanh hai phe địch ta nhao nhao lui binh ai về nhà nấy kim long điện lý thiên dương ngồi ở chủ vị bên trên ý cười đầy mặt vương trường sinh cùng uông như yên ngồi tại lý thiên dương bên người bọn hắn hôm qua thế nhưng là ngồi tại phía sau cùng rời xa lý thiên dương Tu tiên giới thực lực phi tôn, trận chiến ngày hôm nay, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đã chứng minh bọn hắn thực lực. Hai đối hai, yêu tộc một chết một trọng thương, Hải Đại Thiện chờ Nguyên Anh tu sĩ nhìn về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ánh mắt tràn đầy kiêm kỵ, Vương Trường Sinh liên thủ với Uông Như Yên, yêu tộc một chết một trọng thương, phần này thực lực có thể so với Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, khó trách bọn hắn kết anh dẫn suất dị tượng. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên sắc mặt như thường, người ta không rõ ràng, bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng bọn hắn hôm nay biểu hiện là không sai, nguyên nhân có tứ. Thứ nhất, bọn hắn kết anh phía trước thanh danh không hiển hách, kết anh về sau lần đầu tham dự hỗn chiến, yêu tộc không có liên quan tới tình báo của bọn hắn, không biết bọn hắn thần thông. Thứ hai, hợp kích chi thuật trên phạm vi lớn tăng cường bọn hắn công kích cùng phòng ngự. Thứ ba, cổ bảo nhiếp hồn trung tác dụng không thể đánh giá thấp. Thứ tư, ô giao nhi cùng thanh hạc khinh địch, bọn hắn tại dĩ vãng đấu pháp bên trong, bằng vào linh hòa thân hình, chiếm cứ không ít tiện nghi, nếu không phải khinh địch, Vương Trường Sinh không cách nào dùng chín khỏa định Hải Châu vây khốn Thanh Hạc, không cách nào đả thương ô Giao Nhi. Vương Đạo Hiếu, Vương Phu Nhân, khó trách các ngươi kết anh có thể dẫn phát dị tược, Lão Phu hôm nay là mở rộng tầm mắt A. À. Lý Thiên Dương vừa cười vừa nói, tâm tình thoải mái. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên diệt sát một tên Nguyên Anh kỳ yêu tộc, công lao không nhỏ, mà Lý Thiên Dương thân là chỗ này cứ điểm thủ lĩnh, vậy có công lao, ích lợi của bọn hắn là buộc chung một chỗ. Lý Đạo Hiếu quá khen rồi, nếu không phải yêu tộc khinh địch, còn có các vị đạo hữu cùng chúng ta giảng giải yêu tộc sở trường cùng điểm yếu, chúng ta vợ chồng hai người cũng vô pháp lấy được như thế lớn chiến quả." Uông Như Yên khiêm tốn nói, nàng cũng không có bị thắng lợi choáng váng đầu óc, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Bọn hắn đối yêu tộc sở trường điểm yếu hiểu khá rõ, mà yêu tộc đối bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả, nếu là dạng này còn đánh nữa thôi thắng, kia mới kỳ quái đâu." Vương phu nhân quá khiêm nhường, coi như yêu tộc không có tình địch. Vương Đạo Hữu đạt được bộ pháp bảo, thủ thắng không khó. Hải Đại Thiện vừa cười vừa nói, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên có thể lấy được như thế lớn chiến quả, cùng nguyên bộ pháp bảo có rất lớn quan hệ. Không sai, Vương Đạo Hiếu, hai vợ chồng các người hẳn là tu luyện qua hợp kích chi thuật đi. Không giống là bình thường hợp kích chi thuật, Trần Ngang tò mò hỏi, môn hạ của hắn đệ tử vậy hiểu được hợp kích chi thuật, bất quá loại kia hợp kích chi thuật nghiêm chỉnh mà nói là chiến trận, tu tiên giả bày ra trận pháp đối địch, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hợp kích chi thuật cũng không phải là như thế, pháp lực của bọn hắn có thể điệp ra đến cùng một chỗ. Vương Trường Sinh cười không nói, Uông Như Yên xinh đẹp cười nói, Lý Đạo Hiếu, thiếp thân nhớ kỹ người đã nói, chém giết một tên nguyên anh kỳ dị tộc, có thể thu hoạch được một kiện bảo vật, chúng ta có thể thu hoạch được một kiện bảo vật đi. Mặt khác, dị tộc thi thể cùng tài vật không cần lên giao đi. Lý Thiên Dương cười nói ra, tự nhiên không cần lên giao, về phần bảo vật, chờ một lúc hai vị đạo hữu cùng lão phu đi bảo khố chọn lựa chính là đạo hữu khác nhiều hướng vương đạo hữu vợ chồng học tập chém giết cường địch lão phu sẽ không bạc đãi các ngươi chương 1021, rộng kết thiện duyên nghe lời này hải đại thiện đám người trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra biểu tình hâm mộ từ khi bọn hắn điều đến kim long đảo đến nay bọn hắn lớn nhất công tích chính là trọng thương địch nhân không có nhân lấy được lớn như thế chiến quả vương trường sinh cùng uông như yên vừa đến đã lấy được như thế lớn chiến quả Vương Trường Sinh cười nhẹ nói ra, nếu không phải các vị đạo Hiếu hỗ trợ ngăn lại địch nhân, chúng ta vợ chồng cũng vô pháp lấy được như thế lớn chiến quả. Chúng ta vợ chồng quyết định chỉ cần yêu đan cánh lông vô cùng hai bình tinh huyết đồ còn dư lại từ các vị đạo hữu phân phối. Lý đạo hữu lao khổ công cao cái này tứ gia yêu cầm tinh hồn hẳn là quy lý đạo hữu sở hữu không biết ý chư vị đạo hữu như thế nào. Vừa nói như vậy xong cả sảnh đường đều giật mình kim long điện nội tĩnh đáng sợ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lý Thiên Dương trợn mắt hốc mồm, hắn vạn lần không ngờ, Vương Trường Sinh thế mà nguyện ý đem thanh hạc thi thể phân cho ở đây nguyên anh tu sĩ. Tứ giai yêu thú một thân đều là bảo vật, chân quý nhất là yêu đan, tiếp theo đến tinh hồn, cánh, móng vuốt, sau đó mới là gia thú cùng thịt thú vật, Vương Trường Sinh hoàn toàn có thể giữ lại, danh chính ngôn thuận. Vương Trường Sinh là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, mới làm ra quyết định này, hắn lấy ra đồ vật, giá trị vượt qua trăm vạn linh thạch. Mạnh như Trấn Hải Tông, cũng bị nhật nguyệt cung diệt, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tự mình thảo luận qua, như thế nào cam đoan gia tộc trưởng thịnh không suy. Bọn hắn kết anh, xác thực có thể phù hộ gia tộc một đoạn thời gian rất dài, vạn nhất có một ngày bọn hắn không có ở đây, hoặc là không tại Nam Hải, đuổi không trở lại đâu. Nhiều bồi dưỡng mấy tên tu sĩ cấp cao quả thật không tệ, vấn đề là, kết đan tu sĩ dùng tài nguyên đống cũng có thể trồng lên đi, bất quá nguyên anh tựu khó khăn, chỉ ít tại nhân giới, hóa thần không xuất thủ, nguyên anh tu sĩ có thể nói là đỉnh tiêm lực lượng. Kết anh độ khó cao hơn kết đan nhiều. Vì gia tộc lâu dài phát triển, ngoại trừ nhiều bồi dưỡng tu sĩ cấp cao, bọn hắn cũng muốn nhiều kết thiện duyên, mỗi một cái thế lực quật khởi, khẳng định nương theo lấy giết chóc, quật khởi về sau đâu. Nhất trực giết chóc đi, rõ ràng không đúng, Nam Hải tu tiên giới có một câu lưu truyền rất rộng, ngàn năm thế gia, vạn năm đại tông. Đối với tu tiên gia tộc tới nói, ngàn năm là một nấc thang, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ở thời điểm, có thể cam đoan gia tộc không ra vấn đề nếu như bọn hắn không có ở đây đâu. Thịnh cực tất suy, bất kỳ cái gì thế lực đang phát triển quá trình bên trong đều muốn gặp được vấn đề này, như thế nào cam đoan gia tộc nhất trực hưng thịnh xuống dưới. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tra duyệt đại lượng cổ tịch, đạt được một cái kết luận, rộng kết thiện duyên, ít loại hậu quả xấu, chảm thảo trừ căn. Rộng kết thiện duyên, nhiều cùng tu sĩ cấp cao hoặc là thế lực lớn giao hảo, vương gia thực lực mạnh hơn, mạnh hơn Nam Hải thập đại thế gia. Mạnh hơn Nam Hải thập đại tông môn, khẳng định không có, vạn quỷ tông, Trấn hải tông lần lượt bị diệt, nội tình lại thâm hậu, cũng sẽ lọt vào diệt phong, thế sự vô thường. Nhiều kết thiện duyên, dù là chỉ có một người hội hồi báo, vậy cũng đáng giá. Ít loại hậu quả xấu, vương gia đang phát triển giai đoạn trước, vì cướp đoạt tu tiên tài nguyên, làm qua diệt người ta tộc sự tình, hiện tại vương gia phát triển cho tới hôm nay, có thể không động thủ cũng không cần động thủ, ít loại hậu quả xấu, phải biết, tu tiên giới liên quan tới báo thù ví dụ rất nhiều. Cái nào đó gia tộc bị cường địch tiêu diệt, cá biệt tộc nhân may mắn tránh thoát một kiếp, nằm gai nếm mật, khổ tu mấy trăm năm, tiến vào Nguyên Anh kỳ, lấy đại thần thông huyết tẩy thế lực lớn, ví dụ như vậy có không ít, bởi vậy, vương gia muốn ít loại hậu quả xấu, tận khả năng hòa khí sinh tài. Trảm thảo trừ căn là xây dựng ở ít loại hậu quả xấu phía trên, như là đã gieo xuống hậu quả xấu, chỉ có thể trảm thảo trừ căn, Nhật Nguyệt cung diệt chấn Hải tông, vì sao lại đuổi tận giết tuyệt? Không phải liền là lo lắng chấn Hải tông cho tàn lại cháy? hướng Nhật Nguyệt cung báo thù a. Cửu U tông vì cái gì truy sát Diệp Lâm, không phải liền là lo lắng Diệp Lâm có cơ hội báo thù a. Nhiều cỏ phải nhổ tận gốc, Vương Trường Sinh hiện tại làm chính là giống kết thiện duyên, lần này bọn hắn có thể lấy được như thế lớn chiến quả, Lý Thiên Dương bọn người giúp đại ân. Khai chiến đến nay, bọn hắn không phải không năng lực diệt sát Nguyên Anh kỳ dị tộc, mà là địch nhân vậy có đồng bạn, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhất vây khốn màu xanh cự hạc, Ô Nguyệt tựu lập tức cứu viện nếu không phải lý thiên dương ngăn lại ô nguyệt bọn người vương trường sinh cùng uông như yên căn bản giết không được màu xanh cự hạc bọn hắn có thể độc chiếm màu xanh cự hạc thi thể thế nhưng là bởi như vậy cái khác nguyên anh tu sĩ trong lòng khẳng định bất mãn lần tiếp theo đấu pháp nếu là gặp lại loại tình huống này bọn hắn chưa chắc sẽ cam tâm tình nguyện xuất thủ trợ giúp chỉ cần tại trợ giúp thời điểm chậm nửa nhịp vương trường sinh cùng uông như yên khả năng tự gặp nguy hiểm có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ tu tiên giả tự nhiên không phải hời hợt hạng người đặc biệt là Trần Ngang cùng Hải Đại Thiệt, bọn hắn đều là tán tu xuất thân, Lý Thiên Dương là cửu Dương Tông Đại trưởng Lão, cửu Dương Tông là Nam Hải Thập Đại Môn Phái Một Trong, truyền thừa vài vạn năm, chỉ là Nguyên Anh Tu Sĩ tự có hơn 10 vị nhiều, Vương Trường Sinh càng hẳn là giao hảo Lý Thiên Dương. Tu tiên giới không phải chỉ có chém chém giết giết, còn có đạo lý đối nhân xử thế. Lý Đạo Hiếu, đây là xuất sinh kia tinh hồn, còn xin Lý Đạo Hiếu không muốn ghét bỏ. Uông như yên ngọc thủ lật một cái, làm quang lóe lên, một đầu màu lam bình xứ hướng phía Lý Thiên Dương bay đi, rơi vào Lý Thiên Dương trước mặt. Vương Trường Sinh cổ tay nhoáng một cái, màu xanh cự hạc thi thể từ nhẫn chữ vật bay ra, rơi trên mặt đất. Vương Trường Sinh đào ra màu xanh cự hạc yêu đan, chém xuống cánh, lấy hai bình tinh huyết. Các vị đạo hiếu, đồ còn dư lại, chính các ngươi điểm đi. Lý Thiên Dương thu hồi màu lam bình xứ, cởi mở cười một tiếng, nói, ha ha, Vương Đạo Hiếu, đã như vậy, lão phu tụ không khách khí. Hải Đại Thiện đứng dậy, Sông Vương Trường Sinh liền ôm quyền, nói, Vương Đạo Hữu đại nghĩa, hải mỗ bội phục, tại hạ muốn một chút thịt thú vật cùng mấy khối gia thú. Các ngươi tự hành phân phối chính là, không cần cùng chúng ta thương lượng. Tôn phỉ phỉ bảy người đem màu xanh cự hạc thi thể điểm, trên mặt mỗi người đều mặt lộ vẻ vui mừng, lấy không đồ vật, đặc biệt hương. Bởi vì việc này, bọn hắn đều đối Vương Trường Sinh sinh ra một tia hảo cảm. Vương Trường Sinh đứng dậy, sông Lý Thiên Dương bọn người liền ôm quyền, khách khí hỏi, các vị đạo hiếu, Tại hạ đối Phật môn ngưỡng mộ đã lâu, không biết các vị đạo hữu trên người có không có Phật môn pháp bảo. Chúng ta có thể cầm ngang nhau giá trị pháp bảo hoặc là tứ gia yêu đan đến đổi. Trấn Hải tông di chỉ phụ cận có nguyên anh kỳ quỷ vật, cái này tai họa ngầm nhất định phải tiêu trừ, lực lượng cá nhân là có hạn, vương gia nội tình so sánh cạn, muốn lấy tới Phật môn pháp bảo, vẫn là cùng cái khác nguyên anh tu sĩ hoặc là thế lực lớn tiếp xúc tương đối tốt. Phật môn bảo vật là quỷ vật trời sinh khắc tinh. Kim Phách Ngọc Phật Bội có thể dự phòng quỷ vật đoạt xá cùng phòng ngừa tổ hỏa nhập ma, không cách nào chủ động công kích quỷ vật, nếu là có thể lấy tới một kiện Phật môn pháp bảo, không thể thích hợp hơn. Lý Thiên Dương trầm ngâm một lát, nói ra, Phật môn pháp bảo. Không biết Phương Đạo hữu đối Phật môn pháp bảo có yêu cầu a. À? Trong bảo khố có một kiện ngọc âm bội, có thể để cho người ta nhanh chóng nhập định, ở một mức độ nào đó có thể phòng ngừa tổ hỏa nhập ma, bảo vật này là linh bảo Kim Phách Ngọc Phật Bội mô phỏng. Chúng ta hy vọng là công kích loại có thể vây khốn quỷ vật cũng được. Lý Thiên Dương bọn người hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau lắc đầu. Tây Mạc là Phật môn hưng thịnh địa, Nam Hải không có mấy cái Phật tu, Phật môn Pháp bảo ít càng thêm ít. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên có một ít thất vọng, xem ra muốn lấy tới một kiện công kích loại Phật môn Pháp bảo, vẫn tương đối khó khăn. Trường 1022, Hàn Tinh Thạch cùng Lưu Ly Kim Thân Dịch. Thực sự không được, chờ đại chiến kết thúc, bọn hắn đi một chuyến Tây Mạc, nhìn xem có thể hay không lấy tới một kiện phật môn linh pháp. Vương đạo hiếu, chương này tam giai thượng phẩm phù truyện kim cương phù đối phó kết đan kỳ quỷ vương không có vấn đề. người nếu là không ghét bỏ, tự thu cất đi. Hải đại thiện cấp vương trường sinh truyền âm lấy ra nhất cái dài hơn thước hộp gỗ màu xanh đưa cho vương trường sinh. vương trường sinh mở ra hộp gỗ, ánh mắt nhanh chóng quét qua, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ mừng rỡ. Hải đạo hiếu, chương này kim cương phù ta muốn, người muốn trao đổi cái gì? Vương Trường Sinh truyền âm hỏi. Hải Đại Thiện lắc đầu, cười nói ra, Vương Đạo Hữu khách khí, ngươi nếu là nhận hải mẫu người bạn này, tự thu cất đi. Nghe lời này, Vương Trường Sinh vậy không khách khí, cười gật gật đầu tốt ra. Đa tạ, Hải Đạo Hữu hắc hắc, Vương Đạo Hữu khách khí, đi ra ngoài nhờ vả bằng Hiếu, nói không chừng hải mẫu ngày sau cần Vương Đạo Hữu hỗ trợ, đến lúc đó Vương Đạo Hữu biệt chối từ là được. Hải Đại Thiện ngu ngơ cười một tiếng, thành khẩn nói. Uông như yên nở nụ cười xinh đẹp, nói nếu là có thể lực phạm vi bên trong chúng ta tuyệt không chối từ này thoại nói cùng không nói bất quá nói thật vương trường sinh cùng uông như yên đối hải đại thiện ấn tượng không tệ từ khi bọn hắn đi vào kim long đảo về sau hải đại thiện đối bọn hắn thật nhiệt tâm cho bọn hắn đối địch thủ sách lúc đối địch nhắc nhở bọn hắn cẩn thận lôi phượng nghe vương thanh linh giới thiệu hải đại thiện đối xử mọi người thành khẩn làm người nhiệt tình mặc kệ là cấp thấp tu sĩ vẫn là tu sĩ cấp cao đều đồng dạng nói chuyện phiếm trong chốc lát Lý Thiên Dương tuyên bố tan học, hải đại thiện bọn người các hồi các nơi ở, vương trường sinh cùng Uông Như Yên đi theo Lý Thiên Dương đi vào bảo khố. Ngọc chế kệ hàng trên bảo vật rất nhiều, tứ giai đan dược, tứ giai bí phù, nguyên bộ pháp bảo vân vân. Vương trường sinh cùng Uông Như Yên sớm có lựa chọn, bọn hắn lựa chọn thanh liên pháp tỏa, cái này nhị giai phi hành pháp bảo xuất từ thần binh cung chi thủ, có bảo vật này nơi tay, bọn hắn nếu là gặp gỡ cường địch, có thể dùng thanh liên pháp tỏa chạy trốn. Ngoại giới xương hô bỏ họ là thanh liên tiên lữ, có cái này thanh liên pháp tọa, danh phù kỳ thực. Hoàng Phú Quý bán cho bọn hắn một kiện gọi thanh liên pháp tọa pháp bảo phương pháp luyện chế, không nghĩ tới thần binh cung vậy có, xem ra, món pháp bảo này lưu truyền khá rộng. Vương Đạo Hiếu, Vương Phu Nhân, các người tạm thời đi về nghỉ, lần tiếp theo luận bàn, các người không cần ra tay, các người lập hạ công lao hội ghi chép xuống tới, nếu là có thể đánh tan dị tộc, sau đó hội luận công hành thường. An nhân miệng ngắn bắt người nương tay, Lý Thiên Dương được một đầu tứ dài yêu cầm tinh hồn, Ngữ khí so trước đó thân thiện không ít. Tốt, vậy chúng ta đi về nghỉ trước. Vương Trường Sinh đáp ứng, cùng ôm Như Yên rời đi. Hư Không Sáng lên một trận thanh quang, hiện ra một tên váy xanh thiếu phụ bóng hình xinh đẹp. Thế nào, Thiếp thân nói không sai chứ? Trận đầu giết một người trọng thương một người, nếu như chờ bọn hắn tiến vào Nguyên Anh Hậu Kỳ, chỉ sợ không thể so với Nhật Nguyệt Song Thánh kém bao nhiêu. Lý Thiên Dương gật đầu, lấy ra Thăng Long Đan, đưa cho váy xanh thiếu phụ xem ra bọn hắn là có kỳ ngộ gì, vương đạo hữu lại có nguyên bộ pháp bảo, nghe nói bọn hắn suốt từ đông hoang, không biết có phải hay không thái nhất tiên môn cho bọn hắn. Thái nhất tiên môn tự mình đến chúc, ngoại giới truyền ngôn vương ra suốt từ đông hoang, cửu dương tông vậy hơi có nghe thấy. Hẳn là đi, gia tộc bọn họ thực lực không mạnh, muốn lấy tới nguyên bộ pháp bảo đặc biệt khó khăn, bọn hắn tổ chức kết anh đại điển, thái nhất tiên môn thế nhưng là đưa một phần trọng lễ. Đoán chừng bọn hắn là không thể quay về Đông Hoang, lúc này mới đến tiền tuyến tác chiến mặc kệ bọn họ có phải hay không xuất từ đông hoang lão phu đều phải để lại ở bọn hắn bọn hắn lập hạ công lao càng lớn chúng ta công lao vậy càng lớn bất quá lão phu tuyệt đối không ngờ rằng bọn hắn thế mà nguyện ý xuất ra tứ giai yêu cầm thi thể phân cho đạo hữu khác lý thiên dương trầm giọng nói hắn thân là kim long đảo thủ lĩnh chỗ này cứ điểm bất kỳ tu sĩ nào thu hoạch được đại công lý thiên dương đều có thể phân một chút công lao bọn hắn thật biết làm người nếu không đạo hữu khác khẳng định hội đỏ mắt lần sau chưa chắc sẽ cam tâm tình nguyện xuất thủ. Tòa nào đó màu xanh lầu các, phương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, trên mặt đất tán lạc một đống lớn đồ vật. Linh quang lòe lòe pháp bảo, linh khí bức người phù triện, mùi thơm nước mũi đan dược, hào quang lưu chuyển không chừng tài liệu chân quý các loại, số lượng đặc biệt nhiều. Những vật này đều là màu xanh cự hạc trên người tài vật, hai kiện nhị giai pháp bảo, một đôi thanh quang lưu chuyển không chừng phi dày, một mặt xanh mờ mờ lệnh kỳ, yêu tộc càng thêm chú trọng nhục thân tu luyện, chỉ có hai kiện pháp bảo, Vương Trường Sinh cũng không cảm thấy kỳ quái. Ngoại trừ pháp bảo, linh thạch tiểu có hơn 200 vạn, thượng phẩm linh thạch hai khối, thật sự là ứng câu nói kia, nhân không tiền của phi nghĩa không giàu. Yêu tộc, hải tộc cùng man tộc cầm xuống năm cái hải vực, không biết cướp đoạt nhiều ít tu tiên tài nguyên, màu xanh cự hạc thân là nguyên anh kỳ yêu tộc, trên người tài vật tự nhiên không ít. Vật liệu luyện khí một đống lớn, chỉ là năm năm linh mục linh trúc, tự có trên trăm gốc nhiều, yêu thú vật liệu vậy không ít. Vương Trường Sinh mở ra nhất cái gián ngân sắc phù triện hộp ngọc màu xanh, bên trong là một khối to bằng đầu nắm tay màu trắng ngọc thạch, toàn thân tản ra màu ngà sữa hàn mang, ngọc thạch lộ diện một cái, trong phòng nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Đây là hàn tinh thạch, đứng hàng thiên địa kỳ thạch bảng người thứ 72. Uông Như Yên kinh ngạc nói, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Vạn năm trở lên sông băng, mới có thể sinh ra hàn tinh thạch loại này vật liệu luyện khí, 10 phần khó được khối này hàn tinh thạch luyện vào băng thuộc tính pháp bảo bên trong, có thể đề cao mạnh pháp bảo uy lực. Vương Trường Sinh tu luyện chính là thủy hệ công pháp, hắn có thể dùng hàn tinh thạch luyện chế thành một kiện băng thuộc tính pháp bảo. Ngoại trừ hàn tinh thạch, còn có hai cái màu xanh hộp ngọc, mở ra xem, bên trong phân biệt đặt vào một chuỗi màu tuyết trắng bồ đào cùng nhất cái lớn chừng bàn tay kim sắc hồ lô. Tuyết trắng bồ đào tản mát ra một trận mùi thơm mê người, tản mát ra dùng cả mình, tối thiểu có ngàn năm kim sắc hồ lô bên trong đựng là một chút chất lỏng màu vàng kim nhạt hào quang lưu chuyển không chừng hàn ly bồ đào lưu ly kim thân dịch lại là hai loại đồ vật vương trường sinh mặt mũi tràn đầy mừng rỡ hàn ly bồ đào là băng thuộc tính linh dược chính là năm hơi dài một chút mà lưu ly kim thân dịch thì là một loại đối thể tu vô cùng hữu ích linh dịch có thể cường hóa thể tu nhục thân dùng nhiều loại tài liệu chân quý phối chế mà thành vương trường sinh là pháp thể song tu nhục thể của hắn không đủ để ngạnh kháng pháp bảo nếu là luyện hóa những này lưu ly li kim thân dịch, hắn nhục thân phòng ngự hội càng thêm cường đại. Ngoại trừ những vật này, còn có hai bình dục linh đan, có thể đem ra cho ăn dưỡng linh thú linh trùng. Phu quân, ngươi nếu là luyện hóa lưu ly li kim thân dịch, nhục thể của ngươi có thể có thể lực kháng pháp bảo. Uông Như Yên vừa cười vừa nói, trong nguyên liệu luyện khí có không ít tam giai gia da thú, Uông Như Yên có thể đem ra luyện chế phủ binh. Nàng trước mắt chỉ có thể luyện chế ra đơn nhất thuộc tính phủ binh, theo luyện chế số lần gia tăng, nàng tin tưởng mình có thể luyện chế ra ngũ hành phù binh. Muốn ngăn cản pháp bảo công kích, dựa vào một chút lưu ly kim thân dịch cũng không đủ, những này lưu ly kim thân dịch xác thực có thể tăng cường nhục thể của ta. Vương trường sinh đem trên mặt đất đồ vật đơn giản thu thập một chút, dựa theo phân loại cất kỹ, hắn dự định luyện hóa lưu ly kim thân dịch, uông như yên thì luyện chế phù binh, luyện chế nhiều suất một chương phù binh, vương thanh linh chờ kết đan kỳ tộc nhân đối địch tự nhiều một phần ỉ vào chương 1023, Vương Minh Nhân tham chiến. Kim xà đảo, ô giao nhi nằm tại một chương trên giường đá, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền. Ô Nguyệt đứng ở một bên, thần sắc lo lắng. Ô Giao Nhi là ô phượng nhất tộc xuất sắc nhất hậu bối, nàng cũng không hy vọng ô Giao Nhi ra ngoài. Ngô, ô Giao Nhi mở ra nặng nề mí mắt, khí tức huệ oải. Giao Nhi, người rốt cuộc tình, người cảm thấy thế nào? Ô Nguyệt khẽ thở phào nhẹ nhõm, ân cần hỏi han. Tạ ơn lão tổ tông quan tâm, Tôn Nhi tốt hơn nhiều, bất quá trong ngắn hạn, Tôn Nhi không thể xuất chiến. Ô Giao Nhi hữu khí vô lực nói, hồi tưởng lại phía trước đấu pháp, Ô Giao Nhi mắt phượng bên trong lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Cho tới nay, nàng bằng vào lôi độn thuật, hai ba danh nguyên anh tu sĩ vây công, vậy ngăn không được nàng, Trần Ngang Thân là hải ngoại ngũ tiên một trong, đồng dạng bị nàng đả thương, thế nhưng là nàng tuyệt đối không ngờ rằng, mình hội thua ở một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ trên thân, nếu không phải ô nguyệt xuất thủ cứu giúp, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, để ngươi nhất định phải hành sự cẩn thận, ngươi vẫn là quá khinh địch, ngươi cũng không biết thần thông của đối phương, lại dám thi triển lôi độn thuật cùng đối phương chém giết gần người. Đã nói với ngươi rất nhiều lần, có thể không muốn cận thân, cũng không cần cận thân, hiện tại bị thua thiệt đi. Về sau cắt không thể như này lỗ mãng, ô nguyệt mặt lạnh lấy dậy dỗ, nói thật, nàng vậy có trách nhiệm, khai chiến đến nay, ô giao nhi ra không ít danh tiếng, đã thương nhiều vị nguyên anh tu sĩ, ô nguyệt đều có chút lâng lâng, huống chi ô giao nhi. Tôn nhi ghi nhớ lão tổ tông dạy bảo, tôn nhi về sau nhất định sẽ hành sự cẩn thận. Ô giao nhi trung thực đáp ứng, vuốt vuốt cao ngất ngực, nếu không phải nàng kịp thời tế ra một mặt tấm chắn ngăn trở đại bộ phận tổn thương, chỉ sợ nàng đã chết. Người biết liền tốt, hảo hảo dưỡng thương, chờ sau đó một đợt viện binh đuổi tới, người tiểu triệu hồi đại hậu phương điều dưỡng đi không chừng nhân tộc có một ngày tự phát động phản công, người lưu tại nơi này tương đối nguy hiểm. Vâng, lão tổ tông, tôn nhi tuân mệnh, ô nguyệt dặn dò vài câu, quay người rời đi, san hô hải vực, linh miết đảo, tòa nào đó yên lặng viện lạc, phương minh nhân cùng tây môn phượng ngồi tại thạch đình bên trong uống trà nói chuyện phiếm. Bọn hắn lúc đầu phải đi hồng nguyệt hải vực thỉnh vương trường sinh cùng uông như yên trở về đông hoang tham chiến, thế nhưng là bọn hắn vừa đến Nam Hải, tự kinh ngạc phát hiện, tất cả cỡ lớn phường thị đều bị trương dụng, không có thập đại tông môn lệnh bài hoặc là chứng minh, bọn hắn căn bản là không có cách mượn dùng chuyện tống trận chạy tới Hồng Nguyệt Hải Vực, chỉ dựa vào bọn hắn phi độn mà đi, mấy năm đều không nhất định đuổi tới Hồng Nguyệt Hải Vực, Hồng Nguyệt Hải Vực cùng San Hô Hải Vực cách xa nhau mấy ức giảm. Bọn hắn xin chỉ thị lưu cận, lưu cận để bọn hắn trung thực tại linh miết đảo ở lại, mắt thấy đại chiến tiến đến, mình chỉ có một thân tu vi, không có đất dụng võ, vương minh nhân mười phần phiền muộn, hắn còn muốn mượn cơ hội này trở thành thái nhất ngũ kiệt đâu. Ai, cũng không biết Trường Sinh cùng Như Yên có hay không nhận được tin tức, nếu là bọn hắn có thể chạy về Đông Hoang liền tốt. Vương Minh Nhân thở dài nói, ánh mắt lộ ra mấy phần ước mơ, hắn là hy vọng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trở về Đông Hoang tham chiến, dạng này hắn liền có thể đi theo lập công. Tây Môn Phượng lắc đầu nói ra, đoán chừng rất khó, truyền tống trận chỉ có thể đến tiền tuyến truyền tống, Trường Sinh bọn hắn muốn truyền tống đến San Hô Hải vực vẫn tương đối khó khăn, huống chi mạnh sư thúc nói với bọn hắn tốt 5 năm sau, thời gian trước thời hạn bọn hắn coi như không quay lại hồi đông hoang, cũng là danh chính ngôn thuận sự tình, nói thật, ta không tán thành bọn hắn trở về đông hoang, bọn hắn tiến vào nguyên anh kỳ thời gian không dài, hẳn là cho bọn hắn thời gian tu luyện. Có bọn họ, Trần Sư Bá cũng không dễ chịu tại khó xử chúng ta. Vương Minh Nhân lập công sốt ruột, so sánh dưới, Tây Môn Phượng nhìn càng xa xưa, chỉ cần Vương Trường sinh cùng Uông như yên tại, đối với Trần Hải Tân tới nói chính là nhất cái uy hiếp, Trần Hải Tân không tốt quá phận, Thái nhất tiên môn trưởng môn vậy sẽ không tùy theo Trần Hải Tân làm ẩu, tông môn cần chính là cân bằng. Vương Minh Nhân cười khổ một tiếng, thở dài nói, nói thì nói thế, Trần Sư Bá nếu là ném qua một đôi tiểu hải tới, chúng ta xuyên cũng không phải, không mặc cũng không phải. Hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, lấy ra một mặt đưa tin bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên vang lên, Vương Sư Điệt, các ngươi đến một chuyến thái nhất cung, Lão Phu có việc nói với các ngươi. Vâng, Lưu Sư Bá. Vương Minh Nhân đáp ứng, thu hồi đưa tin bàn, cùng Tây Môn Phượng rời đi chỗ ở. Cũng không lâu lắm, bọn hắn đã đến Thái Nhất Cung, lưu cận cùng một tên váy xanh thiếu phụ dán tại ngay phía trước, mấy kết đan tu sĩ dán tại trước người bọn họ. Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng vội vàng đứng ở kết đan tu sĩ trong đội ngũ, thần sắc cung kính. Lần lượt có kết đan tu sĩ đi tới, xếp hàng đứng vững. Một chén trà thời gian về sau, trong điện tụ tập 15 vị kết đan tu sĩ. Người đều đến đông đủ, Lưu Sư Huynh, người đến nói với bọn hắn rõ ràng đi lưu cận gật đầu nghiêm sắc mặt trầm giọng nói dị tộc xâm chiếm giết chóc chúng ta nhân tộc chúng ta thái nhất tiên môn có trách nhiệm có nghĩa vụ xuất chiến hơi tận sức mọn các ngươi đều là bản tông tinh nhuệ đệ tử lão phu cùng trần sư muội dẫn đầu các ngươi xuất chiến mọi thứ muốn nghe lệnh mà đi lập xuống đại công người trọng thường phạm phải sai lầm lớn người tất phạt thái nhất ngũ kiệt để chống hai vị các ngươi cần phải nắm chắc cơ hội yêu tộc hải tộc cùng man tộc tam tộc liên thủ thập đại tông môn có một ít phí sức, mời ngoại lai thế lực tham chiến, trung nguyên tu tiên giới công phu sư tử ngoạc, Nam Hải thập đại tông môn cùng trung nguyên tu tiên giới không thể đồng ý, đổi mà hướng đông hoang thất đại tiên môn xin giúp đỡ, Bắc Cương cùng Nam Hải cách xa nhau mấy tỷ dặm, khoảng cách quá xa, cho dù là có cỡ lớn chuyện tống trận, điều động một nhóm viện binh, nhất cái vừa đi vừa về, nhanh nhất cũng muốn năm 6 năm, đến lúc đó. Chiến sự nói không chừng đã kết thúc, Đông Hoang cùng Trung Nguyên khoảng cách Nam Hải gần nhất, đành phải mời bọn họ hỗ trợ. Thái nhất tiên môn điều kiện tương đối Trung Nguyên tu tiên giới khoan hậu, đơn giản tới nói, Đông Hoang quá nghèo, Trung Nguyên tu tiên giới làm nhân giới chạm trung chuyển, thương mậu phồn hoa, tương đối mà nói, Đông Hoang tu tiên giới so Trung Nguyên tu tiên giới lại càng dễ thỏa mãn. Hàng so ba nhà, Đông Hoang tu tiên giới điều kiện tương đối dư giả, Nam Hải tu tiên giới còn có thể tiếp nhận. Thái nhất tiên môn có gần 20 vị nguyên anh tu sĩ, Nam Hải phái chú ba tên Nguyên Anh, Bắc Cương Phân đã có ba tên, tổng đàn có sáu tên Nguyên Anh tu sĩ lưu thủ, còn lại thì tại Đông Hoang tiền tuyến tác chiến. Nói thật, Thái Nhất Tiên môn bước chân bước tương đối lớn, hai mặt tác chiến, cũng may Đông Hoang mới là chiến trường chính, Nam Hải chiến trường, Thái Nhất Tiên môn nhân chỉ là người tham dự, không phải người quyết định. Nếu là không cách nào đánh bại dị tộc, Thái Nhất Tiên môn cũng không chiếm được nhiều ít chỗ tốt. Vâng, Lưu Sư Bá, Vương Minh Nhân các đệ tử chăm miệng một lời đáp ứng. Vương Minh Nhân biểu lộ có một ít kích động. Hắn chờ đợi một ngày rất lâu, chỉ cần có thể tham chiến, nhiều ít có thể vớt một chút công lao, nếu là lập xuống đại công, hắn có cơ hội được tuyển vì thái nhất ngũ kiệt một trong. Lưu Cận dặn dò vài câu, cùng váy xanh thiếu phụ mang theo 15 tên kết đàn tu sĩ rời đi thái nhất cung, thông qua cỡ lớn chuyện thống trận, đi tiền tuyến, cùng dị tộc chém giết. Chương 1024, Đại Chu Vương triều. Đông Hoang, Bách Trùng Sơn mạch, nhất tòa cử hình sơn cốc, tòa nào đó cửu tầng cao thanh sắc gác lửng. Hơn 30 danh kết đan tu sĩ tụ tập tại lầu 9, bọn hắn top 5 top 3 tụ tập lại một chỗ, xì xào bàn tán. Vương Thanh Sơn cùng Liễu Mị Nhi ngồi chung một bàn, trên bàn trưng bày hai đĩa linh bánh ngọt cùng một bình linh trà. Tiền tuyến chiến sự kịch liệt, cần điều động càng nhiều tu tiên giả cùng vật tư tiến về tiền tuyến, đồng thời đại lượng thương binh đều đến Bách Trùng Sơn mạch chỗ này cứ điểm điều dưỡng, chỗ này cứ điểm càng phát phồn hoa. Cư Liễu Mị Nhi giới thiệu, lần này trao đổi hội là trung nguyên tu tiên giới đại chu vương triều vương tộc phát khởi đại chu vương triều là trung nguyên tu tiên giới ngũ đại vương triều một trong đồng dạng là thịnh hành nho đạo cũng không biết đông hoang thất đại tiên môn mở ra điều kiện gì đại chu vương triều phái phái hai vị khác họ vương tham chiến còn có mười mấy tên kết đan tu sĩ trung nguyên tu tiên giới tình huống tương đối đặc thù hoàng tộc cùng khác họ vương cổng trị thiên hạ khác họ vương đô là nguyên anh tu sĩ hầu ra cùng tướng quân là kết đan tu sĩ nói đến Vương Thanh Sơn còn không có đi qua Trung Nguyên Tu Tiên Giới, bất quá hắn nghe người ta nói đến qua, Trung Nguyên Tu Tiên Giới chú trọng lễ nghi, tu tiên giả ở giữa, nếu có chức quan tại thân, chức quan thấp tu tiên giả nhất định phải hướng chức quan cao tu tiên giả hành lễ, sau đó cái trước lại hướng cái sau đi vãn bối lễ, mười phần phiền phức. Trung Nguyên Tu Tiên Giới là Đông Hoang, Nam Hải, Bắc Cương cùng Tây Mạc Trạm trung chuyển, vị trí địa lý trọng yếu, thương mậu phồn hoa, bằng vào này ưu thế, Trung Nguyên Tu Tiên Giới giàu có lưu, cực lực tôn sùng vương đạo cái gọi là vương đạo kỳ thực chính là độc chiếm thiên hạ đông hoang nam hải cùng bắc cương tam đại tu tiên giới đều bài xích vương đạo bất quá trung nguyên tu tiên giới phát triển vài vạn năm có mình một bộ hoàn chỉnh hệ thống ngoại lai thế lực lại không thích trung nguyên tu tiên giới tu tiên giả cũng sẽ không thay đổi bọn hắn theo tiểu tại dạng này hoàn cảnh lớn lên tại đại bộ phận tu tiên giả xem ra vương đạo chính là thiên đạo hết thảy tu sĩ đều hẳn là tuân thủ người đều đến không sai biệt lắm có thể bắt đầu đi một gã mặt như bạch ngọc thanh niên áo trắng đi đến trung ương một cái bàn tròn trước mặt, thanh niên áo trắng đầu đội bạch sắc khăn nho, eo quấn bạch ngọc yêu đái, trên tay cầm lấy một cái bạch sắc quạt giấy, một bộ công tử văn nhã bộ dáng. Thanh niên áo trắng xông vào chàng chúng tu sĩ liền ôm quyền, khách khí nói ra, tại hạ triệu văn bân, gặp qua các vị đạo hiếu, lần này trao đổi hội do tại hạ phát khởi, quy củ cùng cái khác trao đổi hội, giao hoán toàn bằng tự nguyện, nếu là nhìn nhầm, tại hạ cũng không chịu trách nhiệm. Triệu đạo hữu nói đùa, nếu là nhìn nhầm, chỉ có thể trách tự mình xui xẻo. Đúng đấy, trao đổi hội cũng không phải đấu giá hội, trong lòng chúng ta nắm chắc, nhanh bắt đầu đi. Triệu Văn Bân cười gật gật đầu, nói ta là người đề xuất, ta tới trước đi. Chờ một chút, chờ một chút, chờ một chút hoàng mố. Một đạo có phần dồn dập thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, một trận cuồng phong lướt qua, hoàng quang lóe lên, một gã trên mặt mọc đầy ma tử áo bảo màu vàng mập mạp xuất hiện tại Triệu Văn Bân bên người. Hoàng ma tử, là ngươi, người còn dám tới tham gia trao đổi hội. Một môn linh thuật, người thế mà phục chế mấy chục phần, đổi một cái tên tựu xuất thủ cho chúng ta, người đem linh thạch phun ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Một gã tuổi hơn 40 nam tử trung niên cao mày nói, mặt mũi tràn đầy nộ khí. Áo bào màu vàng mập mạp chính là Hoàng Phú Quý, nghe lời này, Hoàng Phú Quý rút lui hai bước, cười hắc hắc, lộ ra một ngụm răng vàng, nghiêm mặt nói, Hoàng mỗ xác thực nhiều phục chế mấy phần xuất thủ, Thế nhưng là hoàng mỗ cũng là vì nhiều mua sắm một chút vật tư chiến lược, đám kia vật tư đã giao cho quân tiền bối, ta cũng là không có cách nào a. À. Mỗi lần nhìn thấy cấp thấp tu sĩ bởi vì không chiếm được kịp thời cứu chữa mà chết, lão phu tự cảm thấy đau lòng, bất đắc dĩ xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, lúc này mới xuất hạ sách này, yêu tộc phong ta nhóm nhân tộc chi tâm bất tử, còn xin tôn đạo hữu nể mặt nhân tộc, quên đi thôi. Thả ngươi nương cầu thí, ngươi nếu như nhiều bán một hai phần phần vậy thì thôi, ngươi bán cho ta nhóm tám phần tổng cộng 80 vạn linh thạch, hảo hữu của ta nói cho ta, hắn tại một tràng địa hạ đấu giá hội thượng nhìn thấy ngươi, ngươi xuất thủ thật hào phóng, một hơi đấu giá mua ba bình tinh tiến pháp lực đan dược, ngươi xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Đem ngươi trong ngực này chuỗi chữ vật châu chuỗi lấy ra, nhưng đoàn người nhìn một chút, người hoàng phú quý nếu như nghèo, ta tôn vũ lang danh tự viết ngược lại. Nam tử trung niên chửi ầm lên, hắn là thiên phong thương minh một vị trưởng lão, thiên phong thương minh sản nghiệp rất nhiều, cứ hắn biết, Hoàng Phú Quý đem một môn linh thuật phục chế hơn trăm lần, theo Bắc Cương tu tiên giới bán được đông hoang, rõ ràng giàu đến chảy mỡ, gặp người tự khóc than, thật sự là ứng câu nói kia, nhân không muốn mặt thiên hạ vô địch. Thấy cảnh này, Vương Thanh Sơn trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Hoàng Phú Quý ngượng ngùng nhất tiếu, đạo tôn đạo hữu hiểu, hiểu lầm, hảo hữu của ngươi khẳng định nhận lầm người, như vậy đi. Ta cho ngươi một vật gán nợ, xem ở Hoàng Mố vận chuyển vật tư khổ cực như vậy, tôn đạo hữu tựu thể lượng một cái, chớ cùng ta so đo. Hắn lấy ra một cái tinh mỹ thanh sắc hộp ngọc, bên ngoài hào quang lưu chuyển không chừng. Tôn vũ lang sắc mặt rừng một chút, mở ra hộp ngọc xem xét, chỉ gặp bên trong có một kiện có phần ố vàng cái yếm, thượng diện thêu lên uyên ương, linh quang ảm đạm. Hắn hai ngón tay kẹp lên hoàng sắc cái yếm, chỉ gặp hoàng sắc cái yếm thiếu một góc. Tôn vũ lang nổi giận, một cỗ kinh người sóng linh khí từ trên người hắn xông ra, hoàng phú quý sắc mặt đại biến, vội vàng giải thích nói, tôn đạo hiếu không nên hiểu lầm, cái này cái yếm phá một góc, bất qua phía trên này có một tấm bản đồ, có thể là tàng bảo đồ, người lấy về nghiên cứu liền biết, cho ta một trăm cái lá gan, ta cũng không dám trêu đùa ngài a. À. Cùng là kết đan tu sĩ, hoàng phú quý tu vi so tôn vũ lang còn cao hơn một chút, tôn vũ lang sinh khí, hoàng phú quý lập tức nhận sợ, ở đây tu tiên giả phần lớn lộ ra diếu cợt biểu lộ. Tốt, tôn trưởng lão, chuyện này coi như xong, xem ở trương tiền bối trên mặt mũi, chuyện này coi như xong, Hoàng Phú Quý, lần sau ngươi nếu như lại đem một môn linh thuật bán cho ta nhóm thiên phong thương minh tám phần, ta nhóm cũng sẽ không khách khí với ngươi. Một gã hồng quang đầy mặt áo bào đỏ lão giả lạnh mặt nói. Hoàng Phú Quý thở phào nhẹ nhóm, ngượng ngùng nhất tiếu, nói, Hoàng Mỗ cũng không biết những cửa hàng kia đều là các ngươi thiên phong thương minh, lần sau nhất định sẽ không. Hắn đi đến Vương Thanh Sơn trước mặt, cười theo nói ra, Vương Đạo Hiếu, Hoàng Mỗ ở chỗ này ngồi xuống, không có vấn đề chứ. Không sao, Hoàng đạo hữu mời ngồi chính là. Vương Thanh Sơn khẽ cười một cái, nâng bình trà lên, cấp Hoàng Phú Quý rót một chén linh trà. Hoàng Phú Quý cũng không thấy ngoại, nâng chung trà lên uống. Trà ngon, chính hắn nâng bình trà lên, lại rót cho mình một ly, cầm lấy một khối điểm tâm đi bỏ vào trong miệng. Triệu Văn Bân lấy ra mười mấy dạng đồ vật, bỏ vào trên mặt bàn, nói ra vật muốn trao đổi. Vật liệu luyện khí, đan dược, chế phù vật liệu, thậm chí pháp bảo đều có những vật này đối kiếm tu không nhiều lắm tác dụng, Triệu Văn Bân cần giao hoán đồ vật tương đối chân quý, Vương Thanh Sơn tự nhiên không có giao hoán, Liễu Mị Nhi dùng một viên tam giai trung phẩm yêu đan, đổi một khối 800 năm phần linh mộc. Chương 1025, phá huyễn phù. Triệu Văn Bân thành công giao hoán số dạng vật liệu, trở về chỗ cũ, lần lượt có nhân đi lên trước giao hoán, bọn hắn lấy ra đồ vật không sai, bất quá bọn hắn muốn giao hoán đồ vật vậy không tầm thường, phần lớn không có giao hoán thành công, cái này cũng rất bình thường, trao đổi hội vốn chính là người tình ta nguyện sự tình. Nhìn nhiều đồ như vậy, có thể để cho Vương Thanh Sơn động tâm đồ vật ít càng thêm ít, đối phương vật muốn trao đổi hắn không bỏ ra nổi đến, tự nhiên không thể giao hoán thành công. Một chén trà thời gian về sau, một gã thân cao cao, ngũ quan anh tuấn thanh sam nho sinh đi đến mặt bàn tròn trước, hắn phóng một cái phi kiếm màu xanh, mặt mũi tràn đầy tự tin. "Tùng Dương thư viện đại sư huynh Liễu Vân Dương, kết đan bát tầng." Hắn tay áo lắc một cái, trên bàn nhiều một đống đồ đổ vật. Đổi lấy cao năm linh trúc, niên đại ít hơn so với 600 năm cũng không cần lấy ra, mặt khác, phổ thông linh trúc cũng không cần lấy ra. Liễu Vân Dương ngữ khí bình thản, lãnh đạm, Liễu Đạo hữu người chỉ đổi lấy linh trúc, phù triện đan dược hoặc là, có kiếm là đủ rồi, những vật khác ta không cần. Nghe hắn ngôn ngữ, tựa hồ là một vị kiếm si, trong mắt chỉ có phi kiếm. Vương Thanh Sơn cũng là kiếm tu, bất quá hắn cùng Liễu Vân Dương quan niệm bất đồng, mọi thứ có lợi thì có hại, kiếm tu thế công sắc bén nhưng là phòng ngự vậy ắt không thể thiếu vương thanh sơn đứng dậy đi đến liễu vân dương trước mặt ánh mắt rơi vào một cái thanh sắc bình sứ thượng diện, hỏi liễu đạo hiếu trong này chứa là đan dược gì hóa giao đan có ba viên hóa giao đan dùng tam giai thượng phẩm thanh giao nội đan luyện chế mà thành mãng xà loại linh thú phục dụng để cao hóa giao tỷ lệ giao long ăn vào hóa giao đan cũng không ít có ích vừa nói như vậy xong nhiều vị kết đan tu sĩ đi lên trước cùng liễu vân dương truyền âm giao lưu Liễu đạo hiếu, đây là một gốc 800 năm phần tuyết phân trúc, ý của ngươi như nào? Vương Thanh Sơn lấy ra một cái thanh sắc hộp gấm, đưa cho Liễu Vân Dương. Vương Trường Sinh nắm mạnh thiên chính, cấp Vương Thanh Sơn đưa một nhóm tu tiên tài nguyên, trong đó có một gốc 800 năm phần băng thuộc tính linh trúc, Vương Thanh Sơn không cần, vừa vặn lấy ra giao hoán. Hắn không cần bình này hóa giao đan, bất quá Vương Thanh Linh dùng tới được. Liễu Vân Dương mở ra hộp gấm, ánh mắt quét qua, cầm lấy thanh sắc bình xứ, ném cho Vương Thanh Sơn, nói, về ngươi, Vương Đạo Hiếu, có rảnh chúng ta đi bên ngoài đánh một trận, so tài một cái. Không có vấn đề, ta cũng nghĩ lãnh giáo một chút liếu Đạo Hiếu thần thông. Vương Thanh Sơn nhận lấy hóa giao đan, đáp ứng, trở lại chỗ ngồi, liếu Mị Nhi Hiếu kỳ truyền âm hỏi, Thanh Sơn ca ca, người có chăn nuôi mãng xà loại linh thú A. Giúp ta tộc muội mua, Vương Thanh Sơn truyền âm giải thích nói, ngữ khí bình thản. Liếu Mị Nhi A một tiếng, không tiếp tục hỏi cái gì, đi lên trước, lấy ra số dạng đồ vật. Những tài liệu này đổi lấy kỳ hoa dị thảo hạt giống, cao năm linh mục cũng được, ít hơn so với 600 năm không thể được. Hoàng Phú Quý đi lên trước, lấy ra một cái tinh mỹ hộp ngọc, đưa cho Liễu Mị Nhi, truyền âm nói ra, Liễu tiên tử, đây là kim nguyệt lôi đằng hạt giống, hoàng mộ muốn đổi kia trương thổ thuộc tính gia thú, người xem một chút có thích hợp hay không. Liễu Nghị Nhi mở hộp ngọc ra xem xét, bên trong có ba cái hiện ra yếu ớt ngân sắc hổ quang điện hạt giống, nàng nhẹ gật đầu, đáp ứng giao hoán. Liễu Mị Nhi giao hoán đến lưỡng chủng vật liệu, cái khác nhân lấy ra vật liệu không hợp tâm ý của nàng, không thể giao hoán. Nàng trở lại chỗ ngồi về sau, Hoàng Phú Quý đi đến bàn tròn phía trước, lấy ra mấy chục kiện vật liệu, có pháp bảo, đan dược, phù triện, vật liệu luyện khí, đương nhiên, còn có mấy khối tổn hại trận bàn trận kỳ, tàn phá pháp y. Hoàng Phú Quý, sách dưới người vậy lấy ra giao hoán. Khó coi ai đây, Tôn Vũ Lang cau mày nói. Hoàng Phú Quý ngượng ngùng nhất tiếu, nói ra là không phải rách dưới, các vị đạo hữu nhìn ra được, hoàng mỗ cũng không phải ép mua ép bán, để ý tự giao hoán, chướng mắt tựu không trao đổi. Tôn Vũ Lang khẽ hừ một tiếng, chỉ vào một chương ố vàng hoàng sắc phù triện, hỏi đây là cái gì phù triện? Lão phu như thế nào chưa bao giờ thấy qua? Hoàng sắc phù triện bên ngoài khi thì xuất hiện hoa cỏ đồ án, khi thì xuất hiện yêu thú đồ án, khi thì xuất hiện hình người đồ án, mười phần cổ quái. Hoàng phú quý cười đắc ý, nói hỏi rất hay, đây chính là bắc cương đại phái thánh phù môn độc môn bí phù phá huyễn phù khắc chế đại bộ phận huyễn thuật nghe nói có một vị gọi bạch linh nhi yêu tộc tinh thông huyễn thuật diệt sát chúng ta nhiều vị kết đan tu sĩ hoàng mỗi nhiều lần chắc trở lúc này mới lấy tới một chương phá huyễn phù này phù là tam giai thượng phẩm linh phù hẳn là có thể khắc chế bạch linh nhi huyễn thuật chư vị cũng không muốn để chảy mất đổi lấy tinh tiến pháp lực tam giai đan dược theo ta được biết thánh phù cung thế nhưng là bắc cương thập đại môn phái một trong phá huyễn phù là bọn hắn độc môn bí phù, sẽ không tùy tiện xuất thủ, hoàng đạo hữu thế mà có thể lấy được một chương phá huyễn phù. Triệu Văn Bân tò mò hỏi, Bạch Linh Nhi tại đại chiến bên trong xuất tấn danh tiếng, đại chu vương triều nhiều vị kết đan tu sĩ đều chết trên tay Bạch Linh Nhi, tiền tuyến kết đan tu sĩ đối Bạch Linh Nhi hận thấu xương, bất quá hiếm có nhân phòng được Bạch Linh Nhi huyễn thuật. Khổ khổ, cái này chương phá huyễn phù là lão phu theo cái nào đó của tu sĩ động phủ có được, lúc trước còn được đến một chương kiếm đồ, bất quá bán người, chỉ còn lại cái này trương phá huyễn phù. Vương Thanh Sơn có phần tâm động, cất bước đi lên trước, nhiều vị kết đan tu sĩ đi lên trước, cùng Hoàng Phú Quý truyền âm giao lưu. Vương Thanh Sơn không có tinh tiến pháp lực tam giai đan dược, bất quá hắn dùng một kiện phòng ngự pháp bảo giao hoán, Hoàng Phú Quý huyết kiếm, đồng ý giao hoán. Đương nhiên, Hoàng Phú Quý sở dĩ đồng ý giao hoán, vậy có giao hảo Vương Thanh Sơn mục đích, nếu không, hắn chưa chắc sẽ cùng Vương Thanh Sơn giao hoán. Hoàng Phú Quý lấy ra đồ vật đặc biệt nhiều, trao đổi mười mấy giặc, nhưng không ít người nóng mắt, bọn hắn xem như minh bạch tôn vũ lang vì sao lại nói Hoàng Phú Quý nếu như nghèo, tên của hắn viết ngược lại. Hoàng Phú Quý là giả nghèo, kỳ thực giàu đến chảy mỡ. Vương Thanh Sơn đi lên trước, lấy ra mười mấy dạng đồ vật, có tam gia yêu đan, vật liệu luyện khí, đan dược chờ, hắn muốn giao hoán đối kiếm tu hữu ích đồ vật, tỉ như kiếm đồ, công kích loại kiếm đạo linh thuật, cái khác nhân đừng nói không có, có vậy không có khả năng lấy ra giao hoán không ai tiến lên giao hoán vương thanh sơn suy nghĩ một chút nói ra đổi lấy tam giai lấy thượng vật liệu luyện khí chế phủ vật liệu vương trường sinh cùng uông như yên kết anh vương thanh sơn vẫn muốn làm một kiện đồ tốt xem như hạ lễ vương đạo hữu ngươi nhìn khối này hỏa ly thạch có thích hợp hay không hoàng mỗ muốn viên kia thổ thuộc tính yêu đan hoàng phú quý truyền âm nói đưa cho vương thanh sơn một cái hộp ngọc màu đỏ vương thanh sơn mở hộp ngọc ra ánh mắt nhanh chóng nhìn lướt qua bên trong có một khối to bằng đầu nắm tay xích sắc tinh thạch, óng ánh sáng long lanh, phảng phất lưu ly. Vương Thanh Sơn rất sảng khoái đáp ứng, hỏa ly thạch là luyện chế hỏa thuộc tính pháp bảo tốt nhất vật liệu. Vương Thanh Sơn trở lại chỗ ngồi về sau, cái khác nhân lần lượt tiến lên giao hoán. Sau nửa canh giờ, trao đổi hội kết thúc, đám người bắt đầu thảo luận tu luyện tâm đắc, trao đổi lẫn nhau. Triệu Văn Bân dẫn đầu phát biểu, hắn tu luyện chính là nho đạo công pháp, chủ trương nhập thế, ở đây tu tiên giả không có nhiều có thể tham khảo địa phương. chương 1026, cổ quái khối sắt. Triệu Văn Bân biết đông hoang tu sĩ phổ biến phản cảm vương đạo, vậy không có nói quá nhiều vương đạo, nói đơn giản một chút tu luyện tâm đắc của mình, giọng nói vừa chuyển, nhìn về phía vương thanh sơn, cười nói ra, vương đạo hiểu, tại hạ đã sớm nghe chu vân tiêu chu đạo Hữu nhắc qua ngươi, hôm nay cuối cùng là nhìn thấy chân nhân. Vương thanh sơn hơi sững sờ, tò mò hỏi, làm sao? Triệu Đạo Hiếu cùng Chu Đạo Hữu quen biết, tại hạ từng theo theo phụ vương đi sứ Đại Yên Vương triều, cùng Chu Đạo Hiếu gặp qua vài lần, nói chuyện phiếm vài câu, Vương Đạo Hiếu, Chu Đạo Hiếu đối ngươi khen không dứt miệng, tuyên bố nhất định sẽ đánh bại ngươi, Chu Đạo Hiếu cùng Thất Tuyệt Đao Hoàng phảng phất là khuôn mẫu khác ra, trong mắt chỉ có đệ nhất. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm, ở đây kết đan tu sĩ đến từ khác biệt thế lực, bọn hắn có tiến vào kết đan kỳ thời gian cũng không dài, có lâu dài bế quan, cũng không rõ ràng Vương Thanh Sơn cùng Chu Vân Tiêu sự tình, bất quá thất tuyệt đao hoàng đại danh, bọn hắn thế nhưng là như sấm quán đỉnh. Thất tuyệt đao hoàng danh xưng trung nguyên tu tiên giới hóa thần trở xuống đệ nhất nhân, bốn phía khiêu chiến nguyên anh tu sĩ, chưa có thua trận, bất quá hắn hành tung bất định, đại đa số tu tiên giả chỉ nghe tên, hiếm có nhân gặp qua chân nhân. Thất tuyệt đao hoàng ký danh đệ tử Chu Vân Tiêu đối Vương Thanh Sơn khen không dứt miệng, trong lúc vô hình nâng lên Vương Thanh Sơn thân phận, đương nhiên, ở đây kết đan tu sĩ không có mấy cái biết thanh liên tiên nữ tồn tại, chớ nói chi là bọn hắn biết Vương Thanh Sơn cùng thanh liên tiên nữ quan hệ. Vương Thanh Sơn đương nhiên sẽ không tin tưởng Triệu Văn Bân lời nói này, lấy hắn đối Chu Vân Tiêu hiểu rõ, Chu Vân Tiêu không nhiều lời, không có khả năng đối với hắn khen không dứt miệng, mỗi một vị kiệt xuất kết đan tu sĩ, đối với mình cực đoan tự tin, bọn hắn hội thừa nhận người ta ưu tú, nhưng là chưa chắc sẽ đối với người khác khen không dứt miệng. Vương Thanh Sơn thừa nhận Chu Vân Tiêu ưu tú, hắn vậy sẽ không đối Chu Vân Tiêu khen không dứt miệng, không phải nói lòng dạ hẹp hòi, mà là không cần thiết. Triệu Đạo Hữu quá khen rồi, Triệu Đạo Hữu thân là đại Chu vương triều vương tộc, không biết phải chăng là tham chiến. Vương Thanh Sơn rời đi chủ đề, không nguyện ý tại cái đề tài này trên nhiều lời. Yêu tộc phong nhân tộc ta chi tâm bất tử, Triệu Mỗ bất tài, nguyện hơi tận sức mọn. Thất đại tiên môn hứa hẹn, nếu là đánh bại yêu tộc, có thể xuất ra một bộ phận địa bàn, giao cho đại Chu vương triều quản lý, để bọn hắn tại khống chế trong địa bàn phổ biến vương đạo, nếu không phải như thế, đại chu vương chiều vậy sẽ không ra binh, văn nhân thích sĩ diện, phần lớn thiết cho mình trên mặt thiếp vàng. Vương Thanh Sơn mỉm cười, không nói gì thêm, hắn tự nhiên rõ ràng, không có thực sự lợi ích, đại chu vương triều không có khả năng xuất binh. Một canh giờ sau, giao dịch hội tán đi, chúng tu sĩ lần lượt rời đi, Vương Thanh Sơn cùng Liễu Mỹ Nhi rời đi hội trường. Thanh Sơn ca ca, mới mở một nhà binh khí cửa hàng, có không ít tốt nhất phi kiếm, chúng ta đi đi dạo một vòng đi. Không cần, ta còn có chút việc xử lý, người không cần đi theo ta. Vương Thanh Sơn uyển chuyển cự tuyệt, bước nhanh truy hướng Hoàng Phú Quý, Hoàng Đạo Hiếu, dừng bước. Vương Đạo Hiếu, người có chuyện gì a? À? Hoàng Phú Quý híp hai mắt nói, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt chi sắc. Có chút việc tìm ngươi nói một chút, đến chỗ ở của ta nói chuyện, như thế nào? Hoàng Phú Quý không có cự tuyệt, đáp ứng. Cũng không lâu lắm, bọn hắn trở lại Vương Thanh Sơn nơi ở, Vương Thanh Sơn cấp Hoàng Phú Quý pha một bình linh trà, cầm lấy ấm trà cấp Hoàng Phú Quý châm trà, nhiệt tình nói ra, Hoàng Đạo Hiếu, nếm thử bách hoa linh trà, hương vị cũng không tệ lắm. Hoàng Phú Quý hai mắt híp thành một đầu dây nhỏ, cười nói, Vương Đạo Hiếu có việc nói thẳng chính là, ta không khát, ta cùng Vương Tiền Bối là quen biết cũ, chỉ cần tại Hoàng mỗ phạm vi năng lực bên trong, lão phu tuyệt không chối từ. Hoàng Đạo Hiếu, trên người ngươi còn có hay không đối kiếm tu vật hữu dụng, tỉ như kiếm đồ, kiếm phổ, Vương Thanh Sơn thẳng nhìn qua Hoàng Phú Quý, đầy mắt chờ mong, Hoàng Phú Quý liên bắc cương đại phái thánh phủ cung độc nhất vô nhị bí phủ đều có thể làm cho đến, lấy tới mấy chương kiếm đồ, kiếm phổ vậy không kỳ quái, Vương Thanh Sơn cũng có chút hiếu kỳ, Hoàng Phú Quý làm sao có như thế lớn năng lực. Đối kiếm tu vật hữu dụng, các loại, lão phu tìm một chút, Hoàng Phú Quý từ trong ngực lấy ra một chuỗi to lớn chữ vật châu xuyên, chữ vật châu xuyên từ trên trăm quả chữ vật châu sâu chuỗi mà thành. Hoàng Phú Quý đem một đống lớn đồ vật đổ ra, đồ vật đủ loại, từ linh quang lòe lòe pháp bảo, cho tới vết dỉ loang lổ khối sắt. Hoàng đạo hiếu, người ngay cả mình đồ vật đều không rõ ràng ha. Vương Thanh Sơn cao mày nói, Hoàng Phú Quý lấy ra đồ vật quá tạp, có rất nhiều đồng nát sắt vụn, liền vết dỉ loang lổ khối sắt vậy không bỏ được ném, Vương Thanh Sơn thật sự là phục. Những vật này là nhặt ta từ các nơi cửa hàng thu mua tới, tốn không ít linh thạch, Hoàng Mỗ vậy không rõ ràng có hay không đối kiếm tu vật hữu dụng. Vương Đạo Hiếu, chính ngươi xem đi, có để ý đồ vật, giá tiền dễ thương lượng. Hoàng Phú Quý nhếch miệng cười nói, lộ ra một ngụm mang tính tiêu chí răng vàng, phối hợp mặt mũi tràn đầy sẹo mụn, chất phác dễ thân. Vương Thanh Sơn nhướng mày, cẩn thận chọn lựa, khối này khối sắt đều gì xét, người vậy lấy ra buôn bán. Vương Thanh Sơn cầm lấy nhất khối lớn chừng bàn tay khối sắt, mặt ngoài vết dỉ loang lổ. Hắc hắc, đây cũng không phải là phổ thông khối sắt, nói thật, Hoàng Mỗ cũng làm không hiểu thứ này lai lịch, Vương Đạo hữu hướng bên trong rót vào pháp lực liền biết hoàng phú quý cười hắc hắc ý vị thâm trường nói thứ không đáng tiền hắn cũng sẽ không thu vương thanh sơn vương khối sắt rót vào pháp lực kinh ngạc phát hiện khối sắt bỗng nhiên nặng tựa nghìn cân hắn rót vào pháp lực càng nhiều trọng lượng càng nặng khi hắn thu hồi pháp lực khối sắt trở nên nhẹ nhàng hết sức kỳ quái cái này đồ vật ta muốn người ra cái giá vương thanh sơn đang lo lấy cái gì lễ vật chúc mừng vương trường sinh cùng uông như yên kết anh khối này khối sắt cũng không tệ vương đạo hữu nếu là thích cứ việc cầm đi chính là, ngày sau nếu là hoàng mẫu cần ngươi hỗ trợ, ngươi đừng chối từ là được. Hoàng phú quý dùng một loại lấy lòng ngữ khi nói, khối này khối sắt quá nhỏ, lấy ra luyện chế một kiện phi đao đều không đủ, bảo vật có giá, ân tình vô giá. Vương Thanh Sơn lấy ra nhất cái màu xanh bình xứ, đưa cho hoàng phú quý, nói ra, về sau sự tình về sau nói, đây là một bình tinh tiến pháp lực đan dược, hoàng đạo hữu ngươi nếu là không thu, vương mỗ cũng không dám muốn ngươi đổ vật. Cái này tốt ra, kia hoàng mỗ tự nhận, ta hội lưu ý đối kiếm tu vật hữu dụng, vương đạo hữu yên tâm chính là. Đúng rồi, hoàng đạo hữu, trên người ngươi còn có hay không phá huyễn phù. Tự một chương, hoàng phú quý lắc đầu, nói, không có, tự một chương, người tùy thân mang theo là được, nếu có nhân đối ngươi thi triển huyễn thuật, có phá huyễn phù tại, huyễn thuật hẳn là không dùng, bất quá ngươi vẫn là phải cẩn thận, dù sao. Hắn còn chưa nói xong, trong ngực truyền đến một trận chấn động nhẹ nhẹ âm thanh, vội vàng lấy ra một mặt đưa tin bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, hai mắt tỏa ánh sáng. Vương đạo hiếu, hoàng mỗ còn có chút việc gấp phải xử lý, ngày khác trò chuyện tiếp. Hắn thu hồi trên đất đồ vật, bước nhanh rời đi. chương 1027, quyết chiến. Một trận chấn động nhẹ nhẹ tiếng vang lên, Vương Thanh Sơn lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay ngân sắc khai ngọc, bên ngoài phù văn lưu chuyển không chừng, hắn lên trên đánh vào một đạo pháp quyết, thượng diện xuất hiện một hàng chữ nhỏ, mau tới nghị sự điện. Vương Thanh Sơn thu hồi ngân sắc khai ngọc, thở dài một hơi, tự nhủ muốn quyết chiến rồi sao. Chiến sự đã đánh mấy năm, Vương Thanh Sơn đã ở hậu phương điều chỉnh hơn một năm, đoán chừng là muốn triệu hồi tiền tuyến. Tiêu diêu kiếm tôn nói qua, nhưng hắn an tâm dưỡng thương, ngày sau quyết chiến sẽ dùng đến hắn. Vương Thanh Sơn đơn giản thu thập một chút, đi vào ý thức được, quân thiên thương đứng tại ngay phía trước, thần sắc cung kính. Liễu Mị Nhi đã sớm tới, nhìn thấy Vương Thanh Sơn, nàng vui vẻ ra mặt. Vương Thanh Sơn xông Liễu Mị Nhi gật gật đầu, đi đến bên cạnh nàng đứng vững. Lần lượt có kết đàn tu sĩ đi tới, quân thiên thương không nói một lời, bầu không khí biến ngưng trọng lên. Nửa khắc đồng hồ về sau, đại điện nội tụ tập 20 danh kết đan tu sĩ, ba tên nguyên anh tu sĩ. Quân thiên thương uy nghiêm ánh mắt chậm rãi theo vương thanh sơn bọn người trên thân lướt qua, trầm giọng nói tiền tuyến chiến sự căng thẳng, cần điều động nhóm nhân thủ thứ nhất, các người đều là sở thuộc thế lực tinh nhuệ, đến cùng yêu tộc quyết chiến thời điểm, đến lượt các người lên, ta sẽ dẫn các người đi tiền tuyến, nhất chiến định càn khôn, triệt để đánh đổ yêu tộc, sáng lập bất hủ cơ nghiệp. Nhất chiến định càn khôn, triệt để đánh đổ yêu tộc, sáng lập bất hủ cơ nghiệp. Vương Thanh Sơn chờ nhân chăm miệng một lời nói, đại đa số người thần sắc đều tương đối kích động. Vương Thanh Sơn nhíu mày, nhân tộc khai phát đông hoang 4.000 năm, y nguyên chỉ chiếm cư một số nhỏ địa bàn, đông hoang đại bộ phận địa bàn trưởng khống tại yêu tộc trên tay, yêu tộc khẳng định không có dễ đối phó như vậy, hắn thấy, thất đại tiên môn hẳn là mời trung nguyên tu tiên giới cùng bắc cương tu tiên giới trợ giúp lợi dụng tự thân ưu thế chậm rãi tiêu hao yêu tộc lực lượng song quyền nan địch tứ thủ hắn cũng không tin yêu tộc chống đỡ được hắn quên đi một câu lòng người khó dò tam cái tu tiên giới thủ lĩnh căn bản sẽ không chân thành hợp tác chính là bắc cương tu tiên giới không chịu trợ giúp trung nguyên tu tiên giới chỉ có đại chu vương triều phái một bộ phận nhân tới thất đại tiên môn hao không nổi thất đại tiên môn nếu là bị phá tan đông hoang nhân tộc không đến mức bị diệt kẻ thống trị cũng không phải là thất đại tiên môn, trung nguyên tu tiên giới cùng bắc cương tu tiên giới là muốn mượn đao giết nhân, lúc trước bọn hắn nâng đỡ xuất thất đại tiên môn, thất đại tiên môn ngược lại tự lập làm vương, thoát ly bọn họ trưởng khống, hiện tại có cơ hội một lần nữa trưởng khống đông hoang, bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Xuất phát, quân thiên thương tế ra một chiếc toàn thân bạch sắc hào quang lưu chuyển không chừng phi chu, chở 20 danh kết đan cùng hai tên nguyên anh tu sĩ bay ra ngoài, tiêu thất ở chân trời. Bắc Cương, Cửu U Tông, Cửu U Điện, Thượng Quan Vi ngồi ở chủ vị lên, thần sắc lạnh lùng. Năm tên trưởng lão ngay tại hướng nàng báo cáo tông môn sự vụ, thần sắc của bọn hắn khẩn trương. Thượng Quan Vi ngự hạ cực nghiêm, không dùng bất luận kẻ nào phản đối ý kiến của nàng, chuyên quyền độc đoán, nói một không hai. Nếu không phải như thế, Thượng Quan Vi cũng vô pháp đánh lui nhiều cái đại phái công kích. Thế nào, không có tìm được Diệp Lâm thi thể, vậy không có tìm được cửu U lệnh A. Cửu U lệnh là cửu U tông tông chủ tín vật, cũng là khống chế Cửu U tông hộ tông đại trận chủ lệnh bài. Hơn 100 năm trước, Cửu U tông nội chiến, Thượng Quan Vi lấy cường thế thủ đoạn chém giết đối thủ cạnh tranh, tự thân vậy bị thương nhẹ, Diệp Lâm thoát đi bắc cương, Cửu U lệnh biến mất theo. Cửu U tông nội chiến về sau, nguyên khí đại thương, mấy cái thế lực lớn liên thủ tiến đánh Cửu U tông, Cửu U tông kém chút bị diệt, Thượng Quan Vi chuyên quyền độc đoán, dẫn đầu chúng môn đồ đánh lui địch nhân tiến công, Thượng Quan Vi tại đại chiến bên trong bị trọng thương, những năm này đều tại dưỡng thương không có cửu u lệnh, nàng người tông chủ này danh bất chính, ngôn bất thuận, trọng yếu nhất chính là, không có cửu u lệnh, ngày sau cửu u tông nếu như xuất hiện nguy cơ, dựa vào thập bát mai phó lệnh bài, vô pháp phát huy ra hộ tông đại trận toàn bộ uy lực, nếu là có cửu u lệnh tại tay, cường địch đánh đến tận cửa, nàng vậy sẽ không bị đánh thành trọng thương. Năm người sắc mặt trắng nhợt, một gã giữ lại tròm dâu dê lão giả áo bào trắng vội vàng trả lời, hồi tông chủ, Diệp Lâm đi qua Đông Hoang, Nam Hải, nghe đồn hắn còn đi qua Bắc Cương, vậy có nghe đồn hắn đi Tây Mạc, nhân thủ của chúng ta có hạn, còn xin tông chủ nhiều thư thả một chút thời gian, ta nhóm nhất định sẽ tìm về cửu U lệnh. Lại cho các người 30 năm thời gian, lại tìm không trở về cửu U lệnh, chính các người đi chấp pháp điện lãnh phạt. Thượng quan vi lạnh lùng nói, không chút nào khách khí với bọn họ. Là, tông chủ, tông chủ, đông hoang yêu tộc xâm chiếm, thất đại tiên môn mời chúng ta trợ giúp, ngài nhìn. Hừ, nói dễ nghe, thật đánh lùi yêu tộc tiến công, thất đại tiên môn khẳng định sẽ trở mặt, lúc trước nếu không phải chúng ta nâng đỡ thái nhất môn, thái nhất môn có thể có hiện tại. Thực lực cường đại tự tự lập làm vương, còn ra một cái tiên tự, không phải liền là muốn theo chúng ta phổi sạch quan hệ nha, mặc kệ bọn hắn, điều động trọng binh chữ hàng tại Bắc Cương cùng đông hoang giáp dưới chỗ, chờ bọn hắn quyết ra thắng bại, chúng ta lại ra tay đối phó yêu tộc, hiện tại đừng để ý đến bọn hắn, để bọn hắn đánh tới. Lúc trước Bắc Cương, Nam Hải cùng Trung Nguyên tu tiên giới đều nâng đỡ thế lực khai phát Đông Hoang, thật vất vả chiếm cứ một khối lớn địa bàn, thái nhất môn liên hợp thế lực khác, tự lập làm vương, thượng quan vi là nhìn thấu thất đại tiên môn, bọn hắn chính là cho ăn không no Bạch Nhãn Lang, trận chiến này yêu tộc thắng, cũng sẽ là thắng thảm, cửu u tông có thể liên hợp thế lực khác công kích Đông Hoang yêu tộc, nếu như nhân tộc thắng, kia càng không cần phải nói, bọn hắn hội tăng lớn cường độ đối phó Đông Hoang yêu tộc. Nếu không phải yêu tộc chủ động tiến công nhân tộc, thất đại tiên môn chiếm cứ đại nghĩa thượng quan vì còn muốn nhờ vào đó diệt trừ thái nhất tiên môn tại Bắc Cương Phân Đà đây. Là, Tông Chủ, Nam Hải, Kim Long Đảo, Kim Long Lâu, Kim Long Đảo thượng phồn hoa nhất quán rượu, hai vị kết đan tu sĩ đứng tại cổng, ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng hướng phía nơi xa nhìn lại. Như thế nào vương tiên tử còn chưa tới? Lý Đạo Hiếu, người xác định cấp vương tiên tử phát chuyện tấn phù. Người không có phát sai chỗ đi. Một gã tuổi hơn 40 kim bào nam tử nhìn về phía bên người một gã áo vàng thanh niên, Câu mày nói. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trận chiến mở màn giết một người trọng thương một người, nhất chiến thành danh, bây giờ nói khởi thanh liên tiên lữ, Kim Long đảo thượng tu tiên giả không ai không biết không người không hay. Hoàng Phủ vanh phụng tộc lão mệnh lệnh, cùng Vương gia kết đan tu sĩ tạo mối quan hệ, chờ ở bên ngoài sau kết đan tu sĩ là Hoàng Phủ gia cung phụng, phụ trách chờ Vương Thanh Linh ba người. Hoàng Phủ vanh thiết yến chiêu đãi Vương gia kết đan tu sĩ, để tỏ lòng Hoàng Phủ gia đối Vương gia chú trọng, hoàng phủ vanh phái hai vị kết đan tu sĩ tại cửa ra vào chờ, cho đủ vương ra mặt tử. Trên thực tế, hoàng phủ vanh đại khá không cần như thế, bất quá hắn kiên trì muốn như vậy, hoàng phủ ra có thể truyền thừa vài vạn năm, tự nhiên không phải tính toán những nảy lễ nghi phiền phức người. Đương nhiên, nếu không phải vương trường sinh cùng uông như yên lấy được to lớn chiến quả, hoàng phủ ra vậy sẽ không coi trọng như vậy vương ra. Cũng không lâu lắm, vương thanh linh, vương thu minh cùng vương mạnh bân theo đường đi quái khẩu đi ra, bọn hắn nhìn thấy hai tên kết đan tu sĩ tại cửa ra vào chờ hai mặt nhìn nhau hoàng phủ vanh đây là sướng kia vừa ra một màn trước mắt quả thực vượt quá vương thanh linh ba người dự kiến bọn hắn vốn cho rằng chính là một chàng phổ thông tụ hội thế nhưng là nhìn hoàng phủ vanh tư thế không giống như là phổ thông tụ hội kim bào nam tử thành khẩn nhất tiếu nói phương tiên tử các ngươi xem như tới ta còn tưởng rằng lý đạo hữu phát sai truyền âm phù nữa nha tôn đạo hữu các ngươi đây là vương thanh linh có phần không thích ứng trước đó hoàng phủ vanh chờ con em thế ra đối vương thanh linh ba người tương đối khách khí không giống bây giờ mang theo một tia lấy lòng hương vị vương thanh linh không hiểu rõ hoàng phủ vanh trong hồ lô bán cái loại thuốc gì không có việc gì vương tiên tử mời vào bên trong hoàng phủ công tử đã đợi chờ đã lâu kim long lâu đã được ta nhóm bao xuống chúng ta có thể yên tâm nâng ly sướng trò chuyện kim bảo nam tử làm một cái thỉnh thu thập đem vương thanh linh ba người mời đến kim long lâu chương 1028, Hoàng Phủ Vanh mưu đồ. Cả tòa kim long lâu đều được Hoàng Phủ Vanh bao hết, Vương Thanh Linh ba người đi theo hai tên cung phụng đi vào lầu 5. lầu năm bố trí trang nhã, Hoàng Phủ Vanh mười danh kết đàn tu sĩ đang ngồi ở cùng một chỗ nói chuyện phiếm, nhìn thấy Vương Thanh Linh ba người, Hoàng Phủ Vanh trở nhân cơ hồ cùng một thời gian đứng dậy. Vương Tiên Tử, các người có thể tính tới, Vương Đạo hữu tới, ta nhóm chính nói về ngươi nhóm đây. Hoàng Phủ Vanh chờ nhân nhao nhao cùng Vương Thanh Linh ba người chào hỏi, ngữ khí thân thiện. Vương Thanh Linh, Vương Thu Minh cùng Vương Mạnh Bân hai mặt nhìn nhau, trước đó, bọn hắn cũng từng tham gia tương tự tụ hội, chỉ bất quá tham dự giả xuất thân tương đối tạp, Hoàng Phủ Vanh 10 danh kết đan tu sĩ, không phải con em thế gia, chính là tu tiên đại phái, mỗi một cái thế lực truyền thừa đều vượt qua mấy ngàn năm, nội tình thâm hậu. Trước đó, bọn hắn phó hội đến chậm, cũng không trở thành tất cả mọi người khởi thân cùng bọn hắn chào hỏi, tu tiên giới thực lực phi tôn, theo cái này một chi tiết liền có thể nhìn ra vương thanh linh ba người không dám thất lễ vội vàng cùng cái khác nhân chào hỏi giọng thành khẩn bọn hắn rất rõ ràng người khác không phải cho bọn hắn mặt tử mà là cấp vương trường sinh cùng uông như yên mặt tử bọn hắn đại biểu vương gia nhất định phải phải chú ý làm việc không thể cho gia tộc mất mặt vương thanh linh tại ở gần hoàng phủ vanh chỗ ngồi xuống cùng cái khác nhân bắt chuyện cũng không lâu lắm một đội thanh sam người hầu bưng món ngon rượu ngon đi tới buông xuống món ngon rượu ngon lại rời đi Hoàng phủ vanh dơ ly rượu lên, sắc mặt nghiêm túc nói ra, vương tiền tử, vương tiền bối thần thông hơn người, thật sự là tu sĩ chúng ta mẫu mực, ta đại biểu mọi người mời các ngươi một chén. Hắn đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, vương thanh linh ba người không dám thất lễ, vội vàng đáp lễ. Bọn hắn nâng ly cạn chén, nói đến tu luyện thượng sự tình, vừa nói vừa cười. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, Hoàng Phủ Vanh chờ nhân tấp nập hướng Vương Thanh Linh ba người tỏ thiện ý, Hoàng Phủ Vanh càng là hy vọng chiến sự kết thúc về sau, Vương Thanh Linh có thể tới hoàng phủ gia làm khách. Vương Thanh Linh cười nhẹ, khách khí nói ra, ngày sau có cơ hội, ta nhóm nhất định tự mình đăng môn bái phỏng, còn các vị đạo hữu không muốn chê chúng ta phiền phức. Chúng ta cùng một chỗ dục huyết phấn chiến, Vương Tiên Tử nguyện ý lên môn làm khách, ta nhóm cầu còn không được, ai, liền không biết đại chiến đánh tới lúc nào, cũng không biết ta nhóm phải chăng có thể tới sau cùng. Giao chiến đến nay, nguyên anh tu sĩ đều vẫn lạc hơn 10 danh, chớ nói chi là kết đan tu sĩ. Có Vương Tiền Bối Uông tiền bối cùng lý tiền bối bọn hắn tại, ta tin tưởng đánh bại địch nhân chỉ là vấn đề thời gian. Không sai, vương tiền bối cùng uông tiền bối trận đầu liền lấy được lớn như thế chiến quả, ta tin tưởng bọn họ lần tiếp theo hội lấy được càng lớn chiến quả. Cái khác nhân nhau nhau phụ họa, nói thật, vương trường sinh cùng uông như yên biểu hiện vượt qua dự liệu của bọn hắn, trận đầu liền lấy được lớn như thế chiến quả, mặc kệ trận chiến này kết quả như thế nào, thanh liên tiên lữ nhất định danh chấn Nam Hải. Vương thanh linh cười cười, nói các vị đạo hữu quá khen rồi, nếu không phải lý tiền bối bọn hắn xuất thủ tương trợ, cửu thúc cửu thẩm vậy sẽ không lấy được lớn như vậy chiến quả, cửu thúc cửu thẩm nói, ta nhóm muốn đoàn kết hợp tác mới có thể đánh bại dị tộc. Đúng rồi, thiếp thân có một vấn đề muốn thỉnh giáo một cái các vị đạo hữu, thiếp thân trên tay có một viên cất giữ thật lâu chứng linh thú, thử thật nhiều chủng biện pháp, dùng linh dịch ngâm qua, thả trong linh nhãn chi tuyển ngâm, đều không thể ấp, không biết đạo các vị đạo hữu có hay không những biện pháp khác. Vương Thanh Linh giọng nói vừa chuyện Rời đi chủ đề, Vương Trường Sinh giao cho nàng một mai linh thú trứng, Vương Thanh Linh những năm này không ít tốn tâm tư, chính là vô pháp ấp, nàng cảm thấy có chút áy náy, vẫn muốn biện pháp ấp trứng linh thú, nhưng phảm có cơ hội, Vương Thanh Linh liền sẽ hướng người khác thỉnh giáo. Ở đây kết đan tu sĩ, không phải tu tiên con em thế gia, chính là xuất thân tu tiên đại phái, bọn hắn phía sau đều có nguyên anh tu sĩ, vị trí thế lực truyền thừa đều vượt qua mấy ngàn năm, nói không chừng bọn hắn có biện pháp. Hoàng phủ vanh trầm ngâm nửa ngày, nói ra có lẽ là cất giữ quá lâu, linh khí không đủ, cần dùng càng cao cấp linh dịch ngâm, tỉ như vạn niên linh nhũ. Vương Thanh Linh cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, vạn niên linh nhũ. Hoàng Phủ Đạo Hiếu, người cảm thấy ta nhóm có thể lấy được vạn niên linh nhũ a à? Coi như có vạn niên linh nhũ, ai bỏ được lấy ra ngâm vạn niên linh nhũ. Cái khác kết đàn tu sĩ rất là tán thành, vạn niên linh nhũ mười phần chân quý, ai sẽ lấy ra ấp một viên chứng linh thú, chờ linh thú trưởng thành, còn không biết phải chờ tới lúc nào không có vạn niên linh nhũ cái khác tu tiên giả cấp ra nhiều loại đề nghị vương thanh linh âm thầm nhớ kỹ một canh giờ sau tiệc rượu tán đi chúng tu sĩ lần lượt rời đi hoàng phủ vanh lưu lại vương thanh linh vương thu minh vương mạnh bân ba người hoàng phủ đạo hiếu người giữ chúng ta lại không phải là có vạn niên linh nhũ xuất thủ cho chúng ta đi vương thu minh cười trêu ghẹo nói vương tiên tử ta nhóm hoàng phủ ra có một loại thiên tang thần thủy đối với cất giữ quá lâu linh thú ấp vô cùng hữu ích bất qua thiên tang thần thủy chỉ dùng nhiều loại tài liệu chân quý phối chế mà thành, ngươi nếu là đáp ứng ta một cái điều kiện, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một bình thiên tang thần thủy. Hoàng Phủ Vanh chậm rãi nói, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua Vương Thanh Linh. Chuyện gì, ngươi nói xem, đem người đầu kia băng thuộc tính giao long bán cho ta, giá tiền phương diện, tuyệt đối để ngươi hài lòng. Hoàng Phủ Vanh thần sắc ngưng trọng, không giống như là dựng trò vui. Vương Thanh Linh mặt lộ vẻ do dự, băng phong giao cùng với nàng cùng ăn cùng ngủ, theo tiểu theo nàng lớn lên, theo nàng giải buồn, nhiều lần cứu nàng ở trong cơn nguy khốn, nàng làm sao lại bán đi băng phong giao. Xin lỗi, tiểu bạch không phải hàng hóa, ta là coi nó là thân nhân đối đãi người hội bán đệ đệ người muội muội a à. Hoàng phủ vanh một trận cười khổ, lắc đầu nói, đương nhiên sẽ không, vương tiên tử, thiên tang thần thủy lấy vạn năm lấy thượng thiên tang thần một phần dịch làm chủ dược, nhiều loại ngàn nam linh dược làm phụ dược, có bạch cốt sinh nhục công hiệu, xa không là bình thường linh thủy có thể so thì tính sao ta là sẽ không bán tiểu bạch người đừng đánh tiểu bạch chủ ý ta coi nó là đệ đệ ai dám theo bên cạnh ta cướp đi nó ta với ai không xong vương thanh linh nói xong lời cuối cùng sắc mặt lạnh xuống hoàng phủ đạo hữu chúng ta tự nói tới nơi này đi ngày khác gặp lại lời nói mới rồi ta đương không nghe thấy vương thanh linh mang theo vương thu minh cùng vương mạnh bân rời đi hoàng phủ vanh khẽ thở dài một hơi trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì thất ca ta liền nói nàng sẽ không bán đưa cho ngươi, ngươi còn không tin, ai bỏ được đem mình một tay nuôi lớn linh thú bán cho người khác, dù sao ta không bỏ được. Một gã như chuông bạc nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên, một gã trên mặt có phần hài nhi mập váy đỏ thiếu nữ theo lầu 6 đi xuống. Hoàng phủ anh, hoàng phủ vanh đường muội kết đan lục tầng, hoàng phủ vanh thở dài một hơi, nói vốn còn muốn mở giá cao, nàng tộc thúc thần thông quá lớn, không thể cưỡng đoạt, chỉ có thể trí lấy, trước mắt xem ra, trí lấy cũng được không thông, Xem ra chỉ có thể bẩm báo tộc trưởng, mời hắn lão nhân gia định đoạt, nếu là có thể cho nàng đầu kia băng phong dao, chúng ta hoàng phủ gia có lẽ có có thể được món đồ kia. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt của hắn lộ ra vẻ mơ ước. Chương 1029, Đông hoang quyết chiến. Trở lại chỗ ở, Vương Thanh Linh, Vương Thu Minh cùng Vương Mạnh Bân tại thạch đình trong uống trà, thảo luận sự tình vừa rồi. Vương Thanh Linh tương đối mẫn cảm, nàng đã sớm phát giác hoàng phủ vanh ý đồ, bất quá nàng không rõ hoàng phủ thế gia nội tình thâm hậu, hoàng phủ vanh vì cái gì coi trọng băng phong giao. Nghe hoàng phủ vanh ngôn ngữ, thiên tang thần thủy không là bình thường đồ vật, hoàng phủ vanh thế mà cam lòng dùng thiên tang thần thủy giao hoán băng phong giao. Nhìn chúng băng phong giao tiềm lực, không đến mức đi, phải biết, vương trường sinh cùng uông như yên lấy được như thế đại chiến quả, hoàng phủ vanh còn đưa ra mua sắm băng phong giao, không hợp với lẽ thường, trừ phi băng phong giao có cái gì năng lực đặc thù, vương thanh linh cũng không biết nàng đem băng phong dao phóng ra băng phong dao trung thực ghé vào vương thanh linh trước mặt mười phần kính cẩn nghe theo vương thanh linh cưng chiều sờ lên băng phong dao đầu hỏi thu minh mạnh bân các ngươi nói một chút hoàng phủ vanh vì cái gì muốn tiểu bạch đây có phải hay không là hoàng phủ vanh muốn một cái tam giai giao long làm linh thú theo ta được biết toàn bộ nam hải có được tam giai giao long làm linh thú tu sĩ cấp cao không đến 10 ngón số lượng vương thu minh đưa ra cái nhìn của mình muốn hàng phục một cái tam giai giao long làm linh thú, cần cơ duyên và đủ cường đại thực lực, Nam Hải yêu thú tài nguyên phong phú, bất quá tam giai giao long số lượng tương đối thưa thớt, phần lớn tại yêu tộc quản hạt khu vực, ngẫu nhiên tại nhân tộc khống chế cương vực gặp được một cái tam giai giao long, cũng khó có thể hàng phục. Giao long là có tiếng kháng đánh, thần thông cũng không nhỏ, có thể có được một cái tam giai giao long làm linh thú, đây là một kiện rất hào quang sự tình. Hoàng phủ vanh thân là hoàng phủ thế gia tử đệ, nếu là có một cái tam giai giao long xuất hành, tương đối có mặt tử đi. Muốn nói băng phong giao có cái khác năng lực đặc thù, Vương Thanh Linh không có khả năng không biết, phải biết, nàng đối băng phong giao tốt không thể tốt hơn, nàng chúc cơ thời gian tương đối trễ, cũng là bởi vì đem đại lượng tu tiên tài nguyên nện vào băng phong mãng trên thân, kém chút chậm trễ mình chúc cơ. Vương Thanh Linh cùng băng phong mãng cùng ăn cùng ngủ, như hình với bóng, nàng đi học đường còn mang theo băng phong mãng, người khác đều là dưỡng linh ong hoặc là linh điệp, nàng trực tiếp dưỡng mãng xà người đồng lứa đều không cùng với nàng chơi bảy tám tuổi hài tử đối mãng xà vẫn tương đối e ngại cô thái nãi có phải hay không là băng phong mãng có năng lực khác vương mạnh bân tò mò hỏi ánh mắt rơi vào băng phong mãng trên thân vương thanh linh lắc đầu không thể nào tiểu bạch nếu là có năng lực khác ta không có khả năng không biết nó sinh khí không vui ta đều có thể biết có phải hay không là băng phong giao thần thông tương đối lớn nó là mãng hóa giao đây là một loại tiến hóa, mà không phải giao long hậu duệ, tiềm lực so với bình thường giao long cao hơn một chút. Hắn lại không biết tiểu bạch là theo mãng xà tiến hóa, coi như biết, tiềm lực lại không có nghĩa là hết thảy, cửu thúc cửu thẩm lấy được như thế đại chiến quả, hắn dám nhắc tới suất mua sắm tiểu bạch, khẳng định có vấn đề, nếu như là vì mặt tử, vậy hắn đầu nhất định bị cửa kẹp. Linh thú tiềm lực đồng dạng cùng huyết mạch móc nối, tổ tiên huyết mạch càng cường đại, tiền kỳ tiến giai tương đối dễ dàng, hậu kỳ tựu khó khăn, lấy địa long khâu làm ví dụ, cùng hai cái hủ cốt ngạc so sánh với, địa long khâu lại càng dễ tiến vào tam giai, bất quá đến tam giai về sau, địa long khâu muốn tiến giai, tự không dễ dàng như vậy. Vương Thanh Linh đem kim ban viêm trùng, hủ cốt ngạc cùng thanh phong ưng giải trừ cấm chế, giao cho mình hậu nhân chăn nuôi, nàng trước mắt chỉ chăn nuôi băng phong giao, địa long khâu cùng ô tước, băng phong giao sức ăn rất lớn, nó không thế nào kén ăn, bất quá nó thích nhất thôn vệ băng hệ yêu thú, đại lượng thôn thực băng hệ yêu thú, đối với nó tiến dai có nhất định có ích. Là đây, Vương Thanh Linh thường xuyên phái người mua sắm băng hệ yêu thú, có lúc nàng mang theo băng phong giao đi bắt. Nàng tin tưởng Hoàng Phủ Vanh không phải người ngu, Hoàng Phủ Vanh nếu là không có đầu óc, vậy sẽ không trở thành Hoàng Phủ gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Cẩn thận lý do, chuyện này vẫn là cùng tổ phụ tổ mẫu nói một chút đi. Nếu như Hoàng Phủ Vanh lòng mang ác ý, chúng ta cũng tốt có cái phòng bị. Vương Thu Minh đề nghị, chuyện này điểm đáng ngờ trùng điệp bọn hắn cũng không biết hoàng phủ vanh muốn mua băng phong giao mục đích vương thanh linh gật đầu mặt mũi tràn đầy cưng chiều sờ lên băng phong giao sừng rồng nói tiểu bạch ta sẽ không bán ngươi ngươi là vô giá giống băng phong giao phát ra một tiếng giống lên một tiếng mở ra huyết bồn đại khẩu thẻ lưỡi tựa như là đói bụng tiểu bạch đói bụng ta muốn cho nó cho ăn các ngươi bận bịu đi thôi thu minh phân phó tộc nhân thu nhiều mua một chút băng hệ ngươi yêu Vương Thu Minh đáp ứng, cùng Vương Mạnh Bân rời đi. Đông Hoang, một mảnh bình nguyên bát ngát, lấy ngàn mà tính cấp thấp tu sĩ trên mặt đất cùng đến hàng vạn mà tính yêu thú kịch đấu, tiếng oanh minh không ngừng, các loại pháp thuật linh quang lần lượt sáng lên. Mặt đất mấp mô, có mấy trăm cái hố cực lớn, nguyên bản mọc đầy cỏ xanh bình nguyên biến thành đất khô cằn, trên mặt đất nằm tu tiên giả cùng yêu thú thi thể. Chín tên thái nhất tiên môn đệ tử làm thành một đoàn, sắc mặt của bọn hắn có chút tái nhợt, quanh thân nằm không ít yêu thú thi thể, một cái thổ hoàng sắc màn sáng bao hắn lại nhóm, mấy chục thanh phi kiếm tại đỉnh đầu bọn họ xoay nhanh không chừng, tại đối diện bọn họ thì là một đám toàn thân màu vàng độc giác tê giác, bọn chúng bên ngoài thân bị nhất tầng thật dày thổ giáp bao trùm, giống như phủ thêm một kiện khôi giáp thật dày. Mười mấy con hoàng sắc tê giác lao đến, sắc bén sừng tê giác nhắm ngay màn ánh sáng màu vàng. Cửu cung chảm yêu kiếm trận, lên, mấy chục thanh nhan sắc khác nhau phi kiếm quang mang đại thịnh, đem mười mấy con hoàng sắc tê giác bao bọc vây quanh, một trận thanh tịnh tiếng kiếm reo vang lên về sau, đủ mọi màu sắc kiếm khí bắn ra, chém về phía hoàng sắc tê giác, chỉ là tại bọn chúng bên ngoài thân lưu lại nhàn nhạt bạch ngấn. Âm ầm phụ cận mặt đất bỗng nhiên nâng lên 10 cái đống đất, mười mấy con yêu trùng theo lòng đất vọt ra, thập bát chân nhện, thân dài hơn 10 trượng con rết màu vàng, ba bốn trượng đại hắc sắc cửa hạt, bọn chúng vừa chui ra mặt đất, nhao nhao công kích thổ hoàng sắc màn sáng. Bọn chúng hoặc phóng thích pháp thuật, hoặc phun ra nọc độc, nọc độc đánh vào thổ hoàng sắc màn sáng lên, lập tức bốc lên một làn khói xanh. Cùng lúc đó, một đội yêu cầm từ trên cao đáp xuống, chưa rơi xuống đất, một mảng lớn hôi sắc phong nhận đón đầu nện xuống. Tu sĩ nhân tộc am hiểu sử dụng trận pháp, nhiều người phối hợp, bằng vào chiến trận ngăn trở yêu thú tiến công, yêu tộc tại nhiều năm trong tranh đấu, vậy lục lọi ra mình chiến trận. Kết đan kỳ bán yêu chỉ huy đê ra yêu thú, căn cứ yêu thú thuộc tính bài binh bố trận, hỏa thuộc tính yêu thú tụ tập cùng một chỗ, cự ly xa phóng thích pháp thuật, ra dày thịt thô yêu thú công kích tại trước, phi hành tốc độ tương đối nhanh yêu cầm ở trên trời tập kích quấy rối, thổ thuộc tính yêu trùng chui vào lòng đất, thừa cơ tập kích tu tiên giả. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên, thổ hoàng sắc màn sáng trong nháy mắt vỡ vụn, mười mấy con yêu cầm từ trên trời giáng xuống, móng vuốt sắc bén chụp vào thái nhất tiên môn đệ tử, mười mấy con yêu trùng cùng hoàng sắc tê giác vậy gia nhập công kích, mắt thấy cái này đội thái nhất tiên môn đệ tử liền muốn chết thảm tại mấy chục cái yêu thú công kích đến, một mảng lớn kiếm khí màu vàng từ trên trời giáng xuống, giống như như chém dưa thái rau, đem cái này mười mấy con yêu thú đều chém giết. chương 1030, trình khiếu thiên cùng trình trảm tiên. Cẩn thận một chút, những này yêu thú là có nhân chỉ huy, không phải là các người dĩ vãng đối phó những cái kia không có trí lực yêu thú. Một đạo trung khí mười phần thanh âm nam tử từ trên cao truyền đến. Thái nhất tiên môn đệ tử ngẩng đầu nhìn lên, một đoàn hơn 10 trượng lam sắc đám mây phiêu phù ở không trung, một gã thân hình cao lớn áo vàng nam tử cùng một gã váy đỏ thiếu phụ đứng tại đám mây thượng diện đa tạ trình tiền bối xuất thủ cứu giúp, thái nhất tiên môn đệ tử nhận biết hai vị này kết đan tu sĩ, trình trấn vô cùng trịnh nam, bọn hắn ở nửa đường gặp được Hoàng Phú Quý, bị Hoàng Phú Quý tập trung vận chuyển vật tư, đến tiền tuyến về sau, bọn hắn lệ thuộc thái nhất tiên môn chỉ huy. Cấp thấp tu sĩ tại mặt đất đấu pháp, tu sĩ cấp cao ở trên không đấu pháp. Hai tộc nhân yêu tựa hồ cũng không nghĩ kéo dài quá lâu, gần đây tấp nập đánh, nguyên anh tu sĩ đều xuất thủ, hai tộc nhân yêu đều tử thương thảm trọng. Cái này trùng đại hỗn chiến, Trịnh Nam vô pháp phát huy ra lớn nhất thực lực, tốt tại Trình Chấn Vũ Ngự Kiếm thuật tương đối lợi hại, bọn hắn liên thủ đối địch, cũng không có bán yêu có thể làm gì bọn hắn. Tại đối diện bọn họ, có một gã mọc ra thanh sắc cánh rơi váy xanh thiếu phụ và một gã giữ lại thật dài đuôi áo đỏ đại hán, bọn hắn đều là bán yêu. Trịnh Nam ngón tay ngọc nhỏ dài kích động dây đàn, từng đạo lam sắc phong nhận bắn ra, thẳng đến hai tên bán yêu mà đi, tốc độ rất nhanh. Váy xanh thiếu phụ xem thường cánh rơi hung hăng một cái, cuồng phong nổi lên bốn phía, một cỗ xanh mờ mờ gió lốc lóe lên mà xuất, đem đánh tới lam sắc phong nhận thổi đến thất linh bát lạc. Đang, một mảng lớn kiếm khí màu vàng phô thiên cái địa kích xạ mà đến, mắt thấy là phải xuyên thủng hai tên bán yêu thân thể. Áo đỏ đại hán song quyền toát ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, hướng phía trước người hư không một đập, một mảng lớn mang theo xích sắc hỏa diễm hồng sắc quyền ảnh bay ra. Ầm ầm, kiếm khí màu vàng bị lít nha lít nhít hồng sắc quyền ảnh đánh chúng vỡ nát, Y lãng cuồn cuộn, hỏa diễm tư tán. Một đạo lam sắc sóng âm không có dấu hiệu nào theo trong ngọn lửa bay ra, nhanh chóng lướt qua hai tên bán yêu thân thể, bọn hắn lập tức không nhúc nhích, hai mắt trừng rất lớn, phảng phất thấy được một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi sự tình đồng dạng. Một cái cự đại hoàng sắc mâm tròn kích xạ mà đến, trong nháy mắt đến trước mặt của bọn hắn. Áo đỏ đại hán vội vàng tế ra một mặt hồng sắc tấm chắn, phồng lớn sau ngăn tại trước người. Khanh, hoàng sắc mâm tròn đánh vào hồng sắc trên tấm chắn, chỉ là lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ, hoàng sắc mâm tròn hiển nhiên là bốn thanh phi kiếm màu vàng ngưng tụ mà xuất, mũi kiếm đối nội. Trình Trấn Vũ mỉm cười, kiếm quyết nhất biến, bốn thanh phi kiếm màu vàng lập tức quang mang phóng đại, bộc phát ra một trận thanh tịnh tiếng kiếm reo, bốn thanh phi kiếm màu vàng trong nháy mắt hợp làm một thể, hóa thành một cái vàng minh mông cửa kiếm, bổ vào hồng sắc trên tấm chắn. Hồng sắc tấm chắn giống như giấy mỏng, bị hoàng sắc cửa kiếm chém thành hai nửa. Hai tiếng thê thảm tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai tên bán yêu đầu bị hoàng sắc cửa kiếm một chảm mà rơi, máu tươi phun ra vài thước chi cao. Trình Trấn Vũ còn chưa kịp cao hứng, đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ, một đầu hồng mịt mờ vuốt sói bỗng nhiên hiển hiện, mang theo một cỗ kinh người sóng nhiệt, hung hăng vỗ xuống. Một đạo hồng sắc linh quang kích xạ mà đến, trong nháy mắt đến trước mặt của bọn hắn. Trình Trấn Vũ tay áo lắc một cái, tay phải hướng phía đỉnh đầu hư không vừa bổ, một đạo hoàng sắc kiếm quang bắn ra, Trịnh Nam hai ngón tay giữ chặt một cây dây đàn, lỏng ngón tay ra, một cỗ vô hình sóng âm quét sạch mà xuất. Âm ầm, hoàng sắc kiếm quang đem hồng sắc vuốt sói chảm vỡ nát, tự thân vậy tán loạn không thấy, vô hình sóng âm vậy đánh tan hồng sắc linh quang. Phản ứng rất nhanh, khó trách có thể giết chết ta hai tên đồng bạn. Một đạo có phần chiêu tức thanh âm nam tử vang lên, một đạo hồng quang từ đằng xa bay tới. Một gã ngoài 30 áo đỏ thanh niên ngồi tại một đầu hồng sắc cửa hạc trên lưng, áo đỏ thanh niên giữ lại một cái hồng sắc đuôi, phương diện khoát tai, hai đầu trên cánh tay có một ít hồng sắc lông tơ. Trình khiếu thiên, là ngươi, trình trấn vũ trao mày, sắc mặt biến ngưng trọng lên. Áo đỏ thanh niên là bán yêu, bất quá hắn danh tự là nhân tộc danh tự. Nói đến, trình hiểu thiên cùng trình trấn vũ là bản gia, bất quá trình trấn vũ cũng không dám nhận cái này bản gia, từ lúc trình hiểu thiên tham chiến đến nay, chết ở trên tay hắn kết đan tu sĩ, không hạ 10 người. Yêu tộc là một cái tứ hoa lục hùng, làm trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, Bạch Linh Nhi là tứ hoa đứng đầu, Trình Hiểu Thiên là một cái duy nhất lấy bán yêu thân phận đứng hàng lục hùng một trong, ngoại trừ bản thân hắn thần thông không nhỏ, cùng hắn tổ phụ Trình Trảm Tiên có rất lớn quan hệ. Trình Trảm Tiên nghe nói là thiên lang chân quân hậu nhân, hắn cũng là bán yêu, mẫu thân họ Trình, không biết đạo vì cái gì, hắn cho mình lên một cái nhân tộc danh tự Trình Trảm Tiên, 10 phần cử thị nhân tộc, chết ở trên tay hắn Nguyên Anh Tu Sĩ, tự có tam vị nhiều. Một trận quái dị trí cực tiếng gầm gừ bỗng nhiên vang lên, Trình Khiếu Thiên nhướng mày bán yêu chỉ huy đại lượng yêu thú có thứ tự rút lui lẫn nhau yểm hộ bán yêu cùng yêu tộc nhau nhau thoát ly chiến đoàn hướng phía sau bay đi nhân tộc bên này vang lên một trận bén nhọn trí cực gõ tiếng chiêng tu sĩ nhân tộc lần lượt rút lui trình khiếu thiên ánh mắt âm trầm quét trình chấn vũ vợ chồng một chút dưới thân hồng sắc cửa hạc một cái xoay quanh truy hướng lui cách chiến trường tộc nhân trình chấn vũ cùng trịnh nam thở phào nhẹ nhõm nếu như đánh nhau bọn hắn vậy không có nắm chắc thủ thắng bọn hắn liếc nhau một cái bay trở về thành nội. Nhất tọa liên miên mấy ngàn dặm cửa thành, đến trăm vạn mà tính yêu thú ghé vào cửa thành bên ngoài, trên cửa thành viết diệt tiên thành ba chữ to. Diệt tiên điện bên trong, 12 tên nguyên anh kỳ yêu tộc tổng hợp một đường, thương thảo chiến sự. Một gã ngoài 30 váy xanh thiếu phụ ngồi ở chủ vị lên, thần sắc lạnh lùng, 11 tên nguyên anh kỳ yêu tộc phân ngồi tại hai bên trên ghế. Thanh đạo hiểu, như thế nào đột nhiên lui binh rồi. Chúng ta rõ ràng chiếm cứ thượng phong một gã hồng quang đầy mặt áo bào đỏ lão giả có phần không hiểu hỏi. Chúng ta ở vào hậu phương hai nơi đồn thả vật liệu cứ điểm bị tập kích, một chỗ cứ điểm bị nhân tộc công phá, hậu phương bất ổn, chúng ta vô pháp an tâm tác chiến, trình đạo hiếu, lão tổ có lệch, người lựa chọn một nhóm tinh nhuệ, lưu thủ hậu phương, bảo đảm vật liệu an toàn. Vừa nói như vậy xong, ánh mắt của bọn hắn nhao nhao tập trung ở một gã kim sam nam tử trên thân. Kim sam nam tử ngũ quan tuấn lãng, thân sắc lạnh lùng, song nghi là màu vàng kim nhạt. Trình Trảm Tiên, Thiên Lang Chân Quân hậu nhân, xuất thân bán yêu, hắn là vì số không nhiều tiến vào Nguyên Anh kỳ bán yêu, cũng là hết thảy bán yêu ngưỡng mộ đối tượng. Lưu Thủ Hậu Phương, nhân tộc có thể tập kích quấy rối Hậu Phương, chúng ta vậy không có tập kích quấy rối phía sau bọn họ, không cần thiết bị nhân tộc nắm mũi dẫn đi. Trình Trảm Tiên cao mày nói, hắn lập chí xua đuổi Đông Hoang nhân tộc, nhất thống yêu tộc, khôi phục tổ tiên vinh quang, trận đại chiến này hắn xuất tấn danh tiếng, tạo cường đại uy tín, một nhóm lớn bán yêu tụ tập ở bên cạnh hắn, nghe hắn điều khiển. đây là lão tổ tông mệnh lệnh, người muốn làm trái với lão tổ tông mệnh lệnh. váy xanh thiếu phụ nhấn mạnh, cao mày nói, nghe được lão tổ tông ba chữ, trình trảm tiên trong lòng khẽ thở dài một hơi, gật đầu đáp ứng. trở lại chỗ ở, trình trảm tiên gọi tới trình khiếu thiên, khiếu thiên, lão phu muốn triệu hồi hậu phương, trông coi vật tư, người tiếp tục lưu lại tiền phương tác chiến, nhiều sát mấy tên kết đan tu sĩ, không cần thiết cấp lão phu mất mặt trình trảm tiên dặn dò la tổ phụ tổ phụ ngài ở tiền tuyến ngốc hảo hảo tại sao lại triệu hồi hậu phương lưu tại tiền phương không phải có thể lập xuống càng đánh nữa hơn công yêu tộc nội bộ vậy có cạnh tranh bất quá có hóa thần kỳ lão tổ ước thúc bọn hắn không có ra tay đánh nhau mà thôi bên ngoài vẫn là hòa hợp êm thấm trình trảm tiên cười lạnh một tiếng cười khẩy nói hừ thanh hoa lão tổ hạ lệnh lão phu nào dám vi phạm nói cho cùng còn không phải sợ lão phu lập xuống quá nhiều công lao đoạt thanh xà nhất tộc danh tiếng, năm xưa thiên lang chân quân ở thời điểm, thanh xà nhất tộc bất quá là chúng ta thiên lang nhất tộc phụ thuộc, thiên lang chân quân tiêu thất về sau, chúng ta thiên lang nhất tộc ngày càng lụn bại, cần nhờ ta nhóm bán yêu đến trèo chống, liền thanh xà nhất tộc đều xuất hiện hóa thần tu sĩ. Nàng cầm quyền về sau, khắp nơi chèn ép ta nhóm thiên lang nhất tộc, nếu không phải cố kỵ thiên lang chân quân, đông hoang chỉ sợ không có chúng ta thiên lang nhất tộc đất đặt chân, khiếu thiên, người muốn bao nhiêu lập chiến công, một ngày nào đó, ta nhóm thiên lang nhất tộc muốn nhất thống đông hoang, khôi phục tổ tiên vinh quang. Trình khiếu thiên trong lòng run lên, gật đầu nói, là, tổ phụ, tôn nhi minh bạch. Thiên lang chân quân nhất thống đông hoang thời điểm, thiên lang nhất tộc phong quang dường nào, hiện nay, thiên lang nhất tộc ngày càng lụn bại, cần nhờ bán yêu trèo trống. chương 1031, Lâm Tư nhược nghi hoặc cự yêu thành, cự yêu điện nội, tiêu giao kiếm tôn 12 tên nguyên anh tu sĩ tổng hợp nhất đường. Bọn hắn ngay tại thương thảo chiến sự, tiêu giao kiếm tôn ngồi ở chủ vị bên trên, khắp khuôn mặt là ý cười. Hắn nhìn về phía một tên khuôn mặt nho nhã nam tử trung niên cùng một tên khuôn mặt lộng lẫy trung niên mỹ phụ, cười nói cơ phu nhân, triệu đạo hiếu, các người chơi đến xinh đẹp, phá hủy yêu tộc một chỗ cất giữ vật liệu cứ điểm, khó trách yêu tộc thế công trở nên yếu đi không ít. Hai tộc nhân yêu khai chiến, biên cảnh tuyến quá dài, chia làm năm cái chiến trường, tiêu giao kiếm tôn phụ trách trong đó một chỗ chiến trường, đại chu vương triều phái người trợ giúp thất đại tiên môn, trận đầu liền lập xuống đại công, phá hủy yêu tộc một chỗ cứ điểm, chém giết hai tên nguyên anh kỳ yêu tộc. Nam tử trung niên gọi triệu quốc trung, trung thuận vương triệu quốc lễ đệ đệ, triệu gia là đại chu vương triều khác họ vương, có năm vị nguyên anh tu sĩ, lần này phái hai vị nguyên anh tu sĩ đến đây trợ giúp đông hoang, hoàng tộc phái một tên nguyên anh tu sĩ cơ ngọc hà. Dựa theo tiêu giao kiếm tôn bố trí, bọn hắn dẫn đầu một nhóm tinh nhuệ, xâm nhập yêu tộc phúc địa, tập kích quấy rối hậu phương, hiệu quả không sai, phá hủy một chỗ cất giữ vật liệu cứ điểm, chém giết hai tên nguyên anh kỳ yêu tộc. Tiếc nuối là, nguyên anh kỳ yêu tộc trợ giúp quá nhanh, bọn hắn không thể cướp đi nhiều ít tài vật. Tùy hành rất nhiều kết đan tu sĩ đều tận mắt thấy, bọn hắn diệt sát hai tên nguyên anh kỳ yêu tộc. Diệp đạo hữu khách khí, đây là chúng ta thuộc bổn phận sự tình, bất quá dựa theo chúng ta đã nói xong, tiếp xuống đại quyết chiến, chúng ta tự không xuất thủ, chúng ta vì chém giết kia hai tên nguyên anh kỳ yêu tộc, vậy bị thương, cần điều dưỡng một đoạn thời gian cơ ngọc hà khẽ cười nói ngữ khí rất ôn nhu yêu tộc có trận pháp còn có lệ thuộc trực tiếp chuyện tống trận có thể lẫn nhau trợ giúp các ngươi diệt sát hai tên nguyên anh kỳ yêu tộc chỉ là bị thương nhẹ phương mộc lần trước vì sát một tên nguyên anh kỳ yêu tộc đuổi mười mấy vạn dặm xâm nhập yêu tộc phúc địa hắn có một đầu nguyên anh kỳ quỷ vật hỗ trợ bản nhân cùng sáu cỗ luyện thi đều bị trọng thương mới diệt sát địch nhân các ngươi nhẹ nhàng như vậy lâm tư nhược đưa ra chất vấn phương mộc trận chiến này nhất cử thành danh bởi vì thương thế quá nghiêm trọng trực tiếp triệu hồi âm thi tông tổng đà tu dưỡng đại chu vương triều nguyên anh tu sĩ nhẹ nhàng như vậy diệt sát hai tên nguyên anh kỳ yêu tộc nàng cảm thấy không thể tưởng tượng tử dương đạo nhân bọn người ngoài miệng không nói gì trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra hoài nghi biểu lộ nếu là yêu tộc tốt như vậy đối phó đông hoang yêu tộc vậy không có khả năng bá chiếm đại lượng địa bàn bất quá lời nói đi cũng phải nói lại không có khả năng tất cả người đi theo đều nói dối lâm phu nhân chúng ta đại chu vương triều truyền thừa vài vạn năm chúng ta hoàng tộc có một môn độc môn linh thuật chân long trưởng chuyên môn khắc chế yêu tộc còn có hai kiện tương đối đặc thù pháp bảo này thuật vận dụng nguyên khí tương đối lớn nếu không phải như thế chúng ta vậy sẽ không thụ thương các người thất đại tiên môn tại đông hoang lập phái bất quá hơn bốn nghìn năm thủ đoạn ít một chút cũng là có thể lý giải cơ ngọc hà ngữ khí bình thản ý tứ trong lời nói nói rất rõ ràng đông hoang thất đại tiên môn nội tình quá nông cạn cơ phu nhân chúng ta thất đại tiên môn nội tình xác thực không bằng các người đại chu vương triều, bất quá sinh tử đấu pháp, cũng chưa chắc các người đại chu vương triều có thể chiếm cứ nhiều ít tiện nghi, năm đó tư quý kiếm tôn du lịch đến trung nguyên tu tiên giới, các người đại chu vương triều là biểu hiện gì? Tử dương đạo nhân cao mày nói, cơ ngọc hà lời nói này là rèm pha đông hoang tu tiên giới, hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng. Thất đại tiên môn lập phái thời gian không đến vạn năm, trung nguyên tu tiên giới những cái kia hủ nho cũng không có ít cấp thất đại tiên môn sắc mặt nhìn, Nam Hải tu tiên giới muốn tốt một chút, thực lực phi tôn. Cơ Ngọc Hà trong mắt lướt qua một vòng vẻ tức giận, đang muốn phản bác, tiêu dao kiếm tôn vội vàng đánh một cái vòng tròn trận tốt, tổn thương hòa khí lời nói, tất cả mọi người không cần nói, trước mắt việc khẩn cấp trước mắt, chính là muốn đánh tàn yêu tộc, cơ phu nhân, triệu đạo hữu các ngươi vất vả, đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Chờ chúng ta đánh tàn yêu tộc, nhất định sẽ thực hiện ước định, cho các ngươi một khối địa bàn phổ biến vương đạo. Chúng ta đi về nghỉ trước, các vị đạo hữu các ngươi, cơ ngọc hà cùng triệu quốc trung nhanh chân rời đi, còn lại tiêu giao kiếm tôn bọn người. hư, thần khí cái gì? không phải liền là chém giết hai tên nguyên anh kỳ yêu tộc mà? chúng ta vạn hoa cung tổ sư ra năm đó giết nguyên anh kỳ yêu tộc nói ít vậy có thập vị, cấp điểm nhan sắc tựu mở phường nhuộm, không biết trời cao đất rộng. lâm tư nhược khẽ hừ một tiếng, cười khẩy nói: nếu không phải tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nàng cũng sẽ không khách khí với cơ ngọc hà. tiêu giao kiếm tôn nhướng mày muốn nói cái gì, cuối cùng cũng không nói ra miệng, Lâm Tư Nhược tính cách chính là như vậy, tùy tiện, yêu ghét rõ ràng, nàng ghét nhất trung nguyên tu tiên giới những cái kia hủ nho. Không sai, nghe nàng ý tứ, giống như chúng ta đều là giá áo túi cơm, thật như vậy lợi hại, không thấy bọn hắn diệt đông hoang yêu tộc. Tử Dương Đạo Nhân Phụ Họa nói, hắn vậy không thích Đại Chu Vương chiều người, nếu không phải yêu tộc thế công quá mạnh, cần ngoại viện, hắn mới sẽ không cấp cơ ngọc hà sắc mặt tốt. Tốt, một người thiếu một câu, Bất kể nói thế nào, bọn hắn xác thực chém giết hai tên nguyên anh kỳ yêu tộc, rất nhiều kết đan tu sĩ đều thấy được, tiếc nuối là không thể mang về thi thể, chúng ta đến sau khi thương nghị chiến đấu liên tục sự tình đi. Chiến sự giao đấu hơn năm, yêu tộc đầu nhập lực lượng viễn siêu hơn trăm năm lúc trước lần tập kích, lần này, chúng ta nhất định phải đem yêu tộc đánh đau, mới có thể bức bách bọn hắn nhường ra càng nhiều địa bàn, trước đánh tan đối diện yêu tộc, tận khả năng chém giết mấy tên yêu tộc, sau đó nhất cổ tác khí, đánh vào yêu tộc phúc địa. Hơn 100 năm, yêu tộc xâm chiếm nhân tộc, cuối cùng bị nhân tộc đánh lui, nhân tộc đạt được số quốc tri địa, lần này yêu tộc xâm phạm, không sai biệt lắm dốc hết toàn lực, nếu có thể đem yêu tộc đánh đau đánh sợ, ít nhất cũng là thập quốc tri địa. Yêu tộc có hóa thần kỳ tồn tại, không diệt được yêu tộc, đánh tan yêu tộc, cướp đoạt một chút địa bàn liền tốt. Yên tâm đi, lần này, chúng ta vạn hoa cung liên tam đại chấn tông chi bảo một trong vạn hoa kính đều đem ra, đánh tan yêu tộc không thành vấn đề, Đến lúc đó chúng ta liên thủ trước tiên đem Trình Trảm Tiên diệt, nghe nói hắn là Thiên Lang chân quân hậu duệ, tuy là bán yêu, thực lực không thể so với cùng gia yêu tộc yếu, đã có tam vị đạo hữu chết trên tay hắn. Lâm Tư nhược nói xong lời cuối cùng, mặt mũi tràn đầy sát khí, nàng nhiều năm hảo hữu chính là chết tại Trình Trảm Tiên trên tay, nàng đối Trình Trảm Tiên là hận thấu xương. Tử Dương đạo nhân gật đầu nói, Lâm phu nhân nói đúng lắm, lần này chúng ta Thiên Cơ môn lấy ra hai con nguyên anh kỳ khôi lỗi thú, ta cũng không tin nhiều vị đạo hữu đồng loạt ra tay tăng thêm hai con nguyên anh kỳ khôi lỗi thú giết không chết trình trảm tiên trình trảm tiên hư trình tử lang còn tạm được hai tộc nhân yêu đại chiến trình trảm tiên liên sát ba tên nguyên anh tu sĩ nhất chiến thành danh thất đại tiên môn đối trình trảm tiên hận thấu xương muốn trừ chi cho thống khoái vì diệt trừ trình trảm tiên vạn hoa cung lấy ra tam đại chấn tông chi bảo vạn hoa kính thiên cơ môn lấy ra hai con nguyên anh kỳ khôi lỗi thú thái nhất tiên môn năm tông vậy đều cầm ra áp đáy hòm đồ vật bảo đảm vạn vô nhất thất. Tiêu giao kiếm tôn hào sảng cười một tiếng, nói, ha ha, lục đạo hữu nói hay lắm, liền để trình trảm tiên biến thành trình tử lang. chương 1032, huyết giao đan. Tòa nào đó yên lặng viện lạc, trong nội viện có nhất tòa ba tầng cao màu xanh trúc lâu. Bốn tên kết đan tu sĩ tập hợp một chỗ uống trà nói chuyện phiếm, Vương Thanh Sơn cùng Ngô Vân Nhi đều tại. Chiến sự ngay từ đầu, Vương Thanh Sơn là một chi tiểu đội trưởng, xuất lĩnh 6 tên kết đan tu sĩ, sau đến chiến sự mở rộng, bọn hắn phân tán, Vương Thanh Sơn phụng mệnh đi tập kích quấy rối yêu tộc hậu phương, thuộc thương triệu hồi hậu phương tu dưỡng, Ngô Vân Nhi sáu người nhất trực lưu tại tiền tuyến tác chiến, bọn hắn chém giết qua bán yêu, có hai tên đồng bạn chết tại yêu tộc trên tay, một người trọng thương. Không nghĩ tới chiến sự kịch liệt như vậy, một sư huynh cùng triệu sư huynh vậy vẫn lạc. Vương Thanh Sơn dùng một loại tiếc hận ngữ khi nói, hắn cùng bọn hắn huấn luyện chung hơn nửa năm, xem như có chút giao tình, biết được bọn hắn gặp nạn, vương thanh sơn trong lòng có một ít khó chịu bọn hắn đều là bị trình khiếu thiên giết chết vương sư đệ có cơ hội người muốn cho ngô sư huynh bọn hắn báo thù ngô vân nhi mắt đỏ nói trong miệng nàng ngô sư huynh là vị yểm hộ nàng mới gặp phải trình khiếu thiên tập kích chết thảm trên tay trình khiếu thiên vì thế ngô vân nhi hận thấu trình khiếu thiên vẫn muốn cùng làm môn sư huynh đệ báo thù bất quá trình khiếu thiên bên người có nhiều vị kết đan kỳ đồng bạn nàng căn bản không có cách nào đắc thủ vương thanh sơn thở dài một hơi nói có cơ hội, ta sẽ tìm cơ hội diệt trừ người này, thay ngô sư huynh bọn hắn báo thù, bất qua chiến sự kịch liệt như vậy, liên nguyên anh tu sĩ đều vẫn lạc, cũng không biết chiến sự kết thúc về sau, sẽ có bao nhiêu nhân chết đi, đúng, các người có nam hải tu tiên giới tin tức A. Vương Thanh Sơn chỉ biết là nam hải tu tiên giới vậy bộc phát đại chiến, tình huống cụ thể, hắn cũng không rõ ràng. Ngô Vân Nhi lắc đầu nói, tình huống cụ thể không rõ ràng, nghe nói năm cái hải vực lưu lạc địch thủ, Nam Hải thập đại tông môn tổ chức nhân thủ phản công, Nam Hải cho phép vào không cho phép ra. Có ta cửu thúc cửu thẩm tin tức A, Vương Thanh Sơn truy vấn, đã Nam Hải cho phép vào không cho phép ra, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên khả năng lưu tại Nam Hải tham chiến. Không có, Nam Hải thập đại tông môn phong tỏa tin tức, tăng cường phường thị quản lý, bọn hắn không nói, chúng ta không có khả năng biết Nam Hải tình huống, Vương Tiền bối kết anh không bao lâu, hẳn là sẽ không tham chiến đi. Coi như bọn hắn tham chiến, hẳn là cũng không có việc gì nguyên anh tu sĩ không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện trình trảm tiên có thể chém giết ba tên nguyên anh tu sĩ cùng hắn có một đầu nguyên anh kỳ lang ưng thú có rất lớn quan hệ nói như vậy yêu thú tiến vào tứ giai tự có tỷ lệ hóa thành nhân hình bất quá có thể hoa là nhân hình tứ giai yêu thú ít càng thêm ít yêu thú muốn hóa thành nhân hình có hai cái hạn chế một là huyết mạch yêu thú sinh sôi tốc độ rất nhanh thường xuyên vượt qua chủng tộc sinh sôi dạng này sinh ra tới hậu đại huyết mạch so sánh tạp hóa thành nhân hình tương đối khó khăn, huyết mạch tinh thuần yêu thú tiến vào tứ giai về sau, lại càng dễ hóa thành nhân hình, hai là cơ duyên, nếu là huyết mạch không đủ tinh thuần. Cần phải có cũng đủ lớn cơ duyên, mới có cơ hội hóa thành nhân hình. Huyết mạch càng cao, hóa hình thời gian càng muộn, bất quá tương đối, thần thông càng lớn. Hy vọng cửu thúc cửu thẩm không có sao chứ. Vương Thanh Sơn trong ngực truyền đến một trận chấn động nhẹ nhẹ âm thanh, hắn lấy ra một đầu đưa tin xoắn ốc, đánh vào một đạo pháp quyết, đưa tin xoắn ốc mặt ngoài phủ văn sáng rõ, Liễu Mị Nhi thanh âm bỗng nhiên vang lên, "Thanh Sơn ca ca, ta lấy tới một kiện đồ tốt, ngươi khẳng định thích, ta tại Thanh Nguyệt lâu chờ ngươi." Nghe được Liễu Mị Nhi thanh âm, Ngô Vân Nhi nhíu mày. "Ta đang bận, tạm thời đi không được." Vương Thanh Sơn không tốt lập tức rời đi, chỉ có thể uyển chuyển cự tuyệt. "Không sao, Thanh Sơn ca ca ngươi bận bịu, ta ngay tại Thanh Nguyệt lâu chờ ngươi, ngươi làm xong tới là được, hoặc là ta đi tìm ngươi cũng được, món đồ kia ta cam đoan ngươi nhất định thích." liễu mị nhi thanh âm rất ôn nhu để cho người ta nghe rất dễ chịu ừm cứ như vậy vương thanh sơn đáp ứng thu hồi đưa tin xoắn ốc ngô vân nhi liên tục do dự thiện ý nhắc nhở vương sư đệ không phải ta nói nàng nói xấu nàng thích nhất trêu đùa những cái kia so sánh ưu tú tu tiên giả giỏi về trở mặt có bách biến tiên tử danh xưng nàng đây là tại diễn kịch đâu ngươi cũng đừng mắc lừa đúng vậy a à, nàng thích nhất chọc ghẹo những cái kia ưu tú tu tiên giả chờ người ta quỳ nàng váy xòe hạ nàng lập tức đổi mục tiêu, người chớ để cho nàng lừa. Đa tạ ngô sư tỷ Lý Sư Huynh nhắc nhở, tiểu đệ trong lòng hiểu rõ. Vương Thanh Sơn cười đáp ứng, hắn tự nhiên nhìn ra được Liễu Mị Nhi đang diễn trò, Liễu Mị Nhi diễn quá tốt, có đôi khi hắn đều quên Liễu Mị Nhi dáng dấp ban đầu. Một chén trà thời gian về sau, Vương Thanh Sơn rời đi, đi vào Thanh Nguyệt Lâu. Hắn hỏi thăm điếm tiểu nhị, điếm tiểu nhị mang theo hắn đi vào một gian nhã gian, Liễu Mị Nhi đã đợi chờ đã lâu nàng điểm một bình nóng hôi hổi linh trà cùng hai đĩa điểm tâm, vừa ăn vừa chờ Vương Thanh Sơn. Thanh Sơn ca ca, người rốt cuộc đã đến, nếm thử Thanh Nguyệt lâu chiêu bài linh trà, hương vị thật không tệ. Liễu Nghị Nhi đứng dậy, cấp Vương Thanh Sơn rót một chén. Nước trà là màu xanh biếc, tản mát ra một trận dị hương. Vương Thanh Sơn nâng chung trà lên uống một ngụm, rất nhanh, phần bụng dâng lên một đoàn khô nóng chi khí, hắn cảm giác thể nội khí huyết tăng nhanh lưu động tốc độ, tim đập nhanh hơn, toàn thân khô nóng đây không phải thanh nguyệt lâu linh trà đi, đây là cái gì linh trà? Vương Thanh Sơn cau mày nói, Liễu Mị Nhi chừng mắt nhìn, giống như cười mà không phải cười nói ra, hợp hoan trà, người có phải hay không cảm giác rất nóng? Có phải hay không nghĩ cởi quần áo? Vương Thanh Sơn cảm giác toàn thân khô nóng, cánh tay có một ít phiếm hồng, hô hấp đều biến thành trở nên nặng nề, phần bụng dâng lên một cỗ tà hỏa. Hắn nâng chung trà lên, uống sạch nước trà trong chén. Người biết là hợp hoan trà trà uống. Ngươi tự không sợ xấu mặt a à. không ai đã nói với ngươi ta thích nhất trêu đùa nam tu sĩ a à. có người nói ta tu luyện chính là thải âm bổ dương công pháp thải bổ nam tu sĩ tinh nguyên ngươi không sợ bị ta hút khô liễu mị nhi cười yếu ớt doanh doanh đôi mắt đẹp nhu tình như nước nếu là hợp hoan trà là ngươi xấu mặt không phải ta xấu mặt còn nữa ta không cho rằng ngươi là như vậy nhân vương thanh sơn ngữ khí bình tĩnh liễu mị nhi bản tính không xấu hắn tin tưởng mình phán đoán Liễu Mị Nhi nghe lời này, khanh khách một tiếng, cao ngất trên ngực hạ chập trùng, tựa hồ muốn nứt áo mà xuất. Nàng nâng chung trà lên, uống sạch trong chén trà nước trà, thần sắc như thường. Qua một hồi lâu nóng, Vương Thanh Sơn cảm thấy thân thể khôi phục bình thường, ra mồ hôi cả người. Liễu Mị Nhi lấy ra nhất cái màu trắng bình xứ, đưa cho Vương Thanh Sơn, nói ra, trong này là một viên tam giai thượng phẩm đan dược huyết sao đan, xuất từ thượng thanh quan tam giai luyện đan sư chi thủ lấy tam giai thượng phẩm giao long tinh huyết cùng nhiều loại 500 năm linh dược luyện chế mà thành, có thể kích thích huyết mạch, đề cao giao long tiến giai tỷ lệ, người đường muội không phải có một đầu tam giai giao long a. Viên này huyết dao đan đối nàng linh thú có rất lớn có ích. Vương Thanh Sơn tiếp nhận bình sứ, đổ ra một viên bồ câu trứng lớn huyết sắc dược hoàn, tản mát ra một cỗ tanh hôi chi vị. Huyết giao đan, ngươi muốn cái gì, lấy thân báo đáp, ngươi khẳng định không đáp ứng, sau 7 ngày đại quyết chiến, ngươi, ta phối hợp lâm đạo hữu diệt sát trình khiếu thiên trình khiếu thiên sát nhìn ta một vị sư muội cùng lâm đạo hữu song tu đạo nữ ngoại trừ chúng ta ba người còn có vạn quỷ cốc tống đạo hữu hắn là vạn quỷ cốc tân tấn đại sư huynh chương 1033, những nhiệm vụ khác trình khiếu thiên chém giết nhiều tên kết đan tu sĩ cùng hắn tổ phụ trình trảm tiên thất đại tiên môn kết đan tu sĩ đối trình khiếu thiên hận thấu xương muốn trừ chi cho thống khoái lâm đạo hữu ngươi nói là lâm vân long vương thanh sơn nghi ngờ nói lâm vân long là thượng thanh quan tương đối nổi danh luyện đan sư hắn song tu đạo lữ gọi trương uyển hai người cùng là thượng thanh thất tử đều là thượng thanh quan trọng điểm bồi dưỡng đối tượng liễu mị nhi gật đầu nói không sai lâm đạo hiếu đạo lữ trương phu nhân chết trên tay trình khiếu thiên viên này huyết giao đan nhưng thật ra là hắn đưa cho ngươi ta chỉ là giúp hắn thay mặt giao cho ngươi đây chỉ là tiền đặt cọc sau khi chuyện thành công lâm đạo hiếu còn có thâm tạ lấy lâm đạo hiếu thân phận hắn vì sao không mời những đồng môn khác hỗ trợ vương thanh sơn đưa ra trong lòng hoang mang thượng thanh quan là thất đại tiên môn một trong lấy lâm vân long thân phận hoàn toàn có thể mời những đồng môn khác hỗ trợ không cần hướng người ngoài nhờ giúp đỡ thượng thanh quan phái ở chỗ này kết đan tu sĩ không nhiều cao thủ đã ít lại càng ít nếu không phải như thế lâm đạo hiếu vậy sẽ không bỏ ra nhiều tiền mời chúng ta ra tay giúp đỡ vương thanh sơn gật gật đầu nói không có vấn đề việc này ta đáp ứng bốn tên kết đan bát tầng tu sĩ liên thủ trình khiếu thiên muốn không chết cũng khó khăn huống chi vương thanh sơn vốn là muốn thay bạn cũ báo thù vương thanh sơn chỉ vào ấm trà hỏi trà này là hợp hoan trà vung vào một chút huyết dao đan bột phấn đối ngươi không có chỗ xấu ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút đối ta cái nhìn theo kết quả đến xem ta rất hài lòng liễu mị nhi khanh khách một tiếng đôi mắt đẹp nhu tình như nước vương thanh sơn lắc đầu nhất tiếu không nói gì thêm nam hải kim long đảo Gia nào đó mật thất vương trường sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên đôi mắt khép hờ bên ngoài thân bao phủ nhất tầng kim sắc linh quang phảng phất sát lên nhất tầng kim bạc nhìn từ đằng xa hắn phảng phất một tôn của phật một lát sau vương trường sinh bên ngoài thân kim sắc linh quang tán đi mở hai mắt ra hắn cúi đầu nhìn về phía hai tay có thể thấy rõ ràng cánh tay hiện ra nhất tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt tay phải hắn bắn ra ba cái mảnh khảnh lam sắc phi châm bắn ra đánh vào cánh tay trái của hắn lên truyền ra một trận kim loại đụng nhau trầm đục, ba cái phi châm vô pháp xuyên thủng vương trường sinh cánh tay trái. Hắn là pháp thể song tu, canh kim thiên cương có cường hóa nhục thân hiệu quả, dùng qua lôi hạnh linh quả, hiện tại lại luyện hóa lưu ly kim thân dịch, nhục thân tuyệt không phải đồng dạng thể tu có thể so sánh. Đương nhiên, cái này ba cái phi châm bất quá là nhất giai pháp bảo, nhị giai pháp bảo, vậy liền không nhất định cản hạ. Vương trường sinh thu hồi ba cái lam sắc phi châm, đi ra ngoài. Uông Như Yên cùng Vương Thanh Linh đứng tại băng phong giao trước mặt, chỉ vào băng phong giao thân thể nói chuyện phiếm. Vương Trường Sinh thấy cảnh này, tò mò hỏi, phu nhân, Thanh Linh, thế nào? Thanh Linh Linh thú thụ thương rồi, Uông Như Yên đem sự tình đi qua nói đơn giản một lần, Vương Thanh Linh không làm rõ ràng được Hoàng Phủ vanh mục đích, Vương Thanh Linh hướng Uông Như Yên báo cáo, thỉnh Uông Như Yên xem xét băng phong giao thân thể, nhìn xem băng phong giao có cái gì dị thường. Hoàng Phủ ra, hắn muốn mua Thanh Linh Linh thú, không nói lý do a à. vương trường sinh cao mày nói hoàng phủ thế gia là nam hải thập đại thế gia bất quá hoàng phủ vanh làm việc cũng quá ngu xuẩn đi biết rõ vương gia có nguyên anh tu sĩ hoàng phủ vanh còn muốn tốn giá cao mua sắm vương thanh linh bản mệnh linh thú không nói coi như hắn nói cũng sẽ không nói nói thật ta là không biết đạo tiểu bạch có cái gì dị thường cửu thúc xin ngài nhìn một cái đi cửu thẩm nhìn không ra cái gì tới vương trường sinh gật đầu vòng quanh băng phong dao dạo qua một vòng cẩn thận tra xét băng phong dao ngoại hình, nắm tay thả trên người băng phong dao, tra xét rõ ràng, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Ta vậy không có phát hiện cái gì dị thường, ta đối ngựa thú cũng không quen thuộc, có cơ hội, thỉnh vạn thú đảo đảo hữu hỗ trợ nhìn một chút, thanh linh, tại không có làm rõ ràng hoàng phủ vanh chân thực ý đổ phía trước, các người thiếu cùng hoàng phủ ra tiếp xúc đi. Tận khả năng không muốn cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Biết, cửu thúc, vương thanh linh trung thực đáp ứng, coi như vương trường sinh không nói, nàng vậy sẽ không theo hoàng phủ vanh phát sinh xung đột chính diện một chương truyền âm phù bay tiến đến ngừng trước mặt vương trường sinh vương trường sinh bóp nát truyền âm phù lý thiên dương thanh âm bỗng nhiên vang lên vương đạo hiếu vương phu nhân làm phiền các ngươi đến một chuyến kim long điện thương nghị chiến sự vương trường sinh cùng guông như yên đi vào kim long điện ngoại trừ lý thiên dương còn có ba tên nguyên anh tu sĩ một gã váy xanh thiếu phụ đưa tới vương trường sinh chú ý váy xanh thiếu phụ có nguyên anh hậu kỳ tu vi hai người khác đều có nguyên anh trung kỳ tu vi. Vương Đạo Hiếu, Vương Phu Nhân, giới thiệu cho các người một chút, ba vị này là thất thánh Tông Hàn Phu Nhân, vạn thú đảo tần Đạo Hiếu cùng độc cô Đạo Hiếu. Lý Thiên Dương chỉ vào váy xanh thiếu phụ ba người, nhiệt tình giới thiệu nói. Tại hạ vương trường sinh thiếp thân uông như yên, gặp qua tam vị đạo hiếu. Một gã hồng quang đầy mặt áo lam đại hán trên dưới giò xét vương trường sinh cùng uông như yên, cười tán dương, lão phu vừa tới kim long đảo, liền nghe nói hai vị đạo hiếu sự tích, hai vị đạo hữu thật sự là chúng ta mẫu mực. Tần đạo hữu quá khen rồi, nếu không phải đạo hữu khác ra tay giúp đỡ, ta nhóm vợ chồng cũng vô pháp lấy được lớn như thế chiến quả. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, thân sắc bình tĩnh, Lý đạo hữu, như thế nào không thấy Hải đạo hữu bọn hắn? Chẳng nhẽ là có những nhiệm vụ khác? Uông Như yên tâm tư cẩn thận, không nhìn thấy Hải đại thiện trời nhân, phát hiện dị thường. Lý Thiên Dương gật đầu, sắc mặt ngưng tụ, chầm giọng hỏi, hai vị đạo hữu là tính toán lưu tại tiền tuyến tác chiến, vẫn là đi chấp hành những nhiệm vụ khác, thượng diện đã quyết định cùng dị tộc quyết chiến, chính diện chiến trường không tại lưu thủ, nói cách khác, lần tiếp theo đại chiến, đánh tới đáy, thẳng đến đem dị tộc đánh tan. Lý đạo hữu, hai cái này khác nhau ở chỗ nào a? À? Nếu là lưu tại tiền tuyến, hoặc là dị tộc chết, hoặc là ta nhóm chết, lão phù hội công kích tại trước, làm làm gương mẫu, đánh tan yêu tộc, ta nhóm sẽ tiếp tục thúc đẩy, thu phục mất đất. Năm cái hải vực, đấu pháp số lần không ít, nếu là chấp hành những nhiệm vụ khác, đắc thủ về sau, các ngươi liền có thể lấy điều đến Hậu Phương tu trình, tộc nhân của các ngươi có thể ưu tiên điều đến Hậu Phương tu trình, đến tiếp sau chiến sự cũng không cần bọn hắn xuất chiến. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liếc nhau một cái, mọi thứ có lợi thì có hại, những nhiệm vụ khác khẳng định rất nguy hiểm, nói không chừng chính là đi tập kích quấy rối Hậu Phương. Xâm nhập địch hậu, nguy hiểm vẫn tương đối đại. Vương Đạo Hữu, nếu như các ngươi đáp ứng tiến về có thể đi bảo khố, mỗi người các chọn lựa một kiện kim ngọc kệ hàng thượng bảo vật, sau khi chuyện thành công, còn sẽ có trọng thưởng cái này nhiệm vụ do Hàn Phu Nhân dẫn đội. Lý Thiên Dương thanh âm tràn đầy dụ hoặc, nếu không xuất ra trọng thưởng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chưa hẳn đáp ứng. Vương Trường Sinh trầm mặc nửa ngày, mở miệng nói ra tốt ra. Ta nhóm đáp ứng đi chấp hành những nhiệm vụ khác, Lý Đạo Hiếu có thể hay không cho chúng ta nói tỉ mỉ một cái, cụ thể chấp hành nhiệm vụ gì. Có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ dẫn đội, tộc nhân có thể rút về hậu phương tu trình, còn có thể thu hoạch được một kiện bảo vật, hắn không có lý do cự tuyệt. chương 1034, Đông Hoang đại quyết chiến nhất. Nếu là lưu tại tiền tuyến tác chiến, không biết muốn đấu nhiều ít trận, điểm trọng yếu nhất, lưu tại tiền tuyến tác chiến, vương trường sinh cố kỵ quá nhiều, không dám thi triển quỳ thủy chân kinh, bổ sung thần thông, sợ bị cái khác tu tiên giả nhìn ra hắn tu luyện chính là quỳ thủy chân kinh. Tập kích quấy rối hậu phương, lần này cũng không phải vây quanh gì tộc cầm xuống năm cái hải vực, mà là vây quanh dị tộc hang ổ quấy rối phối hợp chiến sự tiền tuyến. Dị tộc cầm xuống năm cái hải vực về sau, vì triệt để chiếm lĩnh địa bàn, cũng là phòng bị nhân tộc, dị tộc không kiêng nể tăng binh, từng cái chiến lược yếu điểm đều bố trí trọng binh, nhân tộc phía trước tập kích những này chiến lược yếu điểm, tổn thất nặng nề, lần này cải biến mạch suy nghĩ, giết vào dị tộc hang ổ, khiến cho dị tộc hồi viên, phối hợp tiền tuyến phản công. Uông như yên đôi mắt đẹp lóe lên, hỏi, vây quanh dị tộc hang ổ quấy rối tất cả đều là nguyên anh tu sĩ a à. có một bộ phận kết đan tu sĩ số lượng không nhiều để bọn hắn cho chúng ta đánh một chút ra tay giúp cái chuyện nhỏ đã chọn lựa hảo nhân thủ phái xanh thiếu phụ cười giải thích nói chạy thật nhanh một đoạn đường dài kết đan tu sĩ có thể giúp điểm bận bịu vơ vét tài vật cuốn lấy kết đan kỳ dị tộc vân vân vương trường sinh cùng Uông như yên liếc nhau một cái hai người ngoài miệng không nói gì trong lòng có quyết đoán vây quanh đại hậu phương tập kích quấy rối không có quá nhiều tu tiên giả ở đây, vương trường sinh có thể buông tay buông chân, không có nhiều cố kỵ. Tốt ha, à, đã như vậy, chúng ta vợ chồng liền chạy một chuyến đi. Tộc nhân của chúng ta nhất định phải rút lui đến hậu phương tu trình. Lý Thiên Dương nghe vậy đại hỉ, nói, không có vấn đề, bất quá tộc nhân của các ngươi không thể lập tức rút lui hướng phía sau, các ngươi chân trước vừa đi, tộc nhân của các ngươi chân sau tựu rút lui, dị tộc thám tử nếu là biết việc này, nghĩ không nghi ngờ cũng khó khăn, lão phu có thể cam đoan, tiếp xuống chiến sự, tộc nhân của các ngươi sẽ không ra chiến, đại quyết chiến phía trước, lại đem bọn hắn điều đến hậu phương, dạng này có thể đem phong hiểm hạ thấp thấp nhất. Vạn tiên đảo luân hãm, nội gian nguy hại cực lớn, vì phòng ngừa để lộ bí mật, vương thanh linh bọn người không thể lập tức rút lui hướng phía sau. Vương trường sinh cùng Uông Như Yên tỏ ra là đã hiểu, đi theo Lý Thiên Dương đi vào tàng bảo khố. Cân nhắc đến xâm nhập dị tộc hang ổ tác chiến, so sánh hung hiểm, Uông Như Yên chọn lựa một chương tứ giai hạ phẩm phòng ngự phù truyện ngũ hành thiên giáp phù, Vương Trường Sinh chọn lựa một bình cửu chuyển thiên tâm đan, cửu chuyển thiên tâm đan là tứ giai hạ phẩm liệu thương đan dược, tổng cộng có 5 viên. Vương đạo hiếu, Vương phu nhân, nếu các người có thể chém giết một tên nguyên anh kỳ dị tộc, đồng dạng có thể nhận lấy một kiện bảo vật, chém giết nguyên anh kỳ dị tộc càng nhiều, công lao càng lớn, nếu là đánh tan dị tộc, phân phối địa bàn thời điểm, có thể thu hoạch được càng nhiều địa bàn. Lý Thiên Dương ý vị thâm trường nói, vương trường sinh cùng uông như yên lệ thuộc hắn cái này nhất cái cứ điểm vương trường sinh cùng uông như yên nếu là lập công hắn cũng có thể vớt một chút công lao vương trường sinh gật đầu nói chúng ta minh bạch lý đạo hữu tộc nhân của chúng ta làm phiền ngươi chiếu cố non nửa khắc sau vương trường sinh năm người cùng người tên kết đan tu sĩ lợi dụng chuyện tống trận rời đi kim long đảo đông hoang một mảnh bình nguyên bắt ngát hai tòa cự thành đứng vững tại bình nguyên bên trên cách xa nhau trăm dặm cự yêu thành trên tường thành tiêu giao kiếm tôn hơn 10 danh nguyên anh tu sĩ dán tại trên tường thành, ánh mắt ngưng trọng, nhìn đối diện, Vương Thanh Sơn chờ hơn 10 vị kết đan tu sĩ vây quanh ở tiêu giao kiếm tôn bọn người bên người. Vương Thanh Sơn bên tay trái là Liễu Mị Nhi, bên tay phải là một tên thân hình cao lớn nam tử trung niên cùng một tên gầy như cây trúc thanh niên áo bảo đen. Nam tử trung niên người mặc áo mãng bảo màu đỏ, trên thân tản mát ra nhàn nhà thảo dược hương, lâm vân long, kết đan tám tầng. Thanh niên áo bảo đen khuôn mặt lạnh lùng, song nghi như đao, vạn quỷ cốc tân tấn đại sư huynh tống nghị, kết đan tám tầng. Tại liễu Nghị nhi bên người, thì là trình trấn vũ cùng trịnh nam. Ngoại trừ vương thanh sơn ba người, Lâm Vân Long trả mời trình trấn vũ cùng trịnh nam. Trịnh nam có một môn độc môn linh thuật, có thể khiếp người tâm hồn, thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng trọng yếu. Trình trấn vũ là một tên kiếm tu, vợ chồng bọn họ liên thủ, chém giết quá nhiều vị kết đan kỳ bán yêu, tại chỗ này chiến trường có chút danh tiếng. Sáu người liên thủ, Lâm Vân Long cũng không tin giết không chết Trình Khiếu Thiên, đồng cam cộng khổ song tu đạo lữ chết thảm trên tay Trình Khiếu Thiên, Lâm Vân Long hận không thể ăn sống Trình Khiếu Thiên, trong mắt tràn đầy sát khí. Tiêu giao kiếm tôn người danh Nguyên Anh tu sĩ bay ra cự yêu thành, người tên Nguyên Anh kỳ yêu tộc vậy bay đến không chung. Diệp đạo hiếu, các người đây là muốn quyết chiến, tự không sợ đánh thua a à. Một tên váy xanh thiếu phụ cười khởi nói, trên người nàng quần áo thêu lên mấy đầu sinh động như thật thanh xà tiểu xà. Thanh phu nhân, các người yêu tộc giết chúng ta nhân tộc, bút chướng này là thời điểm cùng các ngươi được rồi. Tiêu giao kiếm tôn lạnh mặt nói, hư, mạnh được yếu thua thôi, bớt nói nhảm, muốn đánh tựu đánh, nơi này lưu cho tiểu bối đi. Váy xanh thiếu phụ thả người hướng phía không trung bay đi, tiêu giao kiếm tôn không sợ chút nào, hóa thành một đạo màu xanh độn quang đuổi theo. Lâm tư nhược bọn người nhao nhao tìm kiếm mục tiêu, hướng phía không trung bay đi. Rất nhanh, không trung tự truyền đến một trận nổ thật to âm thanh, khí lãng cuồn cuộn. cuộn đánh trống, xuất chiến. Cự yêu thành trên tường thành vang lên một trận trầm thấp tiếng trống, mười mấy tên kết đan tu sĩ thả người bay ra, Trình Khiếu Thiên dẫn đầu mười mấy tên kết đan kỳ bán yêu minh đón tiếp lấy, mấy chục cái yêu thú cấp 3 theo ở phía sau. Đến hàng vạn mà tính cấp thấp tu sĩ xông ra cự yêu thành, cùng đê ra yêu thú chém giết. Tu sĩ nhân tộc top 5 top 3 tụ tập lại một chỗ, bố trí chiến trận đối địch, yêu thú vậy căn cứ thuộc tính sắp xếp tốt, cách thật xa phóng thích pháp thuật công kích tu tiên giả. Trong lúc nhất thời, các loại pháp Phật linh quang ở giữa không trung vỡ ra, phảng phất thả pháo hoa, tiếng la giết trùng thiên. Trình Khiếu Thiên ngồi tại một đầu hồng sắc cự lưng hạc bên trên, bên người còn có 10 tên kết đan kỳ bán yêu, thực lực cường đại. Trong hư không bỗng nhiên sáng lên đủ mọi màu sắc linh quang, hóa thành đủ mọi màu sắc cánh hoa, tại một trận gió trong tiếng gào, phô thiên cái địa hướng phía Trình Khiếu Thiên bay đi. Tống Nghị tế ra một mặt màu trắng xương cờ, nhẹ nhàng nhoáng một cái, tiếng quỷ khóc sói chu vang lớn một mảng lớn màu đen quỷ ảnh bay ra nhào về phía đối diện trịnh nam cùng trình trấn vũ gián tại một đoàn màu trắng đám mây bên trên trịnh nam hết sức chuyên chú đàn tấu từng đạo màu lam phong nhận bắn ra như là lưu tinh trụy địa hướng phía đối diện đánh tới trình trấn vô tế ra bốn thanh phi kiếm màu vàng mũi kiếm trong chiều tổ hợp thành một cái vòng tròn vòng nhanh chóng xoay tròn hóa thành một đạo hoàng sắc hồng quang thẳng đến trình khiếu thiên mà đi hoàng sắc hồng quang những nơi đi qua hư không vang lên một trận trói tai tiếng xé gió. Vương Thanh Sơn tế ra chín chuôi phi kiếm màu xanh, chín hóa 18, 18 hóa 36. Rất nhanh, hơn ngàn đem phi kiếm màu xanh tự xuất hiện tại trước người hắn, mỗi một chiếc đều giống như thực thể, phát ra từng đợt thanh tịnh tiếng kiếm reo. Đi, hơn ngàn đem phi kiếm màu xanh tranh nhau chen lấn hướng phía trình khiếu thiên chém tới, phảng phất vạn tên cùng bắn, thanh thế dọa người. Lâm Vân Long tế ra nhất cái hồng sắc bình xứ, phun ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, hóa thành một đầu hình thể to lớn xích sắc hỏa dao, nhào về phía đối diện. Chương 1035, Đông Hoàng đại quyết chiến 2. Nhiều người như vậy muốn giết ta, hắc hắc, ai giết ai còn chưa nhất định đây. Theo ta giết, Trình Khiếu Thiên cười hắc hắc nói, trong mắt tràn đầy sát ý. Mười tên kết đàn kỳ bán yêu phân tán ra đến, hai chọi một, tăng thêm tam gia yêu thú phụ trợ, song phương kịch chiến cùng một chỗ. Trình Khiếu Thiên lấy ra một cái kim quang lóng lánh mạch đao, Mạch Đao trên chuôi đao khắc lấy một cái sinh động như thật kim sắc yêu lang, hai tay nắm chặt, nhẹ nhàng huy động, gió gào thét nổi lên bốn phía, cuồng phong gào thét, đánh tới cánh hoa chạm đến cuồng phong, nhao nhao vỡ ra. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên, một mảng lớn linh quang che mất Trình Khiếu Thiên, bất quá rất nhanh, gió gào thét nổi lên bốn phía, linh quang biến mất không thấy, Trình Khiếu Thiên lông tóc không tổn hao gì, hai cái tam giai yêu cầm ở bên cạnh hắn xoay quanh, trên mặt của hắn lộ ra ngoạn vị biểu lộ ánh mắt rơi vào Vương Thanh Sơn trên thân. Yêu tộc vậy có tình báo của mình bắt nguồn, Vương Thanh Sơn thân là tiêu diêu kiếm tôn ký danh đệ tử, chân dung của hắn yêu tộc tự nhiên có thu thập, trình khiếu thiên thế nhưng là rất rõ ràng, Bạch Linh Nhi đều không làm gì được Vương Thanh Sơn, nếu như hắn có thể giết Vương Thanh Sơn, tuyệt đối là một kiện đại công. Hai tên kết đan kỳ bán yêu tăng thêm hai cái tam gia yêu cầm vây công Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Sơn khống chế chín chuôi phi kiếm màu xanh, tạm thời chặn công kích của địch nhân. Thanh Sơn ca ca cẩn thận đỉnh đầu. Liễu nghị Nhi thanh âm bỗng nhiên tại Vương Thanh Sơn vang lên bên tai, một đầu to lớn hồng sắc vuốt sói bỗng nhiên xuất hiện tại Vương Thanh Sơn đỉnh đầu, mang theo một trận kinh người sóng nhiệt, hung hăng vỗ xuống. Vương Thanh Sơn sớm có phòng bị, thân thể cấp tốc bay ngược, né tránh hồng sắc vuốt sói, phía sau lướt qua một trận yếu ớt thanh phong, một gã khoát tai mũi dài nam tử áo xanh bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Vương Thanh Sơn, nam tử áo xanh phần lưng một cặp mấy trượng đại thanh sắc cánh lông vũ, thanh sam thanh niên hai tay hóa chảo, hướng phía vương thanh sơn đỉnh đầu chụp tới. Vương thanh sơn há miệng ra, thanh ly kiếm bắn ra, chuẩn xác bổ vào thanh sam thanh niên trên móng vuốt. Một tiếng hét thảm, thanh sam thanh niên tay phải bị thanh ly kiếm chém xuống, không ngừng chảy máu. Một mảng lớn hồng sắc xương mù từ trên trời giáng xuống, thanh sam thanh niên hút vào một chút, ánh mắt biến ngốc trệ xuống tới. Thượng ngàn thanh phi kiếm màu xanh kích xạ mà đến, tranh nhau chen lấn đánh vào thanh sam thanh niên trên thân. Phốc phốc trầm đục, lít nhà lít nhít thanh sam phi kiếm xuyên thủng thanh sam thanh niên thân thể thanh sam thanh niên bản thể là yêu cầm lực phòng ngự không phải rất mạnh tốc độ là hắn sở trường tiếc nuối là hắn chúng rồi liễu nghị nhi linh thuật mê viễn hồng liên vương thanh sơn tế ra phi kiếm đều là nhị giai phi kiếm uy lực to lớn tiếng xé gió đại hưởng vương thanh sơn thần thức cảm ứng được vật gì đó hướng hắn bay tới tốc độ rất nhanh hắn bên ngoài thân sáng lên một trận trói mắt kim quang một kiện vàng óng ánh hào quang xuất hiện tại bên ngoài thân đồng thời đi bên cạnh tránh đi một tiếng vang trầm vương thanh sơn bên ngoài thân kim sắc hào quang bị một đạo hồng quang xé mở một cái nhân khẩu cánh tay phải của hắn nhiều một vết máu khủng bố mơ hồ có thể thấy được bạch cốt thanh sơn ca ca trình khiếu thiên không là bình thường bán yêu cẩn thận một chút chúng ta liên thủ đối địch tương đối tốt liễu mị nhi bay đến vương thanh sơn bên người truyền âm nói vương thanh sơn vậy không có cự tuyệt hắn thả ra tam thủ rào, đón lấy một đầu tam gia yêu cầm. Liễu Mị Nhi thả ra hoa yêu, mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một mảng lớn tanh hôi trí cực tử sắc nọc độc, tam gia yêu cầm vuốt cánh, thả ra một mảng lớn gió lốc, đem tử sắc nọc độc thổi tan. Chất lỏng màu tím tung tóe rơi trên mặt đất đê gia yêu thú trên thân, đê gia yêu thú lập tức hét thảm một tiếng, hóa thành một mảng lớn huyết thủy, tung tóe rơi vào tu tiên giả hộ thể linh quang lên, tu tiên giả liền nhân mang hộ thể linh quang hóa thành huyết thủy. Trình Trấn vô cùng Trịnh Nam đối phó hai tên kết đan kỳ bán yêu cùng hai cái tam gia yêu cầm, nương theo lấy một trận dồn dập tiếng đàn vang lên, từng đạo lam sắc phong nhận bắn ra, đánh vào kết đan kỳ bán yêu trên thân, chỉ là lưu lại nhàn nhạt, nhạt bạch ngấn. Hoàng sắc mâm tròn nhanh chóng xoay tròn, bổ về phía tam gia yêu cầm, tam gia yêu cầm bằng vào linh hoạt thân thể tránh đi. Lâm Vân Long cùng Tống Nghị cũng bị hai tên bán yêu cùng nhiều con tam gia yêu cầm cuốn lấy, thoát thân không ra. Tống Nghị cho mày, cấp Phương Thanh Sơn cùng Liễu Mị Nhi truyền âm, Vương Đạo Hiếu, Liễu Tiên Tử, chờ một lúc Trình Phu Nhân lợi dụng linh thuật tạm thời mê hoặc Trình Khiếu Thiên, ta và các người đồng loạt ra tay diệt sát Trình Khiếu Thiên, Lâm Đạo Hiếu cùng Trình Đạo Hiếu hiểm hộ ta nhóm. Vương Thanh Sơn gật đầu đáp ứng, hắn nghe nói qua Trịnh Nam cùng Trình Trấn Vũ sự tích, bằng vào một môn độc môn linh thuật diệt sát nhiều tên kết đan kỳ bán yêu. Lâm Thiên Long pháp quyết nhất biến, hồng sắc bình xứ quang mang đại thịnh hiện ra từng mai từng mai hồng sắc phủ văn một mảng lớn xích sắc hỏa diễm quét sạch mà xuất, hóa thành 10 đầu hình thể to lớn xích sắc hỏa dao, dương nhanh múa vuốt nhào về phía bán yêu. Trình Trấn vô kiếm quyết nhất biến, hoàng sắc mâm tròn quang mang đại thịnh, tăng nhanh xoay tròn tốc độ, đánh về phía Tam gia yêu cầm. Cùng lúc đó, Vương Thanh Sơn năm người nhao nhao phóng thích linh thuật, công kích Trình Khiếu Thiên. Trình Khiếu Thiên bên ngoài thân hồng quang đại phóng, khuôn mặt biến dữ tợn, biến thành một viên đầu sói. Ngao ô, một đạo bén nhọn chí cực tiếng sói chu vang lên, một cỗ hồng sắc sóng âm bay ra ầm ầm một trận nổ thật to tiếng vang lên hồng sắc sóng âm đem đánh tới linh thuật đánh chúng vỡ nát bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng một đạo lam sắc sóng âm không có dấu hiệu nào kích xạ mà đến trong nháy mắt lướt qua trình khiếu thiên thân thể trình khiếu thiên ánh mắt biến ngốc trệ xuống tới nhân cơ hội này phía sau hắn hư không ba động cùng một chỗ một đầu cao khoảng một trượng viên hầu quỷ vật bỗng nhiên xuất hiện viên hầu quỷ vật toàn thân u lục sắc trong mắt là huyết hồng sắc Viên hầu quỷ vật một đôi lông xù quỷ chảo hướng phía trình khiếu thiên đầu vỗ tới, một bộ muốn đem nó đầu đập nát bộ dáng. Một vệt kim quang theo trình khiếu thiên phía sau lưng bay ra, như thiểm điện nhào về phía lục sắc viên hầu quỷ vật. Một tiếng hét thảm, viên hầu quỷ vật che lấy nửa gương mặt, bay rớt ra ngoài, khí tức có phần uể oải. Một cái màu vàng kim nhạt mãng xà theo trình khiếu thiên phía sau lưng bò đi ra, trên đầu của nó có một cái giữ tợn mặt quỷ đồ án. Phệ quỷ mãng lại là cái này trùng chuyên môn khắc chế quỷ vật linh thú. Một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, một cái hình thể to lớn thanh sắc kiếm giao kích xạ mà đến, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Trình Khiếu Thiên. Trình Khiếu Thiên đã khôi phục thanh tỉnh, trong tay mạch đao hung hăng hướng phía thanh sắc kiếm giao bổ tới. Ầm ầm, thanh sắc kiếm giao thân thể vỡ ra, vô số kiếm khí màu xanh bắn ra, che mất Trình Khiếu Thiên thân thể. Một đầu màu xanh sấm quỷ trảo trống giống hiển hiện, hung hăng chụp về phía Trình Khiếu Thiên vị trí. Không tốt, cẩn thận hắn tập kích, Vương Thanh Sơn bỗng nhiên la lớn, hắn bỗng nhiên không cảm ứng được trình khiếu thiên khí tức. Hắn kiếm quyết vừa bấm, thanh ly kiếm bỗng nhiên phân hóa, vòng quanh hắn cùng Liễu Mị Nhi xoay nhanh không chừng. Trình Trấn Vũ vội vàng tế ra hai thanh phi kiếm màu đỏ, vòng quanh bọn hắn xoay nhanh không chừng, Trịnh Nam hai ngón tay giữ chặt một cây dây đàn, bất cứ lúc nào cũng sẽ buông ra. Tống Mị bên ngoài thân sáng lên một trận ô quang, một mảng lớn hắc khí tuôn trào ra. Lâm Thiên Long động tác cũng không chậm, há mồm phun ra một đầu đỉnh nhỏ màu đỏ, phun ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, đem hắn bảo hộ ở bên trong, bên ngoài thân sáng lên vô số hồng sắc phù văn, hóa thành một đạo màu đỏ nhạt màn sáng, hình thành đạo thứ hai vòng phòng hộ, nàng tại tế ra một mặt hồng sắc tấm chắn, hình thành đạo thứ ba vòng phòng ngự. Phía sau hắn bỗng nhiên sáng lên một đạo hồng quang, hiện ra trình khiếu thiên thân ảnh. Trình khiếu thiên phần lưng nhiều thêm một đôi hồng quang lưu chuyển không chừng xích sắc cánh, xích sắc cánh bên ngoài phù văn chấp động, tam giai thượng phẩm phù triện hạc dược phù có thể sử dụng nhiều lần trình khiếu thiên theo một vị nào đó kết đan tu sĩ trên tay có được đồ vật lấy ra đối phó tu tiên giả không thể thích hợp hơn hắn mở ra huyết bồn đại khẩu phun ra một cỗ nhói nhói màng nhĩ song âm đánh về phía lâm thiên long xích sắc hỏa diễm nhanh chóng dập tắt lâm thiên long bên ngoài thân màn sáng màu đỏ cuồng thiểm không ngừng bỗng nhiên toái liệt lâm thiên long bay rớt ra ngoài thất khiếu chảy máu hai tay ôm đầu mặt lộ vẻ thống khổ Trình khiếu thiên hai tay hướng phía Lâm Thiên Long nắm vào trong hư không một cái, một đầu hồng quang lòe lòe vuốt sói bỗng nhiên xuất hiện tại Lâm Thiên Long đỉnh đầu, chuẩn xác đập vào Lâm Thiên Long trên đầu. Một tiếng hét thảm, Lâm Thiên Long một mệnh ô hô, đầu bị hồng sắc vuốt sói vỗ nát bấy. Thấy cảnh này, Vương Thanh Sơn năm người vừa sợ vừa giận, bọn hắn kinh hãi là trình khiếu thiên có thể thuấn di cận thân phù triệt, giận là Lâm Thiên Long tại bọn hắn mí mắt nội tình hạ bị trình khiếu thiên giết chết. Một đạo sục sôi tiếng đàn bỗng nhiên vang lên, một đạo lam sắc sóng âm nhanh chóng lướt qua trình khiếu thiên thân thể, trình khiếu thiên ánh mắt đờ đẫn xuống tới. chương 1036, Đông Hoàng Đại Quyết Chiến Tam. Một đạo hoàng quang bay vụt mà tới, hung hăng bổ trên người trình khiếu thiên, truyền ra một tiếng kim loại đụng nhau trầm đục, trình khiếu thiên bên ngoài thân mọc ra một mảng lớn màu đỏ lông sói, vô cùng sắc bén. Hoàng quang rõ ràng là bốn thanh làm thành một đoàn phi kiếm màu vàng, mũi kiếm trong chiều. Chảm, trình trấn vũ kiếm quyết vừa bấm, bốn thanh phi kiếm màu vàng quang mang đại thịnh, bỗng nhiên hóa thành một bả hoàng sắc cự kiếm bổ về phía Trình Khiếu Thiên trái tim. Cùng một thời gian, Trình Khiếu Thiên đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ, một đầu u lục sắc quỷ trảo bỗng nhiên hiển hiện, quỷ trảo móng tay là màu đen, âm khí quấn quanh, hung hăng chụp về phía Trình Khiếu Thiên đầu. Vô số cánh hoa từ trên trời giáng xuống, hóa thành một bả đủ mọi màu sắc cự nhận, bổ về phía Trình Khiếu Thiên, một đầu hình thể to lớn màu xanh kiếm giao kích xạ mà tới. Đúng lúc này, Trình khiếu thiên phát ra một tiếng bén nhọn đến cực điểm tiếng sói chu, triệt để hóa thành hình sói. Một đầu thân cao hai trượng, dài ba trượng hồng sắc cự lang xuất hiện tại hư không, lục sắc quỷ chảo vỗ chúng hồng sắc cự lang đầu, chỉ là vô xuống một mảng lớn lông sói, ngũ sắc cự nhận bổ vào hồng sắc cự lang trên thân, chỉ là vạch phá nó biểu ra, màu xanh kiếm dao đâm vào hồng sắc cự lang trên thân, đem nó đụng bay ra ngoài. ầm ầm, một đầu màu xanh kiếm dao đem một đầu hồng sắc cự lang đánh rơi trên mặt đất, màu xanh kiếm dao bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành một mảng lớn kiếm khí màu xanh, che mất trình khiếu thiên thân thể. Một đạo xâm nhiên màu xanh kiếm quang từ trên trời giáng xuống, chui vào kiếm khí màu xanh bên trong, mảy may thanh âm đều không có chuyển ra. Vương Thanh Sơn đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến, vội vàng hô, không tốt, cẩn thận hắn đánh lén. Hắn kiếm quyết vừa bấm, quanh thân hiển hiện một mảng lớn kiếm khí màu xanh hư ảnh, vòng quanh hắn xoay nhanh không chừng. Trình Trấn Vũ sau lưng lướt qua một trận thanh phong, hiện ra thân trình khiếu thiên thân ảnh. Hai tay của hắn biến thành vuốt sói, sắc bén vô cùng. Trịnh Nam hơi nhếch khóe môi lên khởi nhất cái đường cong, một đạo lam quang từ ống tay áo của nàng bên trong bay ra, hóa thành một mặt to lớn màu lam tấm gương, trên mặt kính là một mảnh xanh thẳm nước biển, kỳ quái là, mảnh này nước biển phảng phất vật sống. Trấn Hải Tông Tam Đại Trấn Tông Chi bảo một trong định hải kính, có thể định trụ một vùng biển, chớ nói chi là định trụ một tên kết đan kỳ bán yêu. Đây là trịnh Nam Tổ Tiên lưu lại bảo vật, chính là có định hải kính nơi tay, bọn hắn nhiều lần biến nguy thành an, một đường đi đến hôm nay. Định, nương theo lấy trịnh nam một tiếng rơi xuống, định hải kính mặt kính nước biển phẳng phất sống tới, kịch liệt lăn lộn, một mảng lớn màu lam hào quang bay ra, bao lại trình khiếu thiên. Trình khiếu thiên lập tức không thể động đậy, hai mắt mở thật to, hắn dám lợi dụng hạc dược phù cận thân, ngoại trừ đối với mình nhục thân tự tin, hắn đối trình chấn vũ vợ chồng cũng tương đối hiểu biết, chuyên môn thu thập qua tình báo của bọn hắn. Hắn không biết là, định hải kính là trình trấn vũ cùng trịnh nam thủ đoạn cuối cùng, sẽ không tùy tiện tế ra bảo vật này. Một trận dồn dập tiếng đàn vang lên, một đạo vô hình sóng âm quét sạch mà xuất, cấp tốc lướt qua trình khiếu thiên thân thể. Trình khiếu thiên cảm giác trái tim muốn ly thể bay ra, toàn thân huyết dịch sôi trào, ngũ tạng lục phủ truyền đến một trận quặn đau. Nhân kiếm hợp nhất, một đạo cao vài trượng màu xanh kiếm quang kích xạ mà đến, màu xanh kiếm quang tản mát ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Liễu Mị Nhi lấy ra một chiếc liên hoa đăng, Nhóm lửa bất đèn, pháp lực thúc dục, vô số cánh hoa bắn ra, như ong vỡ tổ phóng tới Trình Khiếu Thiên. Đúng lúc này, Trình Khiếu Thiên đỉnh đầu toát ra nhất cái cự đại cự lang hư ảnh, tản mát ra một trận kinh khủng linh áp. Ngao ô, cự lang hư ảnh phát ra một đạo phẫn nộ tiếng gào thét, một cỗ vô hình sóng âm bay ra, màu xanh kiếm quang trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, đủ mọi màu sắc cánh hoa chia năm xẻ bảy, Trình Chấn vô cùng trịnh nam đồng dạng bay rất ra ngoài, hai người thổ huyết không thôi. Cự lang hư ảnh đánh tan vương thanh sơn bốn người công kích về sau, bỗng nhiên biến mất không thấy, hóa thành một chương dài hơn thước gia thú, mặt ngoài phù văn lưu chuyển không chừng. Phốc phốc một tiếng, gia thú không gió tự cháy, đốt thành cho bụi. Trịnh Nam không để ý tới lau vết máu ở khóe miệng, hai ngón tay kéo một cây dây đàn, lỏng ngón tay ra. Một đạo rồn dập tiếng đàn vang lên, hư không sáng lên điểm điểm lam quang, một đạo màu lam sóng âm quét sạch mà xuất, trong nháy mắt đến trình khiếu thiên trước mặt. Trình khiếu thiên cảm giác một đầu bàn tay vô hình đập vào trên thân, thân thể giống như diều bị đứt dây, bay rớt ra ngoài, thổ huyết không thôi. Một đạo màu xanh kiếm quang kích xạ mà đến, trong nháy mắt liền đến trình khiếu thiên trước mặt. Trình khiếu thiên dọa đến hồn bay lên trời, trong tay mạch đao vội vàng chặn lại. Một tiếng hét thảm, trình khiếu thiên cánh tay trái bị nhất chảm mà rơi, không ngừng chảy máu. Màu xanh kiếm quang nhất cái xoay quanh, liền muốn lần nữa chém về phía trình khiếu thiên, năm tên kết đan kỳ bán yêu lao đến, đem trình khiếu thiên bao bọc phây quanh, mặt khác năm tên kết đan kỳ bán yêu ngăn cản vương thanh sơn bọn người, còn có mười mấy con tam gia yêu cầm. Nếu không phải trình khiếu thiên quá tự tin, cận thân công kích trình trấn vô cùng trịnh nam, vương thanh sơn vậy không có dễ dàng như vậy làm bị thương trình khiếu thiên, dù sao trình khiếu thiên có 10 tên đồng bạn cùng mười mấy con tam gia yêu cầm. Nói cho cùng, trình khiếu thiên bành trướng, ầm ầm không trung truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, sấm sét vang dội bầu trời hạ xuống mưa to mấy ngàn trường không chung, tiêu giao kiếm tôn cánh tay có một đạo kinh khủng vết chảo, tại hắn đối diện, một đầu dài 50, 60 trượng màu xanh cự mãng bị một mảng lớn mây đen bao lại, mây đen bao trùm hơn 10 dặm, sấm sét vang dội, khí thế kinh người. Tiêu giao kiếm tôn tu luyện chính là tứ quý kiếm quyết xuân lôi chu yêu kiếm trận. Từng đạo thô to tia chớp màu bạc bay ra, bổ vào màu xanh cự mãng trên thân, màu xanh cự mãng bên ngoài thân vết thương chồng chất, không ngừng chảy máu. Tiêu giao kiếm tôn khuôn mặt lạnh lẽo, kiếm quyết biến đổi mây đen kịch liệt lăn lộn một mảng lớn tia chớp màu bạc bay ra hóa thành một bả kình thiên lôi kiếm bổ vào màu xanh cự mãng thân thể khổng lồ lên màu xanh cự mãng phát ra một trận gào thét thảm thiết âm thanh bên ngoài thân nhiều một đạo kinh khủng vết thương mơ hồ có thể nhìn thấy bạch cốt máu tươi đều biến thành màu nâu đúng lúc này một đạo hết sức quen thuộc nữ tử tiếng kêu thảm thiết vang lên tiêu dao kiếm tôn trong lòng giật mình thuận thanh âm đầu nguồn nhìn lại chỉ gặp lâm tư nhược bay rớt ra ngoài thổ huyết không ngừng quần áo trên người rách tung tóe, khí tức huệ oải, một đầu hình thể to lớn ngân sắc con rơi cùng một đầu kim sắc cự điêu truy kích Lâm Tư Nhược. Tư Nhược, tiêu giao kiếm tôn cực kỳ bi thương, hô lớn một tiếng. Nhân cơ hội này, màu xanh cự mãng bên ngoài thân thanh quang đại phóng, bên ngoài thân toát ra một mảng lớn ngọn lửa màu xanh, xông vào trong mây đen. Ầm ầm, màu xanh cự mãng đem mây đen xé mở nhất cái chỗ rách, hóa thành một đạo màu xanh độn quang phá không mà đi. Tiêu giao kiếm tôn nhướng mày, Hắn thật vất vả bày ra kiếm trận, kém chút cũng có thể diệt hết này yêu, bởi vì Lâm Tư Nhược dẫn đến hắn phân thần, làm cho đối phương chạy thoát rồi. Hắn không kịp nghĩ nhiều, vẫy tay một cái, mây đen hóa thành chín chuôi ngân quang lóng lánh phi kiếm, hướng phía ngân sắc con rơi cùng kim sắc cự ưng bay đi. Thanh Sơn, cản bọn họ lại một lát, đừng để bọn hắn tổn thương Tư Lâm phu nhân. Vương Thanh Sơn vị trí vừa vặn tới gần Lâm Tư Nhược rơi xuống vị trí, tiêu giao kiếm tôn vội vàng cấp Vương Thanh Sơn truyền âm chương 1037, yêu tộc tan tác. Lâm tư nhược nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống, tốc độ rất nhanh. Ngân sắc cự bức há mồm phun ra một cỗ trói tai đến cực điểm tê minh thanh, một đạo vô hình sóng âm quét sạch mà xuất, không gian đều bị chấn động đến có một ít bắt đầu vặn vẹo. Kim sắc cự ưng cánh hung hăng một cái, một cỗ cao mấy chục trượng kim sắc gió lốc lóe lên mà xuất, những nơi đi qua, hư không bộc phát ra một trận âm thanh bén nhọn, kim sắc cự ưng biến mất không thấy. Sư phó, Liễu Mị Nhi vậy chú ý tới hướng mặt đất rơi xuống Lâm Tư Nhược, Ngọc Dung đại biến, pháp quyết vừa bấm, quanh thân có vô số điểm sáng hiển hiện, hóa thành từng mai từng mai đủ mọi màu sắc cánh hoa, một trận cuồng phong thổi qua, đủ mọi màu sắc cánh hoa hướng phía ngân sắc cự bước cùng kim sắc cự ưng quét sạch mà đi, đủ mọi màu sắc cánh hoa tại nửa đường tụ tập lại một chỗ, hóa thành hai thanh ngũ sắc cự nhận, phân biệt bổ về phía ngân sắc cự bước cùng kim sắc cự ưng. Vương Thanh Sơn hít sâu một hơi, kiếm quyết vừa bấm, trên thân bộc phát ra một cỗ kinh người kiếm ý. Cấp thấp tu sĩ phi kiếm phẳng phất nhận lấy một loại nào đó lực hấp dẫn, nhao nhao hướng phía vương thanh sơn bay tới, hóa thành một đầu hơn trăm trưởng trường ngũ sắc kiếm dao, mở ra huyết bồn đại khẩu bên trong, lộ ra một loạt lóe ra hàn quang răng nhọn, phần lưng nâng lên, có một loạt gai sắc. Đi, theo vương thanh sơn một tiếng rơi xuống, ngũ sắc kiếm dao nhất cái xoay quanh, phát ra một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ, nhào về phía ngân sắc cự bước Trình Trấn Vũ cùng Trịnh Nam liếc nhau một cái, nhìn nhau gật đầu. Một tiếng rồn dập tiếng đàn vang lên, một mảng lớn màu lam sóng âm bay ra, hướng phía lâm tư nhược dưới thân quét sạch mà đi. Trình Trấn Vũ pháp quyết biến đổi, bốn thanh phi kiếm màu vàng quang mang đại phóng, nhất cái mơ hồ, hóa thành tứ đầu hình thể to lớn hoàng sắc mãng xà, mở ra huyết bồn đại khẩu nhào tới, hoàng sắc cự mãng là pháp lực hóa hình, cũng không phải là thực thể. Liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, ngũ sắc cự nhận cùng ngũ sắc kiếm dao bị đánh chúng vỡ nát, ngân sắc cửa bước vậy tạm thời bị ngăn cản. Lâm Tư Nhược dưới thân bỗng nhiên lướt qua một đạo hắc ảnh, một đầu hình thể to lớn kim sắc cự ưng bỗng nhiên xuất hiện tại dưới người nàng, một đôi kim sắc lợi chảo hướng phía Lâm Tư Nhược đầu chụp tới. Lâm Tư Nhược quanh thân sáng lên một trận đủ mọi màu sắc linh quang, một đạo màn ánh sáng năm màu trống giống hiển hiện, đem nó toàn thân bảo hộ ở bên trong. Màn ánh sáng năm màu mặt ngoài trải rộng cánh hoa, lộng lẫy vô cùng. Một tiếng vang trầm, kim sắc cự ưng móng vuốt bị màn ánh sáng năm màu ngăn cản. Một đạo màu lam sóng âm cấp tốc lướt qua kim sắc cự ưng thân thể, kim sắc cự ưng phản ứng chậm nửa nhịp, nhân cơ hội này, Lâm Tư Nhược hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi. Kim sắc cự ưng muốn đuổi theo, sắc trời bỗng nhiên trở tối, một đoàn bao trùm hơn 10 dặm lôi vân bỗng nhiên xuất hiện tại hắn nó đỉnh đầu, sấm sét vang dội, đen nghịt một mảnh, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Ầm ầm tiếng sấm vang lên, một mảng lớn tia chớp màu bạc bay ra, mỗi một đạo tia chớp màu bạc đều phảng phất một đạo lợi kiếm, hung hăng đâm về kim sắc cự ưng. Kim sắc cự ưng quá sợ hãi, dương cánh bay cao, hơn 10 đạo tia chớp màu bạc bổ vào trên thân, một mảng lớn ngân sắc lôi quang che mất thân thể của nó. Xuân lôi chu yêu trận, lên, tiêu giao kiếm tôn quát khẽ một tiếng, không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, bộ phận cấp thấp tu sĩ mảng nhĩ nhói nhói. Chỉ gặp mây đen kịch liệt lăn lộn về sau, mấy trăm đạo người trưởng thành to bằng cánh tay tia chớp màu bạc bay ra, hóa thành một thanh khổng lồ ngân sắc lôi kiếm chui vào lôi quang bên trong truyền ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết lôi quang đại phóng ầm ầm tiếng sấm không ngừng từng đạo thô to ngân sắc lôi kiếm từ trong mây đen bay ra chui vào ngân sắc lôi quang bên trong ngân sắc lôi quang bỗng nhiên nổ bể ra đến một đạo kinh thiên động địa tiếng vang từ trên cao chuyển đến một đạo mắt trần có thể thấy khí lãng cấp tốc khuếch tán ra đến không trung dâng lên một đoàn to lớn kim sắc mây hình nấm Vương Thanh Sơn cùng Liễu Mị Nhi bị cường đại khí lãng thổi bay ra ngoài, hai người thổ huyết không ngừng, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều muốn chấn vỡ mất. Trong mắt của hai người tràn đầy vẻ kinh ngạc, một tên nguyên anh kỳ yêu tộc cứ như vậy tự bộc rồi. Một đạo quái dị đến cực điểm tê minh thanh vang lên về sau, yêu tộc như là thủy triều xuống biển, cấp tốc hướng về đường tới thối lui, đến trăm vạn mà tính đê gia yêu thú vậy đi theo triệt thoái phía sau. Ầm ầm, không trung truyền đến một đạo chấn thiên động địa tiếng vang, một bộ hình thể to lớn ngân sắc rơi yêu từ trên cao rất xuống, thân thể bị chém thành hai đoạn. Vương Thanh Sơn ngẩng đầu hướng phía không trung nhìn lại, chỉ gặp Nguyên Anh kỳ yêu tộc nhao nhao chạy trốn, nhiều vị yêu tộc vết thương chồng chất, khí thức huệ hoài. Sát, nhất cử dẹp yên yêu tộc, tiêu giao kiếm tôn hét lớn một tiếng, thu hồi phi kiếm, hướng phía Nguyên Anh kỳ yêu tộc bay đi. Thấy cảnh này, chúng tu sĩ sĩ khí đại phóng, nhao nhao truy kích yêu tộc. Yêu tộc dựa vào đại trận phòng thủ, bất quá căn bản ngăn không được tu sĩ nhân tộc tấn công mạnh, tiêu giao kiếm tôn bọn người quyết tâm muốn tiêu diệt cỗ này yêu tộc, điên cuồng công kích trận pháp, nửa canh giờ không đến, hộ thành đại trận bị kích phá, nguyên anh kỳ yêu tộc toàn bộ truyền tống rời đi, kết đan kỳ bán yêu trốn chạy khắp nơi, nhân tộc tu tiên giả giết vào diệt tiên thành, một bên chém giết yêu thú, một bên cướp đoạt tu tiên tài nguyên. Vương Thanh Sơn nhìn qua mặt mũi tràn đầy hưng phấn tu tiên giả, trong mày, hắn cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi, hai tộc nhân yêu tranh đấu mấy năm, song phương bất phân thắng bại yêu tộc bị bọn hắn đánh tan còn có thể lý giải vừa mở ra đại quyết chiến yêu tộc cho dù không địch lại cũng không trở thành bại nhanh như vậy chẳng lẽ yêu tộc là cố ý lạc bại từ trốn chạy khắp nơi bán yêu cùng không người chỉ huy yêu thú đến xem cũng không giống làm bộ trình khiếu thiên đã sớm lợi dụng chuyện thống trận rời đi đại đa số tu tiên giả đều đắm chìm trong trong vui mừng thắng lợi truy kích bán yêu cùng đê gia yêu thú vương thanh sơn cũng không có truy kích địch nhân vương đạo hiếu có chút kỳ quái a à yêu tộc cứ như vậy bại, Liễu Mị Nhi mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, coi như có thể đánh bại yêu tộc, vậy sẽ không như thế thuận lợi đi. Yêu tộc lực lượng suy yếu không ít, thiếu đi mấy vị nguyên anh kỳ cùng hơn 10 vị kết đan kỳ bán yêu, đoán chừng là điều đến hậu phương, đoạn thời gian trước, cao tầng phái một đội tu sĩ cấp cao xâm nhập yêu tộc phúc địa quấy rối, chém giết hai tên nguyên anh kỳ yêu tộc cùng hơn 10 vị kết đan kỳ bán yêu, khiến cho yêu tộc trở về thủ, Diệp Tiền bối bọn hắn chém giết hai tên nguyên anh kỳ yêu tộc, trọng thương mấy cường địch, yêu tộc tan tác không kỳ quái. Tống Nghị mở miệng giải thích, thân sắc hưng phấn. Vương Thanh Sơn gật đầu, vẫn cảm thấy kỳ quái, cho dù trở về thủ, cũng không trở thành nguyên anh kỳ yêu tộc lạc bại, tự toàn diện bại lui. Các ngươi lưu thủ ở chỗ này, những người khác thanh trước yêu thú. Lâm Tư như quát lớn, sắc mặt có chút tái nhợt, bọn hắn lần này chém giết hai tên nguyên anh kỳ yêu tộc, trọng thương ba tên nguyên anh kỳ yêu tộc, yêu tộc tan tác cũng là hợp tình lý, dù sao nhân tộc bên này xuất động trấn tông chi bảo cùng nhiều con khôi lỗi thú. Theo lão phu giết sạch những súc sinh này, không biết có bao nhiêu tu tiên giả chết tại bọn chúng miệng dưới, lão phu muốn báo thù cho bọn họ. Một đạo hoàng sắc độn quang bay trốn đi, tốc độ rất nhanh. Vương Thanh Sơn nhận ra thanh âm này, chính là hoàng phú quý. Yêu tộc tan tác, ngưng lại tại phủ cận đê gia yêu thú nhiều lắm, không có nhân chỉ huy, đê gia yêu thú trốn chạy khắp nơi, hoặc dương cánh bay cao, hoặc tại bình nguyên trên chạy. Đến hàng vạn mà tính đề ra yêu thú hoảng hốt chạy bừa, xông vào nhất cái cự hình trong sơn cốc. Một đội tu tiên giả đang muốn truy kích, hoàng phú quý từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên ngoài sơn cốc. Những này yêu thú lão phu phụ trách xử lý, đến lúc đó có thể nhiều mua một chút tu tiên tài nguyên, nhiều cứu chữa một chút tu tiên giả, các người đi địa phương khác đi. Hoàng phú quý một mặt chính khí, dùng một loại không cho cự tuyệt ngữ khi phân phó nói. Tiền bối, những này là yêu thú cấp 2, chúng ta có thể xử lý, Ngài vẫn là đi xử lý những cái kia yêu thú cấp 3 đi. Một tên trúc cơ tu sĩ kiên chỉ nói, Hoàng Phú quý sụ mặt khiển trách, nhiều như vậy đê giai yêu thú, các người coi như có thể giết bọn họ, cũng sẽ xuất hiện thương vong, các người coi là Lão Phu là ham thi thể của bọn nó ha. À. Lão Phu là sợ các người thụ thương, Lão Phu lấy thái nhất tiên môn trinh điều xử thân phận mệnh lệnh các ngươi đi địa phương khác, đê giai yêu thú nhiều như vậy. Chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau, trong lòng mắng to Hoàng Phú quý không muốn mặt, ngoài miệng đáp ứng. Hoàng Phú Quý nhếch miệng cười một tiếng, hóa thành một đạo hoàng sắc độn quang sông vào trong sơn cốc. Một tháng sau, nhất cái đại hỷ tin tức cấp tốc ở tiền tuyến lưu truyền ra đến, Bắc Cương tu tiên giới tham chiến, yêu tộc hai mặt tác chiến, áp lực rất lớn, đông hoang chiến trường năm đầu chiến tuyến toàn bộ tan tác, yêu tộc co vào binh lực, không đoạn hậu rút lui, nhân tộc tu tiên giả sĩ khí đại phóng, truy kích yêu tộc. Trường 1038, Phong Trần Hòa Thượng Nam Hải, Cổ Man Hải Vực vùng biển này hơn phân nửa thuộc về man tộc thống trị non nửa thuộc về hải tộc thống trị man tộc đã từng huy hoàng vô cùng nhân tộc yêu tộc cùng hải tộc đều muốn nhìn man tộc sắc mặt nhân tộc là nhỏ yếu nhất một chủng tộc phật đổi sao rời man tộc đã xuống dốc vì sinh tồn không thể không cùng hải tộc yêu tộc liên thủ đối kháng ngày càng cường đại nhân tộc man tộc nội bộ chia làm nhiều cái bộ lạc hỏa man bộ lạc là tương đối cường đại nhất cái bộ lạc chỉ là nguyên anh tu sĩ tự có bảy vị nhiều hỏa man bộ lạc phái người tham chiến thu được không ít lợi ích. Hỏa Man bộ lạc chủ đảo là Hỏa Ly đảo, ngoài ra còn có 3 tòa có tứ giai linh mạch phó đảo, Viêm Phong là Hỏa Man bộ lạc đại tế ti, Nguyên Anh Hậu Kỳ. Viêm Phong lâu dài bế quan, tọa trấn Hỏa Ly đảo, mặt khác ba tòa phó đảo từ tam vị nguyên anh tu sĩ tọa trấn. Yêu tộc, Hải tộc mời Hỏa Man bộ lạc tham chiến, Hỏa Man bộ lạc phái hai vị nguyên anh tu sĩ cùng 20 vị kết đan tu sĩ tham chiến. Hỏa Man bộ lạc nện xuống tiền vốn lớn, tự nhiên thu hoạch không ít lợi ích liên tục không ngừng tu tiên tài nguyên từ tiền tuyến vận chuyển trở về. Thánh man điện, gian nào đó mật thất, viêm phong xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, hai mắt khép hờ, bên ngoài thân trải rộng hồng sắc linh văn, một tầng xích sắc hỏa diễm xuất hiện tại bên ngoài thân, giống như bị liệt diễm bao phủ. Một chương truyền âm phù bỗng nhiên bay tiến đến, viêm phong tựa hồ có cảm ứng, bên ngoài thân hồng sắc linh văn tán đi, hỏa diễm biến mất không thấy, hắn mở hai mắt ra, trong mắt mơ hồ bắn ra một vòng hồng quang. Viêm phong bóp nát truyền âm phù, một đạo thanh âm dồn dập bỗng nhiên vang lên không xong đại tế ti hỏa ưng đảo bị tập kích có hai tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ ngay tại tiến đánh hỏa ưng đảo viêm trường lão ngăn cản không nổi phái người truyền tống về tới báo tin thỉnh cầu tiếp viện viêm phong nhíu mày ánh mắt trở nên âm trầm xuống từ khi hắn phái người tham gia đại chiến về sau hắn tự liệu đến một ngày này cũng may hắn vậy lưu lại một tay hắn lấy ra một mặt màu lam vỏ sò đánh vào một đạo pháp quyết vỏ sò mặt ngoài hiện ra vô số phủ văn một đạo có một ít cởi mở thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên viêm đạo hiếu có gì chỉ giáo bần tăng đang bận đâu mơ hồ truyền đến một trận mê người nữ tử tiếng rên rỉ nương theo lấy ba 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 trầm đục phong trần có hai tên nguyên anh tu sĩ tại công kích hỏa ưng đảo làm phiền ngươi đi một chuyến hỏa ưng đảo phối hợp viêm lịch đem bọn hắn giải quyết lấy thực lực của ngươi không khó lắm đi đợi lát nữa bần tăng làm xong lập tức chạy tới yên tâm đi chậm trễ không được đại sự bất quá diệt bọn hắn, người phải cho ta đưa tới hai tên kết đan kỳ hải tộc, tu tiên giả chơi chán. Viêm phong nhíu mày, nói tốt, điều kiện tiên quyết là người muốn tiêu diệt bọn hắn, nhanh lên lên đường thôi. Biết, rất nhanh liền tốt, nhất tòa toàn thân màu đỏ hòn đảo, từ trên cao trên nhìn, hòn đảo ngoại hình cực giống một đầu dương cánh bay cao cự ưng. Hỏa ưng đảo bên trên có nhất ngọn núi lửa không hoạt động, hỏa linh khí rồi rào, viêm lịch có nguyên anh sơ kỳ tu vi, phụ trách tỏa chấn hỏa ưng đảo. Hỏa ưng đảo ngoại, mặt biển dâng lên một cỗ cao hơn 10 trượng sóng biển, uông như yên xếp bằng ở sóng biển phía trên, hết sức chuyên chú đánh đàn, vương trường sinh đứng ở một bên, thần sắc lạnh lùng. Bọn hắn đi theo cái khác nguyên anh tu sĩ vây quanh đại hậu phương, phụ trách tập kích hỏa man bộ lạc. Lần này hành động hết thảy có 10 tên nguyên anh tu sĩ, 20 danh kết đan tu sĩ. Vương trường sinh cùng uông như yên phụ trách tập kích quấy rối hỏa ưng đảo, hấp dẫn địch nhân chú ý. Hai tên nguyên anh tu sĩ phụ trách tập kích quấy rối một tòa khác hòn đảo, còn lại 6 tên nguyên anh tu sĩ phụ trách công kích hỏa man bộ lạc chủ đảo. Không có tu sĩ khác ở đây, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên có thể không cố kỵ chút nào, không giữ lại chút nào xuất thủ đối phó man tộc, man tộc là dị tộc, nghĩ đến sẽ không rõ ràng trấn hải tông trấn tông công pháp. Nhất cái hồng quang lòe lòe màn sáng bao lại cả tòa hỏa ưng đảo, màn sáng mặt ngoài có từng đoàn từng đoàn xích sắc hỏa diễm. Tiếng đàn huyền chuyển du dương, để cho người ta nghe cảm giác rất hài lòng, thân thể nhẹ nhàng. Uông Như Yên đã tiến vào Nguyên Anh Kỳ, xưa đâu bằng nay. Hỏa ưng đảo bên trên, đê dai man tộc ánh mắt si mê, thân thể không bị khống chế khoa tay múa chân, hiển nhiên lâm vào huyễn thuật bên trong. Hỏa ưng đảo hộ đảo đại trận là cửu cung thiên diễm trận, công thủ gồm cả, nhưng chính là phòng không được âm luật công kích. Trên đời không có toàn năng trận pháp, khẳng định có sở trường, cửu cung thiên diễm trận thiên về công kích, lực phòng ngự không phải rất mạnh. Ầm ầm, một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, mấy chục quả to bằng vại nước cự hình hỏa cầu từ màn sáng màu đỏ trên bay ra, đổ ập xuống đánh tới hướng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Trường Sinh thần sắc như thường, hữu quyền hướng phía mặt biển hư không một đập, một đạo mãnh liệt cương phong quét sạch mà xuất, bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên lõm xuống dưới, phảng phất có một đầu bàn tay vô hình đập vào phía trên, tóe lên cao mấy chục trượng sóng biển. Một trận nổ thật to tiếng vang lên, mấy chục quả cự hình hỏa cầu bị sóng biển thôn phệ, biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Hỏa ưng đảo bên trên, viêm lịch ánh mắt âm trầm, chúc cơ kỳ tộc nhân căn bản không chịu nổi, hơn phân nửa đều đánh ngất xỉu đi qua, hơn 10 người chúc cơ kỳ tộc nhân chết tại huyễn thuật bên trong, cá biệt kết đan tu sĩ vậy bắt đầu xuất hiện ảo giác. Viêm lịch tiến vào nguyên anh kỳ không đến 50 năm, hắn cũng không phải là hạng người lỗ máng, bên ngoài là hai tên nguyên anh tu sĩ, ai biết có hay không cái khác nguyên anh tu sĩ núp trong bóng tối. Hắn cũng sẽ không tự tiện lao ra nghênh địch, thế nhưng là địch nhân có một tên âm tu, nếu như không đi ra nghênh chiến, thời gian càng dài, bọn hắn tự càng bị động. Tiếng đàn trở nên rồn dập lên, cá biệt kết đan kỳ man tộc ánh mắt trở nên si mê, tế ra pháp bảo, điên cuồng công kích đồng bạn. Âm âm tiếng nổ đùng đoàn không ngừng, kết đàn tu sĩ lực phá hoại tương đối lớn, muốn chế phục kết đan kỳ tu sĩ vẫn tương đối khó khăn. Viêm lịch sắc mặt trở nên rất khó coi, làm sao trong tộc trả không phái người tới. Chẳng lẽ lại không chỉ một chỗ địch nhân, còn có những địch nhân khác trong mắt của hắn tàn khốc chợt lóe lên mấy đạo pháp quyết đánh vào trận bàn bên trên trận bàn quang mang đại thịnh hiện ra một tầng xích sắc hỏa diễm màn sáng màu đỏ mặt ngoài phù văn sáng rõ hơn 10 đạo thô to xích sắc hỏa trụ bắn ra phảng phất ác long gào thét nhào về phía vương trường sinh cùng uông như yên uông như yên sắc mặt lạnh lẽo hai ngón tay kéo một cây dây đàn một trận sục sôi tiếng đàn vang lên một đạo màu lam sóng âm quét sạch mà xuất ầm ầm hơn 10 đạo xích sắc hỏa trụ chạm đến màu lam sóng âm lập tức nổ bể ra đến, hóa thành một mảng lớn xích sắc biển lửa, bình tĩnh mặt biển kịch liệt lăn lộn, tóe lên cao mấy chục trượng sóng biển, dập tắt những này xích sắc hỏa diễm. Uông Như Yên trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, tiếng đàn bỗng nhiên trở nên dồn dập lên, cho người ta một loại đặt mình vào chiến trường, thiên quân vạn mã ngay tại chém giết cảm giác. Kết đan kỳ man tộc huyết dịch lưu động tăng tốc, hô hấp trở nên dồn dập lên, tim đập nhanh hơn, trái tim tùy thời muốn nứt thể mà xuất. Viêm trường lão, chúng ta nhanh không chịu nổi, để chúng ta ra ngoài nghinh chiến đi đúng a à, tiếp tục để nàng đàn tấu xuống dưới chúng ta khẳng định là một con đường chết kết đan kỳ man tộc nhau nhao xin chiến bỏ mặc địch nhân mặc kệ bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ tốt bần tăng đến hai tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ mà thôi thế mà đem các ngươi khiến cho chật vật như vậy một đạo tràn ngập mỉa mai thanh âm nam tử vang lên một vệt kim quang bay xuống viêm lịch bên người kim quang rõ ràng là một tên bụng phệ kim bảo tăng nhân hắn tai to mặt lớn ánh mắt tràn đầy dâm uế chi sắc, tay trái mang theo một chuỗi kim sắc Phật Châu, Nguyên Anh Sơ Kỳ. Viêm lịch nhìn thấy kim bào tăng nhân, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Kim bào tăng nhân pháp hiệu vong trần, hắn là một tên Phật tu, nói đúng ra, là từ Tây Mạc phản bội chạy trốn Phật tu, vong trần đại sư tại Phật môn thanh tu nhiều năm, ra ngoài hồng trần lịch luyện, xa đọa hồng trần, nhân tộc, yêu tộc cùng hải tộc nữ tu sĩ đều thảm tao qua hắn độc thủ, nhân tộc, yêu tộc cùng hải tộc đều phát ra trọng kim treo thưởng người này, nếu không phải hỏa man bộ lạc viêm phong thu lưu vong trần hòa thượng, vong trần hòa thượng không biết chết bao nhiêu hồi. chương 1039, đảo khách thành chủ. Vong trần đại sư, người có thể tính đến, viêm lịch khách khí nói, trong lòng lại hết sức xem thường vong trần hòa thượng, vong trần tham luyến nữ sắc, tai họa nhiều tên man tộc nữ tu sĩ, còn muốn man tộc hỗ trợ bắt lấy kết đan kỳ nữ tu sĩ, cung cấp hắn dâm nhạc, nếu không phải nhìn hắn thần thông hơn người, viêm lịch cái thứ nhất tự diệt vong trần hòa thượng. Phong Trần Hòa Thượng chỉ là nguyên anh sơ kỳ, thần thông hơn người, trợ giúp hỏa man nhất tộc diệt nhiều vị nguyên anh tu sĩ. Quy củ cũ, nữ giao cho ta, nam giao cho ngươi, lấy thực lực của ngươi, cho dù không địch lại, cuốn lấy hắn một đoạn thời gian không có vấn đề chứ. Phong Trần Hòa Thượng hai mắt nhíu lại, dầm uế ánh mắt rơi vào uông như yên trên thân. Nói thật, hắn còn không có chơi qua nguyên anh kỳ nữ tu sĩ đâu. Không có vấn đề, chúng ta nhanh ra tay đi, nàng là một tên âm tu, thật phiền toái viêm lịch đem trận bàn giao cho kết đan kỳ tộc nhân, hóa thành một đạo hồng sắc độn quang bay ra ngoài. Phong trần hòa thượng sờ một cái trụi lùi đầu, dầm uế cười một tiếng, hóa thành một đạo kim sắc độn quang bay ra ngoài, tốc độ rất nhanh. Vương trường sinh cười nhạt một tiếng, hai tay nâng lên, làm ôm ấp hình. Bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên nổ bể ra đến, hơn 10 đạo đường kính hơn một trượng thô màu lam cột nước phóng lên tận trời, nhất cái mơ hồ về sau, hóa thành mười mấy đầu thân eo thô to màu lam thủy mãng, từ bốn phương tám hướng nhào về phía viêm lịch cùng vong trần hòa thượng. Viêm lịch bên ngoài thân hiện ra một mảng lớn xích sắc linh văn, thể nội truyền đến một trận xương cốt tiếng vang, cơ bắp trướng phình lên, tràn đầy lực lượng. Hắn song quyền hướng phía hư không đập tới, hư không một trận nữ khúc, hồng quang lóe lên, từng cái mấy trượng lớn hồng sắc quyền ảnh bay ra. Vong trần hòa thượng lật bàn tay một cái, kim quang lóe lên, nhất cái lớn chừng bàn tay kim sắc mó cùng một cây kim sắc kiền trùy xuất hiện trên tay, hắn tay trái cầm mó tay phải cầm kiền truy, nhẹ nhàng gõ, trong miệng niệm lên Phật môn kinh văn, từng vòng từng vòng mắt trần có thể thấy kim sắc sóng âm quét sạch mà suốt. Âm âm, không sắc quyền ảnh đánh trúng màu lam thủy mãng, màu lam thủy mãng thân thể bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành một mảng lớn hơi nước. Kim sắc sóng âm những nơi đi qua, hư không tạo nên một trận gợn sóng, màu lam thủy mãng khẽ dựa gần kim sắc sóng âm, thân thể chia năm xẻ bảy, biến thành một mảng lớn nước biển. Một trận trầm thấp tiếng oanh minh vang lên, hơn 10 đạo thô to xích sắc hỏa trụ từ màn sáng màu đỏ trên bay ra, thẳng đến vương trường sinh cùng uông như yên mà tới. Bình tĩnh mặt biển truyền đến một trận chói tai tiếng oanh minh, lấy hỏa ưng đảo làm trung tâm, phương viên người dặm nước biển nhanh chóng chuyển động, sinh ra một vòng xoáy khổng lồ, một cỗ cường đại hấp lực chống giống hiển hiện, xích sắc hỏa trụ không bị khống chế rơi vào nước biển bên trong, bị nhanh chóng xoay tròn nước biển thôn phệ. Một tiếng rồn dập tiếng đàn vang lên, một đầu hơn 10 trượng lớn màu lam cự thủ bỗng nhiên từ nước biển bên trong bay ra, hung hăng chụp về phía viêm lịch. Màu lam cự thủ cũng không phải phổ thông công kích, mà là vương trường sinh cùng uông như yên công kích điệp ra đến cùng một chỗ. Nước biển xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, nhất cái cự đại màu lam cột nước phóng lên tận trời, nhất cái mơ hồ về sau, hóa thành một đầu hình thể to lớn màu lam thủy dao, nhe răng trợn mắt nhào về phía vong trần hòa thượng. Viêm lịch xem thường, hữu quyền hiện ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, Hùng hăng hướng phía trước người hư không đập tới. Xoạt, một mảng lớn xích sắc hỏa diễm từ trên người hắn bay ra, hóa thành một đầu to lớn xích sắc hỏa quyền, đánh về phía màu lam cự thủ. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, màu lam cự thủ bị đánh trúng vỡ nát, một đạo màu lam sóng âm không có dấu hiệu nào bay lượn mà xuất, cấp tốc lướt qua viêm lịch thân thể, viêm lịch cảm giác toàn thân khí huyết quay cuồng, nhịn không được há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể bay rất ra ngoài. Phong Trần Hòa Thượng trong tay mó quang mang đại thịnh, từng vòng từng vòng kim sắc sóng âm quét sạch mà xuất, màu lam thủy dao đụng vào kim sắc sóng âm trên thân, bỗng nhiên nổ bể ra tới. Hắn nhanh chóng gõ trong tay kim sắc mó, phản âm thanh vang lớn, một viên lại một viên Phật môn phù văn bay ra, trong nháy mắt phồng lớn, phô thiên cái địa đánh tới hướng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Phật môn phù văn còn chưa tới Vương Trường Sinh trước mặt, tự bị từng mai từng mai màu lam phong nhận đánh chúng vỡ nát viêm lịch tế ra một bả hồng quang lè lè cự phủ, hướng phía vương trường sinh hư không một bổ, hư không một trận nữ khúc, tựa hồ muốn vỡ ra đến, cuồng phong gào thét, một đạo to lớn hồng sắc bố ảnh lóe lên mà xuất, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, bổ về phía vương trường sinh cùng uông như yên. Hồng sắc bố ảnh chưa rơi xuống, một cỗ ngập trời sóng nhiệt tự đập vào mặt, một chút nước biển trong nháy mắt bốc hơi. Một đạo rồn dập tiếng đàn vang lên, một đạo lam vũ lất phất sóng âm bay ra. Âm ầm. Không sắc búa ảnh đem màu lam sóng âm đánh cho vỡ nát, tự thân vậy vỡ vụn ra. vong Trần Hòa thượng muốn công kích Vuông Như Yên, hơn 10 đạo thô to xích sắc hỏa trụ thẳng đến vong Trần Hòa thượng mà đến, tốc độ rất nhanh. vong Trần Hòa thượng nhíu mày, nhanh chóng sao động mó, một trận kim sắc sóng âm bay ra, xích sắc hỏa trụ đụng vào kim sắc sóng âm phía trên, phảng phất đâm vào tường đồng vách sắt phía trên, biến mất vô tung vô ảnh. Viêm đạo hiếu chuyện gì xảy ra? Tộc nhân của ngươi làm sao công kích bần đăng? Vong Trần Hòa Thượng cưỡng chế lấy nộ khí, nhíu mày nói. Viêm lịch hơi sướng sờ, vội vàng cấp tộc nhân truyền âm, bất quá không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hỏa ưng đảo bên trên, hơn 10 người kết đan kỳ man tộc mặt mũi tràn đầy nộ khí, một tên cao lớn vạm vỡ nam tử trung niên cầm một mặt hồng sắc trận bàn, từng đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Trong mắt hắn, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên là đồng bạn của hắn, Viêm lịch cùng Vong Trần Hòa Thượng là địch nhân của hắn. Huyến thuật không chỉ là để cho người ta lâm vào huyễn cảnh, cũng có thể chế tạo giả tượng. Các ngươi tại chợ trụ vi ngược, còn không mau mau tỉnh lại. Phong Trần Hòa Thượng hét lớn một tiếng, tiếng như hồng chung, tại người ta bên tai quanh quẩn không dứt. Hơn 10 người man tộc nghe được này âm thanh, bỗng nhiên khôi phục thanh tình. Phong Trần Hòa Thượng cổ tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, trên tay Phật Châu bỗng nhiên bay ra, Phật Châu mặt ngoài sáng lên vô số phù văn, phản âm trận trận, bỗng nhiên biến mất không thấy. Sau một khắc, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đỉnh đầu sáng lên một trận kim quang, hiện ra một chuỗi vàng mịt mờ Phật Châu, trong nháy mắt rơi xuống, đem vương trường sinh cùng uông như yên trói lại. Thấy cảnh này, vong trần hòa thượng lập tức đại hỉ, sau này Phật Châu gọi tỏa Linh Châu, là một kiện thông thiên linh bảo mô phỏng, có thể giam cầm địch nhân pháp lực. Viêm lịch hét lớn một tiếng, bên ngoài thân toát ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, hai tay nắm chặt xích sắc cửa phủ, hướng phía vương trường sinh cùng uông như yên hư không một bổ. Xoẹt xẹt, một đạo to lớn xích sắc hồng mang xẹt qua chân trời, mang theo ngập trời sóng nhiệt, chuẩn xác bổ vào vương trường sinh cùng uông như yên trên thân, hai người hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Linh thuật hải thị thận lâu, bọn hắn nhìn thấy vương trường sinh cùng uông như yên, bất quá là huyễn ảnh, chân nhân không biết ở nơi nào. Một trận rồn dập tiếng đàn bỗng nhiên vang lên, màn sáng màu đỏ bỗng nhiên xuất hiện một lỗ hồng vương trường sinh cùng uông như yên thuận lỗ hồng bay vào. Hơn 10 người kết đan kỳ man tộc ánh mắt trở nên ngốc trệ xuống tới, bọn hắn lần nữa chung huyễn thuật. Phong Trần Hòa Thượng cùng Viêm Lịch Vạn Vạn nghĩ không ra, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hội chui vào hỏa ưng đảo, dùng bọn hắn bố trí trận pháp, đối phó bọn hắn. Không đợi hơn 10 người kết đan kỳ man tộc khôi phục thanh tỉnh, Uông Như Yên khí thức tăng vọt, hai ngón tay ôm lấy một cây dây đàn, buông lỏng thủ, một đạo to lớn màu lam sóng âm quét sạch mà xuất, lấy thiểm điện không kịp che tay chi thế lướt qua thân thể của bọn hắn. Hơn 10 người kết đan kỳ man tộc lần lượt ngã xuống, ánh mắt đờ đấn, ngũ tạng lục phủ bị sóng âm thật vỡ nát. Uông Như Yên xếp bằng ngồi dưới đất mặt, lẳng lặng đàn tấu, Vương Trường Sinh thì nhặt lên trên đất trận bàn, lên trên đánh vào từng đạo pháp quyết, lấy đạo của người trả lại cho người, dùng địch nhân trận pháp đối phó địch nhân. Phong Trần Hòa Thượng cùng viêm lịch sắc mặt trở nên tương đương khó coi, bọn hắn không nghĩ tới, đối phương có thể thần không biết quỷ không hay chui vào hỏa ưng đảo, khiến cho bọn hắn là người xâm nhập đồng dạng. Tiếng đàn trở nên rồn dập lên, tràn đầy túc sát chi khí.